Xem ra Tống Cương đã quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hạ Tường cũng không muốn đôi co, giơ tay nói. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói. Tống Cương, tôi đề nghị anh chờ thêm chút nữa. Có khả năng chỉ trong chốc lát sẽ có điện thoại tìm anh. Còn hai đồng chí cảnh sát hình sự này, Tống Cương không sợ đắc tội với cục trưởng phân cục, các anh cũng không sợ sao? Các anh cũng không phải là những người không biết sợ, phải hay không? Hai nhân viên cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, thần sắc hơi có sự dao động. Tống Cương cắn răng một cái. Ai điện thoại tao cũng không tiếp, xem mày còn có bản lãnh nào không? Tao hôm nay sẽ cho mày bài học, ngày mai có xử phạt như thế nào tao cũng chịu hết. Sếp Tống, anh bình tĩnh lại một chút được không? Không đáng để đánh đổi tiền đồ của mình mà. Một nhân viên cảnh sát mở miệng khuyên nhủ. Đúng rồi, nếu chẳng may có sự nhầm lẫn xảy ra, không có cách nào để giải quyết thì làm sao bây giờ? Người cảnh sát còn lại cũng khuyên nhủ. Hai người này đều là thân tín của Tống Cương. Tống Cương có chuyện gì thì bọn họ cũng không tránh khỏi liên lụy. Bọn họ trước mặt Tống Cương cũng nói được chuyện. Đừng nghe nó nói bậy. Nó là cố ý muốn dọa người. Nếu nó là người có lai lịch thì làm sao mà có thể để cho chúng ta bắt chứ, có phải hay không? Tống Cương quả thật là nóng nảy, khi nói chuyện không ngờ cũng đưa tay tắt điện thoại di động. Cứ đánh đi, dựa theo biện pháp cũ, đánh nội thương, ngoại thương ít thôi. Tống Cương hạ lệnh. Phải đánh, nếu không đừng trách tôi trở mặt. Chương 510, hạ bài. Hai nhân viên cảnh sát không làm sao được, đành phải chuẩn bị động thủ. Vừa cầm cuốn sách dày đặt lên tay Hạ Tưởng, liền nghe thấy ở bên ngoài tiếng còi báo động vang lên, 4-5 chiếc xe cảnh sát lao vào trong phân cục, từ trên xuống dưới là một tốp cảnh sát nhân dân, do Lịch Phi cầm đầu, tất cả mọi người đều đi lên lầu, không quản mọi sự ngăn cản mà lao thẳng vào trong phòng thẩm vấn. Chúng tôi yêu cầu dự thính. Lịch Phi đưa ra yêu cầu với Tống Cương. Tống Cương cười nhạt. Các anh có tư cách gì dự thính thẩm vấn của cảnh sát hình sự? Mau đi khỏi. Nếu không tôi sẽ tố cáo các anh. Lịch Phi nửa bước cũng không nhường. Không cho dự thính cũng được, chúng tôi sẽ ở bên ngoài trông coi, xem có xảy ra chuyện tra vấn ép cung hay không. Nếu như có, chúng tôi sẽ ghi lại, phản ánh tình hình lên cấp trên. Tống Cương thấy Lịch Phi đuổi không đi, lại trong cùng hệ thống, đánh cũng không đánh được, thực tại là không còn cách nào, đành nói. Được, anh bênh vực bọn họ, đợi đấy, lát nữa đợi điện thoại. Tống Cương báo cáo tình hình lên Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Trương Tương, rồi lại báo cáo lên Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Lưu Chiến Võ. Trương Tương và Lưu Chiến Võ đều là hậu đài của Trương Quân, nhất là Trương Tương còn là anh em họ của Trương Quân, vừa nghe nói có người gây chuyện ở Giao Trì, không chỉ đập đồ, mà còn đánh người, Trương Tương liền tím mặt tức giận, xuống lệnh cho Tống Cương. Cho dù là ai xin giúp, hết thảy không được, trước tiên cứ giam chúng một đêm rồi tính. Sáng ngày mai tôi sẽ đích thân đi hỏi chuyện này. Lưu Chiến Võ cũng nhận không ít chỗ tốt của Trương Tương, quan hệ với Trương Tương cũng được coi là không tồi, liền để cho Tống Cương đi làm theo sự phân phó của Trương Tương, xảy ra chuyện do ông ta gánh. Có được sự hứa hẹn từ chính miệng của Phó Giám đốc Sở Công an và Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, Tống Cương liền cảm thấy phóng tầm mắt nhìn cả thành phố Yến, cũng không có ai dám cứu mấy người bọn Hạ Tưởng ra nữa, nếu đã rơi vào trong tay y. Thì đừng nghĩ chuyện sẽ ra dễ dàng. Chỉ có điều khiến Tống Cương tức giận đó là, Lịch Phi cứ ỉ ra không đi, đã khiến ý tưởng của y muốn xử lý bọn người Hạ Tưởng bị tan vỡ. Y không cam tâm, lại gọi điện cho Trương Tương lấy giọng nghiêm khắc lệnh cho Lịch Phi không được can thiệp vào việc phá án của cảnh sát hình sự, nếu không sẽ gắt gao xét xử đối với hắn. Lịch Phi đồng ý ngoài miệng, buông điện thoại xuống, nói sao cũng không đi, còn dở trò đều nói. Có bản lĩnh thì anh lấy súng mà dí vào đầu tôi, có bản lĩnh thì hãy đem người của đội cảnh sát hình sự đuổi chúng tôi ra ngoài, nếu như xuất hiện sự kiện lớn là đội cảnh sát hình sự và đồn công an đánh nhau, không sao, tôi sẽ cùng anh mất chức. Tống Cương cũng không biết sức lực của Lịch Phi từ đâu tới, dám không nghe lời của Phó Cục trưởng và muốn chống đối với y tới cùng. Y đơn giản ném lại một câu kiên quyết. Được, xem như anh có gan, đêm nay ở lại đây gác một đêm. Ngày mai tôi sẽ có cách khiến cho bọn họ mở miệng. Tôi không tin, anh còn có thể canh gác suốt mấy ngày mấy đêm. Đợi ngày mai khi xếp Trương tới, có anh càng đẹp. Lịch Phi không đồng ý mà cười. Tôi đã rất đẹp rồi, không cần phải đẹp hơn nữa, nếu không chúng ta so xem ai đẹp trai hơn. Tống Cương không để ý đến Lịch Phi, tức lồng lộn bỏ đi.
Lịch Phi bên ngoài cắn răng chống đỡ cho Hạ Tưởng, thực tế trong lòng ít nhiều vẫn còn chút thiếu tự tin, vì những hiểu biết của y với Hạ Tưởng chỉ giới hạn bởi Hạ Tưởng là con rể của Tào Vĩnh Quốc, có quan hệ tốt với xếp Tôn là nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố, còn có Bí thư Trần rất yêu thích Hạ Tưởng, nhưng hệ thống công an là lãnh đạo vuông góc, nghe nói Tống Cương muốn đẩy chết Hạ Tưởng, còn trực tiếp vượt cấp báo cáo tình hình thẳng lên tỉnh. Lịch Phi cũng biết trong hệ thống công an có một bộ thủ đoạn, nếu như đem chuyện của Hạ Tưởng nhất định biến việc hãm hại thành tội trạng, lại có thêm lời quan tâm của tỉnh, lời của Bí thư Trần cũng không chắc lay động được tỉnh, tới lúc đó nên kết thúc như thế nào. Hạ Tưởng đúng là, làm sao phải gây khó dễ với Tống Đức Đạo. Tống Đức Đạo chỉ là một trưởng phòng của Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm, với tính khí của Hạ Tưởng, không đáng cùng hắn va chạm, cũng không đến mức vì chuyện nhỏ mà đánh cho đầu rơi máu chảy, rốt cuộc là sai chỗ nào. Tuy nhiên Lịch Phi suy đi nghĩ lại một hồi, nghĩ đến thủ đoạn mây mưa thất thường lần trước của Hạ Tưởng, trong lòng liền có thêm phần tin tưởng. Lại nghĩ đến sự phó thác của Hạ Tưởng với y, chính là trông cậy y có thể giúp mấy người bọn họ cả đêm không bị đánh, được rồi, chính là chuyện của một đêm, xem ngày mai còn có biến cố gì xuất hiện. Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, cậu đừng khiến tôi thất vọng mới tốt, tiền đồ của tôi đã giao toàn bộ vào tay cậu rồi. Ý nghĩ của Hạ Tưởng Lịch Phi hiển nhiên không rõ ràng. Nếu chỉ là vì Phượng Mỹ Mỹ bị Tống Đức Đạo đùa giỡn, Hạ Tưởng có lẽ không làm dùm beng, chỉ cần đem Tống Đức Đạo đánh một trận, sau đó thung dung thoát thân. Hắn muốn rời khỏi hiện trường, không bị Tống Cương bắt được, có thể nói dễ như trở bàn tay. Sở dĩ cố ý đợi Tống Cương đến, chính là muốn nhân cơ hội này, đem cha con Tống ra bắt luôn một mẻ. Vào khoảnh khắc lại nhìn thấy Tống Đức Đạo, Hạ Tưởng đã thay đổi chủ ý, quyết định phải tóm được Tống Đức Đạo. Không chỉ là vì trả ân oán đời trước, mà là khuôn mặt của Tống Đức Đạo khiến hắn bừng tỉnh mà nhận ra. Cho dù cả đời này Tống Đức Đạo không còn cơ hội để hại hắn phá sản, gã cũng sẽ đi phá hoại người khác. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó lường, đối với đồ mặt hạng như Tống Đức Đạo, thì nên cho gã ngã ngựa, phải xử lý gã ra khỏi đội ngũ cán bộ. Nếu không thì nhân dân bất hạnh, quốc gia bất hạnh. Còn có con trai gã là Tống Cương, vừa đến liền rút súng đối phó người. Có thể thấy cũng không phải là người tốt gì, đã để hắn gặp phải rồi, không thu dọn được bọn chúng, cũng chính là dung túng cho kẻ xấu. Hạ Tưởng đã tương kế tự kế, quyết định bắt bọn chúng xử trảm. Dùng phương pháp bình thường xử cha con Tống ra, không chỉ tốn thời gian công sức, còn dễ bị đồng lõa được lợi của bọn họ bênh vực. Hạ Tưởng đành chịu nhịn ăn trực nằm chờ một đêm, dùng kế mượn dao giết người xử lý cha con Tống ra. Cũng là kế tốc chiến tốc thắng. Để đồng lõa lợi ích của bọn họ không kịp ra tay bảo vệ, thì mọi việc đã được quyết định rồi. Đương nhiên, Hạ Tưởng không phải là người lỗ mãng, đem sự an nguy của mấy người bọn họ phó thác hết lên người Lịch Phi. Hắn không phải không tin Lịch Phi không dốc sức, mà là không khẳng định Lịch Phi có thể ngăn được áp lực hay không. Lúc ở Giao Trì, trước khi để Lịch Phi hộ tống Phượng Mỹ Mỹ và Gia Gia về, Hạ Tưởng đã âm thầm nói với Phượng Mỹ Mỹ, để hắn gọi điện cho Phương Cách nói rõ tình hình. Để Phương Cách tùy cơ mà hành động. Phượng Mỹ Mỹ và Phương Cách là chỗ quen biết cũ, tự nhiên có điện thoại của Phương Cách, ngay lập tức gọi cho Phương Cách. Phương Cách và Hạ Tưởng ở cùng nhau lâu rồi, cũng hiểu rõ hàm ý tùy cơ mà hành động của Hạ Tưởng, cũng biết tạm thời do Lịch Phi ra mặt nếu có thể giữ cho Hạ Tưởng bình an vô sự. Y sẽ không lộ diện nữa. Y âm thầm tìm hai phóng viên của tòa báo quen biết, nấp bên ngoài đại đội cảnh sát hình sự, chỉ cần khi Lịch Phi không thể đẩy lùi được áp lực. Thì y sẽ thay thế. Một đêm vô sự, Lịch Phi đã đứng vững trước áp lực, thực sự là một đêm không ngủ. Phương Cách thấy Lịch Phi xem như làm hết phận sự, liền lập tức rời đi, bởi vì y còn phải đi làm, còn phải phối hợp với kế hoạch của Hạ Tưởng. Trời sáng, Lịch Phi cố gắng chống đỡ một đêm không ngủ, cũng có chút không chống nổi, một mùa đông khắc nghiệt, trời lạnh đến đóng băng, y bị lạnh đến phát ốm, liền muốn vào trong phòng sưởi ấm. Dù sao trên xe cũng đủ ấm nhưng không được thoải mái. Không ngờ Tống Cương vì nguyên nhân y che chở cho Hạ Tưởng, đã không cho y vào trong, tức giận đến khiến Lịch Phi phát cười. Thật nhỏ mọn, một chút rộng lượng cũng không có. Tống Cương đang lúc tức giận mà không phát ra được, bị Lịch Phi châm chút lửa giận, mắng tới. Con mẹ mày đứng nói mà không đau lưng, cứ thử cha mày bị người ta đánh, xem mày còn có thể giữ được tính khí hay không. Lịch Phi lạnh lùng cười. Cha tôi tự tôn tự trọng, không bao giờ đi trung tâm tắm hơi để tiêu dùng tiền của công, cũng không bao giờ ở đại sảnh kéo áo đàn bà, càng không bao giờ kéo áo những cô gái trạc tuổi con gái mình.
mày. Tống Cương giơ tay vừa muốn rút súng, cùng với tiếng hô, phần phật, của những cảnh sát nhân dân đi cùng Lịch Phi tất cả từ trên xe bước xuống, mười mấy người mấy chục đôi mắt răm rắp nhìn lại. Trước mắt bao người, cánh tay của Tống Cương từ hông thu về, hừ lạnh một tiếng, nói. Mày có bản lĩnh thì chờ đấy, lát nữa xếp Trương tới, tao xem mày sẽ có kết cục như thế nào. Lịch Phi vẫn cứ mạnh miệng nói. Tôi lại muốn xem, cuối cùng anh giải thích như thế nào. Trong lòng lại nghĩ, đại ca Hạ Tưởng, anh rốt cuộc đã nghĩ ra cách gì chưa, lát nữa xếp Trương tới, tôi thật sự chống không nổi nữa rồi. Có cần phải nói cho Tôn An không? Trong lòng Lịch Phi cân nhắc, cuối cùng vẫn không kìm nổi mà gọi một cuộc điện thoại. Vừa qua 9 giờ, Tống Cương liền nhận được điện thoại của Tưởng Ngọc Hàm trưởng phân cục phía Nam, để tìm hiểu tình hình Tự Y. Tống Cương báo cáo chi tiết tình hình công việc với Tưởng Ngọc Hàm, miêu tả đám người của Hạ Tưởng Thành cố ý gây loạn, một đám lưu manh đánh, đập, cướp, hơn nữa còn có dụng ý xấu đánh thương người, hành vi tích trữ chất gây nghiện. Tưởng Ngọc Hàm trầm ngâm một lát mới nói. Lấy hết khả năng mà xử lý mềm mỏng một chút, tốt nhất có thể che giấu cho qua. Tôn An vừa hỏi tôi chuyện này. Tôn An là con trai của sếp Tôn nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố, Tống Cương tự nhiên hiểu rõ, y liền cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Nếu là lúc thường, y khẳng định sẽ nể mặt Tôn An. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là cha bị đánh, giao chỉ bị đập nát, Trương Quân cũng bị làm mất mặt ngay tại chỗ, nỗi uất này bất luận là thế nào cũng nuốt không trôi. Huống hồ Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Trương Tương và Phó Giám đốc Sở Lưu Chiến Võ đều là hậu đài của Trương Quân, cho dù y có thể nhịn sự bị sỉ nhục vì cha bị đánh một trận, Trương Quân cũng không đồng ý. Tống Cương liền nói, sếp Tưởng, chuyện này đã kinh động đến sếp Trương và sếp Lưu. Họ đều chia nhau chỉ thị muốn nghiêm trị không tha, gần đây thành phố có hành động diệt gian trừ ác chuyên nghiệp, chuyện này, tôi muốn coi là trọng điểm để nắm bắt, xin sếp Tưởng chỉ thị. Tưởng Ngọc Hàm suy nghĩ, Tôn An tuy là con trai của sếp Tôn, nhưng giọng điệu của gã trong điện thoại cũng không cấp thiết, chính là ý tùy miệng mà hỏi đến một chút. Nếu như là người bạn quan trọng, Tôn An hẳn phải lộ diện mới đúng. Cân nhắc nặng nhẹ một chút, Tưởng Ngọc Hàm quyết định buông tay. Một khi đã như vậy, cậu xem thế nào mà làm nhé. Sau khi việc đã xảy ra, Tưởng Ngọc Hàm vì câu nói này mà hối hận mấy năm, vì nguyên nhân gã không kiên trì, đánh mất cơ hội tốt kết giao với Hạ Tưởng. Tống Cương bây giờ một lòng ung dung có thể đem án của Hạ Tưởng biến thành tội trạng, có được sự giúp đỡ của phân cục, lại có sự cho phép của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, cùng với sự thỏa thuận ngầm của Phó Giám đốc Sở. Toàn bộ hệ thống công an ai muốn xuất diện để nói tình lý cũng không cần phải quản nữa, cho dù Tôn An tự mình lộ diện cũng không được, trừ phi sếp Tôn trực tiếp gọi điện tới. Nhưng sếp Tôn thân phận tự cao, sao có thể vì một chuyện nhỏ như thế này mà ra mặt? Hơn nữa Hạ Tưởng cũng không có sĩ diện lớn như vậy. Tuy nhiên điều khiến Tống Cương ngộp thở chính là, Lịch Phi đã quan sát cả một đêm, người của y không có cách nào để mạnh tay với bọn người Hạ Tưởng, kết quả là chẳng hỏi ra được gì. Đến cả thân phận của bọn người Hạ Tưởng cũng không điều tra ra. Nhưng không cần phải gấp, ngày hôm nay nhất định có thể khiến bọn chúng thành thật mà nói rõ mọi vấn đề. Không bao lâu, Tưởng Ngọc Hàm đã chạy vội tới đại đội cảnh sát hình sự. Phê bình nghiêm khắc đối với Lịch Phi, lệnh bắt buộc y phải lập tức rút quân trở về, nếu không sẽ khiến y miễn chức tại chỗ. Còn muốn Lịch Phi sau khi trở về lập tức viết một bản kiểm điểm sâu sắc cho gã, nếu không thể khiến gã hài lòng, sẽ truy cứu trách nhiệm của y. Lịch Phi không đỡ được áp lực của Tưởng Ngọc Hàm, đành mang theo đám người thất vọng mà đi. Trước khi đi còn nghĩ, Hạ Tưởng bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, lẽ nào thật là vô tội đánh mãi cũng phải thừa nhận. Tưởng Ngọc Hàm còn có việc phải vội, chỉ hỏi vài câu đã đi rồi. Tống Cương tiễn Tưởng Ngọc Hàm, rồi quay lại đích thân ra câu hỏi với Hạ Tưởng. Họ tên. Tống Cương nghĩ đến cha giờ này còn nằm trong bệnh viện. Tuy đều là những vết thương ngoài da, nhưng sự mất mặt lại quá đau, lại nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên như không của Hạ Tưởng, trong lòng còn muốn nổi trận lôi đình. Hạ Tưởng, chức vụ, trưởng phòng, cái gì? Tống Cương hoảng sợ, sau đó cười phá lên. Ha, mày cho rằng thành phố Yến là thủ đô, đi trên đường tùy ý đụng vào một người thì có khả năng là trưởng phòng sao? Mày mới mấy tuổi mà đòi làm trưởng phòng, là trưởng phòng gì thế? Hạ Tưởng nâng tay nhìn đồng hồ, sắp 10 giờ rồi. Lòng nghĩ các phương diện cũng đã có chút phản ứng rồi, hắn liền cười, lại nói. Cũng giống như anh, tuổi cũng không lớn,
cấp bậc lại rất cao, còn là phó đội trưởng gì đó, tôi vì sao lại không thể là trưởng phòng chứ? Mẹ nó, còn dám giở thái độ đầu gấu, có biết người mà bị mày đánh ở Giao Trì là ai không? Là cha tao. Tống Cương gầm gào lên. Thằng danh con nếu chán sống rồi có thể đi nhảy lầu, có thể lao vào xe lửa, mày lại cố tình không biết phân biệt dám đánh cha tao, tao sẽ khiến mày hối hận cả đời. Lịch Phi vừa đi, không ai dám sát, Tống Cương liền quyết định ra tay. Dáng tươi cười của Hạ Tưởng có sẵn chủ kiến. Tôi khuyên anh không nên đánh người, nếu không, anh càng khó kết thúc. Nói cho anh biết tôi là trưởng phòng, tôi chính là trưởng phòng hết sức nghiêm túc. So với chức phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự của anh còn hàng thật giá hơn nhiều đấy. Trưởng phòng thì sao nào, mày cho rằng tao chưa từng bắt qua trưởng phòng sao? Tống Cương bị thái độ phát sơ qua của Hạ Tưởng chọc giận. Mày rơi vào tay tao, mày là kẻ tình nghi phạm tội, đừng có dở thói kiêu ngạo trưởng phòng gì đó với ta. Chỉ cần tao làm đủ chứng cứ, đừng nói là trưởng phòng gì đó, đến cả một phó giám đốc sở, cũng khó thoát khỏi sự chế tài của pháp luật. Ha ha, anh nói pháp luật với tôi sao? Anh đã hãm hại chúng tôi tàng trữ chất gây nghiện, lẽ nào là hợp pháp sao? Hạ Tưởng thấy Tống Cương đã tức giận, càng lấy vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Tôi nghe nói cha anh rất có tiền, Trương Quân cũng vậy, cái chức vụ phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, liệu có phải là cha anh giúp anh làm việc? Không sai, cha tao có tiền, Trương Quân cũng có tiền, bây giờ có tiền thì dễ làm việc, sao nào, không phục sao? Không phục thì mày cũng lấy ra mấy triệu đi, sau đó dập đầu xin lỗi tao, tao sẽ xem xét mà bỏ qua cho mày. Tống Cương nhất thời tức giận. Hạ Tưởng giả bộ dạng rất có hứng thú. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, xếp Tống, bao nhiêu tiền, anh ra giá đi, chúng ta sẽ kết giao bằng hữu. Tống Cương sửng sốt, sắc mặt của Hạ Tưởng biến đổi cũng khá nhanh, y suy nghĩ, y quyết định dọa dẫm Hạ Tưởng. Một cái giá, 5 triệu. Bảo đảm mày và bạn mày sẽ bình an. Điều kiện tiên quyết là, mày phải chịu nhận lỗi với cha tao, tao còn bảo đảm, Trương Quân cũng sẽ không phiền toái tới mày. Nhu cầu ăn uống rất lớn, không ngờ mở miệng là đòi 5 triệu. Xem ra một phó đội trưởng đại đội cảnh sát nho nhỏ, vì nắm quyền sinh quyền sát trong tay, cũng có thể phát tài lớn. Tống Đức Đạo là một kẻ thông minh, chả trách muốn đưa con trai vào hệ thống công an, còn gắng sức lên chức phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Cho dù tiêu tốn 1-2 triệu, nói không chừng không cần một năm có thể thu lại phí tổn. Hạ Tưởng nghĩ đến một phó cục trưởng cục công an của tỉnh Tây đời sau, khi hắn còn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã đòi thu nhận mấy triệu tiền hối lộ của một ông chủ mỏ than mà không có kết quả, vậy là giật dây cho cấp dưới hãm hại ông chủ mỏ than phải vào tù, hơn nữa còn niêm phong công ty của ông ta, làm tổn hại trực tiếp mấy chục triệu. Kết quả người này còn vì nhiều lần phá án lớn lập công. Suốt chặng đường thăng chức lên phó cục trưởng. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, sau khi một tai nạn mỏ than xảy ra làm cả nước khiếp sợ, khi truy cứu trách nhiệm với đại bộ phận các cán bộ địa phương, mới điều tra ra hành vi xấu của phó cục trưởng năm đó, mới thả tự do cho ông chủ mỏ than đang ngồi tù, oan tình mới được làm sáng tỏ. Hạ Tưởng càng hạ quyết tâm, nhất định phải tóm được cha con Tống ra, nếu không hai người bọn họ tuyệt đối là một tai họa. 5 triệu nhiều quá. Ít hơn chút được không? Hạ Tưởng làm bộ mặc cả. Một lúc lấy đâu ra nhiều như vậy, chỉ có trên dưới 3 triệu thôi. Không được, một xu cũng không thể thiếu. Tống Cương thấy có tiền, trong lòng nghĩ trong phút chốc có thể kiếm được vố lớn, cái thân già của cha bị mấy cú đấm cũng không thiệt thòi. Mày có thể đưa trước 3 triệu, còn 2 triệu đánh giấy vay nợ, lúc khác trả lại. Cũng được, nhưng anh không sợ tôi quỵt nợ sao? Hạ Tưởng lại hỏi. Không sợ, mày có tiền án ở chỗ tao, vì tiền đồ của bản thân mày, mày sẽ không vì 5 triệu mà vứt bỏ tiền đồ. Tất cả mọi người đều là người thông minh, tiền có thể kiếm thêm, nhưng tiền đồ bị hủy, thì cả đời xem như con số không, đúng không? Tống Cương tạm thời kìm nén sự nóng lòng báo thù ở trong lòng, cùng nói chuyện làm ăn với Hạ Tưởng. Nhưng nếu mày đã không có tiền còn dám đùa giỡn tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hãy tin tao. Tao có đủ thủ đoạn để khiến mày nếm mùi đau khổ. Hạ Tưởng bỗng nhiên trầm sắc mặt. Tống Cương, anh trắng trợn đòi tiền hối lộ một trưởng phòng cấp quốc gia như thế, chắc không sợ bị người ta tố cáo. Anh biết luật phạm luật, không xứng làm cảnh sát nhân dân. Tống Cương sửng sốt, rồi lập tức phá lên cười. Dựa vào gì mày dám hù dọa tao?
bây giờ mày là phạm nhân của tao, tao để cho mày sống, thì mày sống. Bắt mày chết, mày phải chết, mày còn dám mạnh miệng với tao, chết đến nơi còn cứng mồm, hôm nay không dọn dẹp mày, mày còn cho rằng cảnh sát nhân dân không biết thực thi chuyên chính nhân dân. Lời nói của Tống Cương vừa dứt, liền nghe thấy ngoài sân vọng vào những âm thanh ồn ào, y nhíu mày, nói với người bên cạnh. Ra xem xảy ra chuyện gì, ở đội cảnh sát hình sự sao có người dám gây chuyện, những kẻ không có phận sự nhất loạt đuổi ra ngoài. Hai cấp dưới thân tín của Tống Cương, một tên là Vương Trạch Vinh, một tên là Lưu Liên Hoa, đều là người mà Tống Cương tuyệt đối tín nhiệm. Vương Trạch Vinh trả lời một tiếng, quay người đi ra, một lát sau đi vào với vẻ mặt khẩn trương, nói. Là xe của Sếp Tôn. Sếp Tôn đến rồi sao? Tống Cương giật mình, có một dự cảm không tốt, y theo bản năng mà nhìn Hạ Tưởng một cái. Lẽ nào hắn đã nhờ đến Sếp Tôn? Nhưng vừa nghĩ đến có sự giúp đỡ của Phó Giám đốc Sở Lưu, cùng với sự cho phép của Phó Thị trưởng Trương Tương, Tống Cương lại có thêm sức lực. Trương Tương trong Cục Công an thành phố cũng là lão làng rồi, Sếp Tôn cũng phải nể mặt, lại có thêm Phó Giám đốc Sở. Sếp Tôn cũng không vì tên Hạ Tưởng này mà không giữ thể diện cho Trương Tương và Lưu Chiến Võ. Tống Cương đi ra đón tiếp, vừa mới đi tới cửa, Tôn Định Quốc với vẻ mặt không vui bước vào, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng tay còn đeo còng, lập tức giận dữ. Tưởng Ngọc Hàm, đây là chuyện gì hả? Ai cho các anh cái quyền lớn như vậy hả? Dám còng tay trưởng phòng hạ? Cái chức trưởng phân cục của anh có phải là không muốn làm nữa rồi phải hay không hả? Chương 511, Kế Thành. Câu nói này trọng lượng đủ nặng, đừng nói Tống Cương phải kinh sợ ngay tại chỗ, suýt nữa còn không tin vào tai của mình, đến cả Tưởng Ngọc Hàm cũng vô cùng kinh ngạc, Sếp Tôn luôn luôn hòa nhã, đây là lần đầu tiên thấy ông tức giận đến như thế, Hạ Tưởng là kẻ có lai lịch gì đây? Thả người, lập tức thả người. Tôn Định Quốc giận không thể nén nổi mà nói. Tưởng Ngọc Hàm còn nhìn không ra Tôn Định Quốc đang thực sự tức giận, cái chức trưởng phân cục của gã xem như là uổng phí rồi. Lúc này cũng biết để bảo vệ mình, không chú ý đến quá nhiều, vội nói. Chủ yếu là Tống Cương báo cáo rằng, mấy người bọn Hạ Tưởng bị tình nghi ẩu đả đánh nhau và tàng trữ chất gây nghiện, chứng cứ rành rành, tôi mới tin vào lời của anh ta. Tống Cương vừa nghe thầm mắng Tưởng Ngọc Hàm một chút trách nhiệm cũng không có, mới đem quá trình sự việc ở Giao Chỉ nói tóm tắt, rồi lôi cả Lưu Chiến Võ và Trương Tương ra. Sếp Tôn, bọn người Hạ Tưởng không chỉ đánh cha tôi. Còn đánh bị thương ông tổng của Giao Trì Trương Quân, Trương Quân là em họ của Phó Cục Trương Tương, còn có cả Phó Giám đốc Sở Lưu cũng lên tiếng, yêu cầu phải nghiêm trị hung thủ. Phó Giám đốc Sở Lưu. Tôn Định Quốc hơi chau mày, Lưu Chiến Võ là một Phó Giám đốc lão làng của Phòng Công an tỉnh, cần thiết phải có đủ sự tôn trọng, liền nói. Cậu gọi điện cho ông Lưu, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy. Tống Cương vội vàng gọi điện cho Lưu Chiến Võ, nói mấy câu. Rồi đưa điện thoại cho Tôn Định Quốc. Tôn Định Quốc sau khi nhận điện thoại, không biết nói những gì, bỗng nhiên tức giận nói. Không được, lập tức thả người vô điều kiện. Tống Cương đứng bên cạnh mừng thầm, quan hệ của Lưu Chiến Võ và Trương Quân rất tâm đầu ý hợp, khẳng định là Trương Quân đã ở trước mặt Lưu Chiến Võ lên tiếng, Lưu Chiến Võ tự thừa nhận hợp tình hợp lý, mới cắn chặt không buông. Tôn Định Quốc chưa nói xong, chợt nghe bên ngoài có tiếng của một người vọng vào. Đồng chí Lưu Chiến Võ không đồng ý thả người sao? Lại đây, để tôi nói chuyện với ông ấy. Một người với vẻ mặt nghiêm túc bước vào, uy nghiêm mà nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Hạ Tưởng, trong ánh mắt hiện lên chút vui cười, rồi lập tức lại chuyển thành lạnh lùng và bất mãn. Định Quốc, chuyện gì thế? Đồng chí Hạ Tưởng còn bị còng tay ở đại đội cảnh sát hình sự, anh bảo tôi phải giải thích với Bí Thư Diệp như thế nào đây? Tống Cương nhìn thấy người đến, thiếu chút nữa sợ đến ngồi xuống đất, người ấy không phải ai khác, chính là nhân vật số 1 của thành phố Yến Trần Phong. Bí thư thành ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy Trần Phong đích thân ghé thăm cái đại đội cảnh sát hình sự nho nhỏ, quả thật là lần đầu tiên, Tống Cương trong nháy mắt đầu óc có chút đông cứng lại, bí thư Trần bất ngờ xuất hiện, lẽ nào cũng là vì Hạ Tưởng. Trần Phong không thèm quan tâm đến Tưởng Ngọc Hàm và Tống Cương đang lấy lòng mà hỏi thăm sức khỏe. Cầm điện thoại từ tay Định Quốc, vô cùng bất mãn mà nói. Đồng chí Chiến Võ, anh có ý kiến gì thì nói với tôi truyền đạt lại với Bí Thư Diệp là được rồi. Sáng nay tôi đang họp, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Bí Thư Diệp. Bí Thư Diệp một lời cũng không nói liền phê bình tôi một trận, nói là ông ấy có việc cử đồng chí Hạ Tưởng đi làm, kết quả là không tìm thấy người,
hỏi ra mới biết bị đại đội cảnh sát hình sự bắt nhầm vào đây. Bí thư Diệp nói rồi, nếu như đồng chí Hạ Tưởng chậm trễ công tác quan trọng, thì sẽ lôi tôi ra để xét hỏi. Tôi không có cách nào khác, đành phải lấy người khác ra để xét hỏi. Thế nào, anh còn vấn đề gì không? Không còn, không còn thì tốt, nếu còn tôi sẽ trực tiếp phản ánh lên bí thư Diệp. Khẩu khí nói chuyện của Trần Phong rất hung hăng, để lộ ra Diệp Thạch Sinh không nói. Bản thân ông là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, là một lãnh đạo tỉnh mà các cán bộ trong tỉnh Yến phải kính nể, dù cho lấy khẩu khí ra lệnh để nói chuyện với Lưu Chiến Võ cũng là bình thường. Tống Cương đặt mông ngồi lên ghế, đầu óc chỉ vang lên một tiếng vọng không ngừng, không thể nào. Tại sao có thể, một tay Hạ Tưởng không chỉ làm kinh động đến bí thư Trần, còn kinh động đến cả bí thư tỉnh ủy Diệp, hắn rốt cuộc là một nhân vật lợi hại gì, sao lại có lai lịch lớn như thế? Trần Phong bước tới trước mặt Hạ Tưởng, tự mình tháo còng cho Hạ Tưởng, nắm chặt tay Hạ Tưởng nói. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu phải chịu ấm ức rồi, có tình hình gì, cứ phản ứng lên tôi và cục trưởng Tôn, chúng tôi hôm nay sẽ làm việc tại chỗ. Trần Phong nói còn chưa dứt lời, liền nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài vọng vào. Tống Cương, vụ án thẩm tra xử lý thế nào rồi? Hạ Tưởng nhận tội chưa? Tôi vừa từ giao trì về đây, tức chết đi được. Dám đánh người anh em của tôi đến thảm hại, hôm nay tôi phải trở về. Từ bên ngoài bước vào một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đen, gã vừa bước vào phòng liền ngây người ra, trước tiên là mắt nhìn thấy Tôn Định Quốc, vội vàng cung kính mà gọi một tiếng. Sếp Tôn, anh cũng ở đây sao? Sau đó ánh mắt lại đảo một lượt, lại nhìn thấy Trần Phong, lập tức trong lòng lạnh nguyên một nửa. Đứng ngây tại chỗ, đến cả lời nói cũng không rành mạch. Bí thư Trần. Anh sao lại tới đây? Tôi nhận sự nhờ vả của bí thư Diệp, trước là đến để tìm hiểu tình hình bị bắt nhầm của đồng chí Hạ Tưởng. Đồng chí Trương Tương Anh đến rất đúng lúc, nghe nói Hạ Tưởng có xung đột với Trương Quân, là em họ của anh cũng vừa mới tìm hiểu tình hình, nói ra nghe xem. Trần Phong không đậm không nhạt nói. Trương Tương trong nháy mắt có cảm giác bị sét đánh trúng. Cái gì, bí thư Trần nhận sự nhờ vả của bí thư Diệp sao? Bí thư Diệp ở trong lời nói của bí thư Trần còn có thể là ai, chỉ có thể là bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh. Lại có thể kinh động đến bí thư tỉnh ủy, hơn nữa bí thư Trần vừa mở miệng là đem vụ án xác định là bắt nhầm, Trương Tương liền biết, xong rồi, mời thần dễ tiến thần khó, một chân đã đạp lên tấm thép, không ngờ Hạ Tưởng có lai lịch lớn như thế, chuyện hôm nay mới thực sự là không có cách để thu dọn rồi. Trương Quân bị đòn uổng phí rồi. Tống Đức Đạo bị làm mất mặt mà chẳng được tích sự gì. Tống Cương cũng phải hy sinh rồi. Trong chốc lát, đầu óc Trương Tương xoay liền mấy vòng, để tự bảo vệ mình, đã nghĩ thông kế sách đối phó. Bí thư Trần, sự tình là như vậy. Trương Tương là người thế nào cũng được, gã trong giới quan trường đã khá lâu, biết lúc nào cũng là tiền đồ của mình là nhất. Hơn nữa gã đến giao chỉ tùy tiện hỏi, mới rõ chân tướng của sự việc, nên ở trước mặt Trần Phong và Tôn Định Quốc nói rõ chân tướng. Tống Cương bị nghi lấy công trả thù riêng, còn có ý vụ oan hãm hại đồng chí Hạ Tưởng, tôi cũng có sai lầm trên khách quan không tìm hiểu rõ chân tướng sự việc, xin bí thư Trần và sếp Tôn phê bình. Trần Phong và Tôn Định Quốc liếc nhìn nhau một cái, đều không ngờ tay Trương Tương này trông gió bẻ lái đến là nhanh, vẫn chưa cho gã chút áp lực nào, đã vội thỏa hiệp rồi, một khi đã như vậy, cũng giảm bớt được công việc rồi. Trần Phong gật đầu, không hề tỏ thái độ, lại hỏi Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng có lời gì muốn nói không? Hạ Tưởng nhìn Tống Cương với khuôn mặt xám ngoét đến nỗi không nói được một lời, trong lòng lại không có chút thông cảm, liền nói. Tống Cương vừa rồi không chỉ mớm cung tôi, còn nêu ra những lời nếu tôi lấy ra 5 triệu thì có thể bảo đảm sự bình an của tôi. Tôi vô cùng nghi ngờ đồng chí Tống Cương liệu có thích hợp công tác trong đội ngũ công an hay không. Những lời Tống Cương nói với tôi khi nãy, hai đồng chí này đều có thể làm chứng. Hạ Tưởng dùng tay chỉ vào Vương Trạch Vinh và Lưu Liên Hoa. Trần Phong liền uy nghiêm mà hỏi. Những lời đồng chí Hạ Tưởng nói, có phải là thật không? Trước mặt tôi và Cục trưởng Tôn, các anh hãy nói ra sự thật, tôi còn có thể để Cục trưởng Tôn rộng lượng mà xử lý đối với các anh. Vương Trạch Vinh và Lưu Liên Hoa tuy là chỗ thân tín của Tống Cương, nhưng hai người bọn họ làm gì đã được gặp qua một cán bộ lớn như Bí thư Thành ủy. Đến cả Tôn Định Quốc cũng là nhân vật cao không thể trèo tới trong mắt bọn họ, sớm đã sợ tới mức không còn phương hướng. Trần Phong vừa hỏi, vội vàng không ngừng đồng loạt gật đầu. Đội trưởng Tống đã nói,
anh ấy trước đây nhận không ít tiền của phạm nhân. Trần Phong xua tay, chặn lời nói của hai người bọn Vương Trạch Vinh, không hài lòng nói. Đồng chí Tưởng Ngọc Hàm, nếp sống của phân cục phía nam thành phố, có phải nên chỉnh đốn lại một chút không? Cũng không đợi cho Tưởng Ngọc Hàm tỏ thái độ, Trần Phong mang theo Hạ Tưởng, giận dữ bỏ đi. Tôn Định Quốc cũng chỉ nói một câu, rồi vội đi theo Trần Phong. Xử lý Tống Cương như thế nào, đồng chí Trương Tương, do anh toàn quyền làm chủ. Trương Tương không có chút do dự. Vâng, sếp Tôn, tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, thi hành theo lẽ công bằng. Tống Cương miễn chức ngay tại chỗ, các vấn đề khác, tiếp tục đào sâu, nhất định sẽ cho đồng chí Hạ Tưởng một lời giải thích. Hạ Tưởng xua tay. Hy vọng sếp Tương xuất phát từ đại cục, đem những kẻ hư đốn thanh trừ ra khỏi đội ngũ cảnh sát công an, cho toàn nhân dân thành phố một lời giải thích. Trần Phong và Hạ Tưởng đi tới giữa sân đại đội cảnh sát hình sự, Trần Phong lên xe và nói mấy câu với Hạ Tưởng, sau đó cáo từ rời đi. Không lâu sau, Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Tiêu Ngũ và Chu Hổ, còn đích thân Trương Tương và Tưởng Ngọc Hàm đi cùng, đi ra từ phòng thẩm vấn của mình. Trương Tương đứng trước mặt Tôn Định Quốc, trịnh trọng xin lỗi đám người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng khách khí nói lại mấy câu, hắn không phải nhằm vào Trương Tương, cũng không có ý thu dọn Trương Quân. Trương Quân bị đánh, là do ngoài ý muốn. Nhưng Trương Quân cũng là quen thói hung hăng rồi, đánh thì đánh rồi, cho gã một bài giáo huấn. Sau đó Hạ Tưởng cũng nói với Tôn Định Quốc mấy câu, ám thị vấn đề của Tống Cương vô cùng nghiêm trọng, có thể đào sâu. Tôn Định Quốc vô cùng đau lòng mà nói. Không ngờ một phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự nho nhỏ, lại dám mở miệng đòi 5 triệu, thật là vô cùng nhục nhã cho hệ thống công an. Thiệt thòi cho cậu rồi tiểu Hạ. Nếu không tôi đã không phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng đến như thế. Sau khi trở về, tôi sẽ triển khai trong toàn cục mở một hoạt động tự tra, đem tất cả bọn vô lại thanh trừ ra khỏi đội ngũ công an. Hạ Tưởng cũng biết một cán bộ cấp cao chân chính, sẽ có một trái tim công chính. Tôn Định Quốc cũng không hy vọng đội ngũ công an bại hoại đến bước không thể cứu vãn được, thật sự mà có thêm vài tên Tống Cương, khi gặp phải những phiền toái lớn, xử lý không tốt sẽ liên lụy đến ông. Mấy người bọn Hạ Tưởng đi ra khỏi đại đội cảnh sát hình sự, mọi người xem như lại một lần hiểu biết thêm thủ đoạn và sức mạnh của Hạ Tưởng, càng thêm nhận định rằng chỉ cần theo sát Hạ Tưởng, thì nhất định sẽ ổn định trên mặt chính trị, gặt hái nặng tay trên mặt kinh tế. Trước tiên Hạ Tưởng gọi điện báo bình an cho Tào Thù Lê, giọng của cô bé nghe rất dịu dàng, có một hương vị khác biệt. Nghe nói anh gặp chuyện rồi, thiên hạ nhiều chuyện như thế, anh quản hết được sao? Thật là... Hại em lo lắng cả đêm, em cũng đoán được anh có thể lại bị người ta bắt rồi, nếu không điện thoại của anh đã không gọi không được. Không ngờ lại là thật, anh làm sao lại khiến người ta lo lắng như thế? Bao nhiêu tuổi rồi, còn động chút là đánh lộn chứ? Cũng không phải là anh muốn đánh lộn, là người ta ra tay trước, anh không thể cứ đứng đấy chịu đòn mà không trả đòn, đúng không? Hạ Tưởng biết cô bé giận là vì lo lắng cho hắn, liền kiên nhẫn mà giải thích nói. Vâng, thế cũng đúng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, y dám ra tay trước, anh nhất định phải đánh lại. Anh không bị thương chứ? Cái người mà đánh anh đấy, anh có mạnh tay cho y một trận không? Cô bé bênh vực, cũng có chút tức giận. Hạ Tưởng ở trước mặt cô bé vẫn muốn giữ hình tượng tốt đẹp, liền nói. Cũng tạm, đánh không mạnh tay lắm, anh cũng khá thiện tâm, không nỡ xuống mạnh tay. Vừa mới trở về phòng làm việc, chưa kịp ngồi xuống. Phương Cách đã hân hoan mở cửa bước vào. Anh Hạ, em cũng lập công lớn rồi, hoàn toàn lĩnh hội được ý đồ của anh. Thế nào, phối hợp thế có được không? Phương Cách là người duy nhất trong tổ lãnh đạo biết được tâm tích của Hạ Tưởng. Hôm nay vừa mới vào làm, Diệp Thạch Sinh đã có việc tìm Hạ Tưởng. Khi Ma Thu gọi điện tới, cũng chính là Phương Cách nghe điện thoại, y liền nói rõ sự thật chuyện Hạ Tưởng bị đại đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố bắt giữ. Ma Thu liền lập tức báo cáo cho Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh lúc này vô cùng kinh ngạc, lập tức nổi giận. Hạ Tưởng từ khi đến tổ lãnh đạo làm việc tới nay, luôn luôn chịu áp lực rất lớn từ các phương diện, Diệp Thạch Sinh trong lòng hiểu rõ. Lần trước Trình Hy Học ở trước mặt mọi người thua Hạ Tưởng, Diệp Thạch Sinh cũng xem như thở phào nhẹ nhõm rồi, không còn áp lực của giới học thuật và tầng lớp trên, cũng vừa lúc có thể để cho Hạ Tưởng ở thành phố Yến mà vùng vẫy chân tay rồi. Không ngờ lại xuất hiện sự việc hoang đường là Hạ Tưởng bị Cục Công an thành phố bắt giữ. Tại tỉnh Yến, dưới địa bàn của ông, còn có người bắt Hạ Tưởng,
căn bản là không chút nể nang cái chức bí thư tỉnh ủy của ông. Lại liên tưởng đến chuyện điều tra không có kết quả lần trước của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với Hạ Tưởng, ông càng nhận định lại có người vu oan hãm hại Hạ Tưởng, lúc này liền gọi điện thoại cho Trần Phong, yêu cầu Trần Phong quan tâm đến chuyện này, lập tức thả người. Có bí thư tỉnh ủy ra mặt, đừng nói là không có việc gì, ngay cả có chuyện cũng chuyện lớn hóa chuyện nhỏ. Có ai không biết địa vị trong tỉnh Yến của bí thư Diệp càng ngày càng vững chắc. Trần Phong sau khi nhận được điện thoại, liền đoán được Hạ Tưởng chắc chắn lại có thủ đoạn khác. Nếu không có bản lĩnh như thế, còn có thể bị bắt vào đại đội cảnh sát hình sự, quả thực chỉ là một trò đùa. Nhưng bí thư Diệp có lệnh, lại là sự việc liên quan đến Hạ Tưởng, Trần Phong hiển nhiên rất vui vẻ mà phối hợp, liền thuận nước đẩy thuyền, đích thân xuất quân đi đón Hạ Tưởng. Có chỉ thị của bí thư tỉnh ủy, lại có bí thư thành ủy đích thân đến đón, sau khi Hạ Tưởng đi, Tôn Định Quốc ở lại phân cục phía nam thành phố, liền tiến hành phê bình nghiêm khắc đối với Tưởng Ngọc Hàm. Tưởng Ngọc Hàm không ngừng hối hận không nên vào lúc đó kiên trì lập trường, để cho Tống Cương thu tay. Bây giờ không chỉ mất điểm trước mặt xếp Tôn, lại không để lại chút ấn tượng tốt nào với bí thư tỉnh ủy, chỉ sợ tiền đồ sau này không biết trông cậy vào đâu. Tưởng Ngọc Hàm liền hận chết Tống Cương. Tống Cương có thể lên làm phó đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, Tưởng Ngọc Hàm ít nhiều cũng biết được chút tình hình bên trong, nói nhẹ thì cũng phải mất đến 2 triệu. Gã cũng nhận được chút ít lợi ích, song không nhiều, mới có mấy chục ngàn. Gã liền nghĩ, Tống Cương đã mớm cùng đồng thời chuyện nhận hối lộ bị bí thư Trần chú ý đến, ắt phải nghiêm khắc điều tra và điều tra tới cùng, cũng tốt để cho gã có cơ hội biểu hiện. Tiếp nữa nếu có thể thừa cơ lật đổ vài người, chống vài vị trí, gã cũng có cơ hội để thay thế vào. Tưởng Ngọc Hàm quyết định nhổ cỏ tận gốc, đem Tống Cương đưa vào chỗ chết. Nói về Hạ Tưởng và Phương Cách nói giỡn vài câu, thì phải đi báo cáo công việc lên Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh quan tâm mà hỏi sự tình đêm qua, Hạ Tưởng liền tóm tắt kể lại. Khi nghe đến chỗ Tống Cương đòi lấy của Hạ Tưởng 5 triệu thì có thể thả người, Diệp Thạch Sinh đập bàn đứng dậy. Đồ mặt hạng, trong đội ngũ cảnh sát lại có thứ mặt hạng như thế, tuyệt đối không thể nhẹ tay, nhất định phải điều tra tới cùng. Điều Hạ Tưởng muốn chính là hiệu quả làm cho Diệp Thạch Sinh tức giận, người bên dưới sẽ biết được sự nặng nhẹ của sự việc rồi, xử lý công việc phải luôn luôn rắn giỏi, Tống Cương chạy trời không khỏi nắng đương nhiên, còn Tống Đức Đạo cũng không thể bỏ qua. Sau đó, Hạ Tưởng lại báo cáo lên Diệp Thạch Sinh một số ý tưởng thiết lập thêm vùng mới giải phóng của thành phố Yến, đồng thời nói ra ý muốn mời tập đoàn Đà Tài lấy quận mới làm khu thử nghiệm trong công nghiệp bất động sản, để tập đoàn Đà Tài và quận mới cùng nhau tìm cách phát triển. Diệp Thạch Sinh hết sức tán thành với ý kiến của Hạ Tưởng. Ý tưởng của cậu khẳng định có thể đạt được sự hưởng ứng tích cực của Đà Tài, đối với sản nghiệp bất động sản, luôn luôn là giấc mộng vĩ đại trong lòng ông ta, khu đô thị Dương Quang Thành quá nhỏ, khó để thực hiện được khát vọng của ông ta. Hạ Tưởng, ý tưởng của cậu rất khá, đáng để khẳng định. Hạ Tưởng đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng nói. Tôi cũng hy vọng hệ thống thủy lợi bao quanh thành phố và quận mới của thành phố Yến, có thể dưới sự quan tâm ân cần của bí thư Diệp mà phát triển đi lên. Tin tưởng rằng việc khởi công hệ thống thủy lợi bao quanh thành phố và việc xây dựng quận mới, sẽ trở thành một sự kiện lớn chưa từng có trong lịch sử thành phố Yến. Một câu nói lại nói trúng nỗi băn khoăn của Diệp Thạch Sinh, khuôn mặt ông đầy ắp nụ cười, gật gật đầu. Luôn phải làm một số việc thực sự tốt cho nhân dân, sau khi lui về, mới thấy an tâm, không uổng công một thời làm cán bộ. Sau đó lại nghĩ đến điều gì đó, liền thay đổi bằng thái độ nghi vấn, hỏi. Nghe nói Bộ Ngoại thương muốn điều cậu đi một thời gian, ý của cậu thế nào? Tôi đang muốn báo cáo một chút với sếp về chuyện này, sau sự kiện ở phòng hội nghị lần trước, tôi đã gặp Bộ trưởng Dịch ở Bộ Ngoại thương, ông ấy nói tháng 3 sang năm khi thành lập Bộ Thương mại, muốn tôi qua đó giúp đỡ một thời gian, một là để làm phong phú một chút lý lịch cá nhân, hai là cũng hay để nâng cao một chút trình độ lý luận của tôi, ba là vừa đúng lúc ở thủ đô cũng sẽ gần hơn với Cốc Lão một chút, thuận tiện hoàn thành một khóa học rất quan trọng. Hy vọng Bí thư Diệp có thể đồng ý. Hạ Tưởng biết sự việc không thể đi đường vòng đối với Bí thư Diệp, cho nên mới nói thật ra hết. Tới khi đó hết thảy tổ lãnh đạo sẽ đi vào quỹ đạo, đơn vị một tạm thời do Vương Lâm Kiệt phụ trách, đơn vị hai, ba đều có người phụ trách, hơn nữa những hành động trọng đại của thành phố Yến tới lúc cũng đã có được kết quả, tổ lãnh đạo không có tôi cũng hoàn toàn có thể ứng phó với cục diện sau này. Bí thư Diệp trầm ngâm không nói. Nói một cách công bằng ông đương nhiên không muốn để Hạ Tưởng rời đi.
nhưng Hạ Tưởng cũng đã nói hợp tình hợp lý, ở thủ đô quả thật cũng có lợi để nâng cao tầm nhìn của hắn, nghĩ tới bước tiếp theo có khả năng phải giao cho Hạ Tưởng trách nhiệm nặng nề, để hắn đến thủ đô rèn luyện một thời gian cũng tốt, dù sao cũng chỉ là tạm thời điều đi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi về. Diệp Thạch Sinh liền gật đầu đồng ý. Được, tôi có thể để cậu đi, nhưng có một điều kiện. Hạ Tưởng vội cung kính cười nói. Xin bí thư Diệp chỉ bảo. Chỉ cần Tỉnh Yến cần đến, cậu cần thiết phải trở về bất cứ lúc nào, không được nêu bất cứ lý do gì. Diệp Thạch Sinh cười tủm tỉm nói. Thành phố Yến cần cậu, vẫn còn không gian để cậu tha hồ vẫy vùng. Hạ Tưởng liền biểu lộ lòng trung thành. Gốc rễ của tôi ở thành phố Yến, hơn nữa ở Tỉnh Yến có bí thư Diệp, tôi không nỡ rời đi đâu. Ha ha! Diệp Thạch Sinh vui vẻ cười. Thay tôi gửi lời hỏi thăm tới Đạt Tài. Hạ Tưởng hiểu rõ, Diệp Thạch Sinh đã yên tâm về hắn rồi. Buổi tối sau khi tan sở, Hạ Tưởng xin miễn sự đề nghị an ủi của mọi người trong tổ lãnh đạo, lái xe về nhà. Hắn kỳ thực không có một chút kinh hãi, ngược lại, có một số người tối nay nhất định mất ngủ, vì hắn đã đem chuyện của Tống Đức Đạo tố cáo trực tiếp lên Hoàng Lâm và Lưu Húc. Bởi vì có sự coi trọng của Diệp Thạch Sinh, Hoàng Lâm và Lưu Húc không dám có một chút phớt lờ, chủ yếu cũng là vì họ tin tưởng vụ án mà Hạ Tưởng đích thân tố cáo, khẳng định có thể tóm được một tên tham quan. Hoàng Lâm và Lưu Húc có tâm lý khó hiểu là ham thích đối với việc điều tra tham quan. Nghe nói cha con nhà Tống Đức Đạo và Tống Cương có khả năng có vấn đề, càng vuốt cánh xoa tay, chuẩn bị làm một vụ lớn. Chương 512, sức quyến rũ và sự quyết đoán. Người mà bị Hoàng Lâm và Lưu Húc nhìn chằm chằm, thường không chạy thoát được. Toàn bộ vấn đề của cha con Tống gia bị lộ ra, chỉ là vấn đề thời gian, Hạ Tưởng đã hoàn toàn yên tâm rồi. Lái xe vừa đi ra khỏi sân tỉnh ủy không xa, chuông điện thoại reo lên, sau khi nhấc máy, hiển nhiên là điện thoại của trưởng phân cục phía nam thành phố Tưởng Ngọc Hàm. Trưởng phòng Hạ, tôi là Tưởng Ngọc Hàm, Tống Cương vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đã bị xử cách chức. Về vấn đề khác đang được từng bước điều tra, một khi có tin tức, tôi sẽ ngay lập tức báo cáo với anh. Thái độ của Tưởng Ngọc Hàm được hạ rất thấp, hoàn toàn dùng giọng điệu báo cáo công tác. Đối với hành vi chấp pháp tàn bạo của Tống Cương, tôi thay mặt cho phân cục phía nam thành phố biểu thị sự xin lỗi với anh, từ nay về sau sẽ tăng cường quản lý tố chất của cảnh sát. Tưởng Ngọc Hàm nói mãi không thôi, giọng điệu quan liêu nói liền một mạch, Hạ Tưởng muốn xen vào cũng không được, đành phải bất đắc dĩ mà nghe gã nói. Chẳng mấy chốc đã đến một ngã tư, khi dừng lại đợi đèn đỏ, có một cảnh sát giao thông đi tới bên cạnh, sau khi cúi chào cảnh sát giao thông rất nghiêm túc nói. Đồng chí, gọi điện khi lái xe là vi phạm luật giao thông, xin xuất trình giấy phép lái xe và dừng xe ở bên đường. Hạ Tưởng thường không làm những việc ngạo mạn xung đột với cảnh sát giao thông, hắn cười, vừa định giải thích mấy câu, tai của Tưởng Ngọc Hàm cũng rất thính, lập tức nghe thấy không ổn, vội nói. Trưởng phòng Hạ, phiền anh đưa điện thoại cho anh cảnh sát giao thông bên cạnh. Hạ Tưởng liền làm theo, giơ tay đưa điện thoại ra. Có người muốn nói chuyện với anh. Cảnh sát giao thông là một thanh niên trai, khó hiểu mà cầm lấy điện thoại, vừa đặt tới bên tai thì nghe đầu dây bên kia truyền sang một tiếng hét giận dữ. Tôi là Tưởng Ngọc Hàm, cậu là cảnh sát giao thông của đại đội nào? Vừa rồi trưởng phòng Hạ nói chuyện điện thoại với tôi, cậu lập tức cho đi, nghe rõ chưa? Dám chặn xe của trưởng phòng Hạ, cậu không có mắt hả? Cảnh sát giao thông trẻ tức thời cũng không phản ứng lại, sửng sốt trong chốc lát mới tỉnh ngộ ra Tưởng Ngọc Hàm là ai, sợ đến mức khuôn mặt đều biến đổi, liên tiếp nói. Vâng, vâng, vâng. Sau đó liền cung kính mà đưa điện thoại cho Hạ Tưởng, còn kính lễ, chỉ huy các xe khác nhường đường cho Hạ Tưởng, để cho Hạ Tưởng một mình lưu thông. Hạ Tưởng cười cười, cũng không nỡ từ chối ý tốt của cảnh sát giao thông trẻ. Lái xe chạy qua trong những cái nhìn chăm chú của rất nhiều xe ô tô và người đi đường. Bên tai còn vọng lại không ít những lời mắng nhiếc và chỉ trách, hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Bản thân vốn là người tốt, trước giờ không làm chuyện đặc quyền, bây giờ bị chê cười, vì sự chăm sóc đặc biệt của Tưởng Ngọc Hàm, ngược lại đã khiến xe của hắn cũng thành chiếc xe đặc quyền hoành hành ngang ngược. Suy nghĩ một chút, thôi được rồi, dừng xe sang bên đường, nhận điện thoại rồi đi cũng không muộn. Cũng may Tưởng Ngọc Hàm cũng đã báo cáo xong công việc, rồi thật cẩn thận hỏi một câu. Không biết trưởng phòng Hạ và Lịch Phi có quan hệ gì? Tưởng Ngọc Hàm là một người thông minh, Hạ Tưởng thầm than thở.
có thể trong thời gian ngắn ngủi mà thuận lợi xử lý công việc, đồng thời phân rõ địch ta, cũng không đơn giản, là một nhân vật khéo ăn khéo ở. Lịch Phi giúp hắn, hắn cần thiết phải ăn mận trả đào, bèn nói. Là một người bạn tốt rất đáng tin của tôi. Tưởng Ngọc Hàm lập tức hiểu thấu mà nói. Rõ rồi, trong lòng tôi đã rõ rồi. Trưởng phòng Hạ còn chỗ nào không hài lòng đối với công việc của chúng tôi, nhất định phải nói với tôi, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa, và mong trưởng phòng Hạ đưa ra những ý kiến quý giá. Hạ Tưởng liền khách khí nói vài câu, sau khi ngắt điện thoại, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại gọi điện cho Lịch Phi, ngoài việc biểu thị sự cảm ơn đối với Lịch Phi, còn muốn y gần đây nên qua lại nhiều một chút, lanh lợi một chút, biết đâu lại có chuyện gì tốt. Lịch Phi liền biết chỉ cần Hạ Tưởng không có chuyện gì, khẳng định sẽ có người gặp xui xẻo. Nghe được ám chỉ của Hạ Tưởng, y vui mừng khôn xiết, trong lòng nghĩ xem như cũng thành công được một lần. Tuy quan hệ của y với Tôn An không tồi, nhưng Tôn An bình thường bản thân cũng lôi thôi lếch thếch, đối với công việc và tiền đồ cũng không để tâm đến lắm, đối với sự việc của y càng ít quan tâm, sau khi giúp y nhắc đến cái vị trí phó sở trưởng, đã không còn quá tận sức nữa. Y có thể thăng lên chức sở trưởng, vẫn là nguyên do đi theo Hạ Tưởng lần trước. Trong nháy mắt cái vị trí sở trưởng cũng đã ngồi được không ít thời gian rồi, Lịch Phi muốn thăng chức, cũng đã nói với Tôn An mấy lần. Tôn An quay đầu đồng ý, ngoảnh đầu lại quên, y cũng không có cách nào luôn miệng thúc giục. Vừa lúc Hạ Tưởng lại có việc tìm y liền ôm lấy cái tâm tư đánh cuộc, quyết tâm giúp Hạ Tưởng thêm một lần, không tin Hạ Tưởng sẽ không có chút bày tỏ nào. Bây giờ Lịch Phi càng hiểu rõ một sự thực, chính là chỉ có giúp Hạ Tưởng, thì không sợ không có báo đáp. Sau khi Lịch Phi nhận được điện thoại của Hạ Tưởng, liền thường xuyên lấy cớ báo cáo công việc để làm lý do xuất hận trước mặt Tưởng Ngọc Hàm. 3 ngày sau, qua đề nghị của Tưởng Ngọc Hàm, Cục Công an thành phố phê chuẩn, y chính thức được điều động công tác nhận chức Phó Đội trưởng Đại đội Cảnh sát Hình sự. Không lâu, y nghe thấy tin tức Tống Đức Đạo bị nhân viên Ủy ban Kỷ luật đưa đi. Rất nhanh, Tống Đức Đạo bị điều tra vì tham ô nhận hối lộ hàng chục triệu đồng, Tống Cương cũng vì các tội danh không làm tròn trách nhiệm, nhận hối lộ đã chính thức bị phê chuẩn bắt giữ. Cha con cùng rơi vào lưới trời. Chịu ảnh hưởng từ vụ án Tống Cương, phân cục Cục Công an thành phố đều có mấy vị ngã ngựa, đến cả đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng bị liên lụy, Lịch Phi lại có được ám thị từ Tưởng Ngọc Hàm, chỉ cần y làm tốt, chưa đầy một năm sẽ cho y nâng lên trưởng phòng. Từ đó, Lịch Phi tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lướt qua những vấn đề không đề cập tới của Lịch Phi và Tống Đức Đạo, hắn biết, chỉ cần hắn mở đầu, tự sẽ có người đi lo liệu, cũng không cần hắn phải quan tâm nhiều. Tuy cấp bậc của hắn không cao, nhưng vì Trần Phong và Tôn Định Quốc cùng lúc xuất hiện, cảnh tượng trở nên tương đối kinh ngạc, hắn căn bản không cần quan tâm sẽ không có kết quả, vì Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã tham gia vào vấn đề của Tống Đức Đạo, tất nhiên sẽ dính dáng đến Tống Cương. Người trong giới quan trường đều rất thông minh, thấy từ trên xuống dưới muốn thu dọn cha con Tống gia, khẳng định sẽ lập tức vạch rõ ranh giới với Tống gia, hơn nữa những kẻ dậu đổ bìm leo cũng không ít, không bỏ công Hạ Tưởng đã vẽ đường cho hưu chạy. Hạ Tưởng mới đi được nửa đường, thì nhận được điện thoại của Tào Thù Lê, muốn hắn đến thẳng nhà hàng Toàn Chuyển, cô muốn mời hắn ăn cơm. Hắn không biết trong quả hồ lô cô bé bán thuốc gì, liền hỏi. Có chuyện tốt gì vậy? Không có, đừng hỏi, cứ tới đây là được rồi. Đi thì đi, bà xã có lời mời, không thể không nghe. Hạ Tưởng lái xe thẳng đến nhà hàng Toàn Chuyển, tới nơi, đi thẳng lên tầng trên cùng, vừa đi vào phòng ăn. Liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng reo hò. Hạ Tưởng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, chim oanh chim yến, ăn mặc đẹp như hoa, 3 người đẹp như hoa như ngọc rọi vào trong mắt. Nét cười dịu dàng là Tào Thù Lê, ý vị tuyệt vời là Lam Miệt, hấp dẫn quyến rũ là Phượng Mỹ Mỹ, 3 người đẹp, mỗi người một vẻ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, thực sự đã làm hắn giật mình. Lại sửng sốt, nhìn kỹ, hóa ra bàn bên cạnh ở phía sau họ còn có 2 người Phương Cách và Tiêu Ngũ. Phương Cách với vẻ mặt cười lén, còn Tiêu Ngũ lại kín đáo mà cười. Hạ Tưởng đã hiểu ra rồi, hóa ra họ đã có mưu tính trước, chỉ có hắn là chẳng hay biết gì. Cuộc gặp gỡ hôm nay, được khởi xướng từ đề nghị của Phượng Mỹ Mỹ. Sau khi sự việc xảy ra, Phượng Mỹ Mỹ cảm thấy đều là vì cô mới xảy ra chuyện lớn, trong lòng vô cùng bất an, liền nói với Tiêu Ngũ muốn mời Hạ Tưởng ăn cơm, một là để tăng thêm tình cảm, làm quen một chút với Tào Thù Lê. Hai là cũng biểu thị một chút lòng cảm ơn của cô. Tiêu Ngũ đồng ý,
nhưng lại không dám chủ động mời Hạ Tưởng, Phượng Mỹ Mỹ liền mắng y ngốc, nên chủ động gọi điện cho Tào Thù Lê, chọn đường của phu nhân ngoại giao mà đi. Tào Thù Lê vừa trí tuệ lại giỏi hiểu ý người, Phượng Mỹ Mỹ vừa hàm xúc nói, cô đã hiểu được ý của cô ta, lúc này liền mở miệng nhận lời. Đồng thời còn mời Lam Miệt, Lam Miệt có mặt thì Phương Cách cũng không thể thoát rồi, mấy người đặt xong phòng, chỉ còn đợi Hạ Tưởng tới. Chuyện hôm nay cũng tốn không ít tài trí của Phương Cách, Hạ Tưởng nhìn thấy những người đang ngồi đều là bạn bè thân thiết, tự nhiên cao hứng, sau khi ngồi xuống, mấy người liền náo nhiệt hẳn lên. Phượng Mỹ Mỹ mặc một chiếc áo gió màu xám, tuy vẫn là đôi ủng cao cổ mê người, nhưng màu sắc không còn được sáng bóng. Có thể nói tổng thể phong cách đã khiêm tốn đi nhiều. Cô có chút ái ngại mà nâng ly rượu, nói. Kính anh Hạ một ly. Anh Hạ vào thời khắc quyết định đã thể hiện rõ bản sắc nam nhi, là một người anh đáng được tin cậy. Em và Tiêu Ngũ thật lòng cảm ơn sự chiếu cố của anh Hạ. Tiêu Ngũ cũng nâng ly rượu lên, trong mắt hơi ướt át, chỉ có vẻ mặt cương nghị, nhưng lại không nói thành lời. Hạ Tưởng thấy Phượng Mỹ Mỹ quả thực có lòng, đã biết thay đổi trang phục giản dị hơn, liền cười nói. Mỹ Mỹ là cái tên đẹp, người cũng rất xinh đẹp không phải cái tội, nhưng bây giờ rất hiếm có một người đàn ông tốt thật thà như Tiêu Ngũ, cho nên những lúc bình thường, mặc những bộ quần áo bình thường là được, đỡ phải khiến cho những người đàn ông có dụng tâm khác có những nhận xét không tốt. Lời của Hạ Tưởng nói rất hàm xúc, khuôn mặt Phượng Mỹ Mỹ hơi đỏ lên, ngượng ngùng mà thè lưỡi. Em đã biết sai rồi, anh Hạ đừng phê bình em nữa, sau này em không dám nữa đâu. Lam Miệt vẫn mặc những bộ quần áo đơn giản trang nhã như trước đây, bên trên cô mặc một chiếc áo lông màu xanh lam sát người, bên dưới mặc chiếc váy dày màu trắng tuyền. Trải qua rèn luyện một thời gian, cô đã thành thục hơn rất nhiều so với lúc Hạ Tưởng mới quen, cũng đẫy đà hơn một chút. Cô ngồi bên cạnh Tào Thù Lê, cười hì hì nói. Mỹ Mỹ không cần sợ Hạ Tưởng, anh ấy rất dịu dàng thân thiện, là một người tốt, lại thích thương hương tiếc ngọc, khẳng định sẽ không trách tội cô đâu. Cô thật đã nói sai rồi. Khuôn mặt Hạ Tưởng nghiêm túc nói. Hôm nay tôi chính là muốn nghiêm chỉnh trịnh trọng mà nói với Mỹ Mỹ, sau này cần thiết hạn chế một chút về cách ăn mặc và trang điểm, vì cô ấy quá xinh đẹp, hồng nhan là nguồn gốc của tai họa. Kỳ thực tai họa không phải vì phụ nữ quá xinh đẹp, mà là xinh đẹp nhưng không biết kiềm chế, cố ý khoa trương. Lời nói có nặng một chút, Phượng Mỹ Mỹ cúi thấp đầu, Tiêu Ngũ cũng tức giận mà không dám phát ra, không dám khuyên Phượng Mỹ Mỹ, không dám giải thích. Đến cả Tào Thù Lê cũng không ngờ Hạ Tưởng sẽ chuyện nhỏ làm lớn, ngay trước mặt làm Phượng Mỹ Mỹ bối rối. Hạ Tưởng cũng chỉ nhất thời nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm của cả nhà Tiêu Ngũ đời sau, có tình cảm mới nói ra. Kiếp này may mắn có hắn, nếu không lúc đó Tiêu Ngũ lên cơn, chẳng may chết đi, thì hắn dù có thêm khả năng cũng không cứu nổi y. Có một số việc, phải phòng trước khi xảy ra tai họa, nếu không bi kịch tái diễn, hối hận thì đã muộn. Phương Cách thấy tình cảnh không bình thường, khôn ngoan mà im miệng không nói. Lam Miệt cũng lần đầu tiên nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Hạ Tưởng, bị cái khí thế của Hạ Tưởng làm cho khiếp sợ, đến một câu nói cũng không thốt ra được. Hạ Tưởng bình thường rất ôn hòa, nhưng hắn đã lên chức lâu rồi, tuy cấp bậc không cao, nhưng tiếp xúc đều là những cán bộ cấp sở trở lên, đã nuôi dưỡng uy thế, một khi đã chảy ra, thì cũng có áp lực vô hình. Phượng Mỹ Mỹ sừng sốt một hồi, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt bướng bỉnh nói. Em biết ý của anh Hạ, em không phải là cô gái hư hỏng, chỉ là trong tính cách có chút cố ý phô trương thanh thế. Sau này em sẽ sửa, em sẽ tự rời khỏi Tiêu Ngũ. Tuyệt đối không liên lụy anh ấy. Hạ Tưởng thấy cô hiểu được ý của mình, cười nói. Tôi hy vọng hai người sẽ trở thành một nhân duyên tốt đẹp, nhưng Tiêu Ngũ quá thật thà, tính cách lại thẳng, Mỹ Mỹ cô phải thay cậu ấy suy nghĩ nhiều. Tối hôm qua lỡ mà có Tiêu Ngũ ở đó, cậu ta kích động ra tay làm người bị thương, thì thật khó mà kết thúc rồi. Phượng Mỹ Mỹ thật sự đã hiểu rõ được sự quan tâm của Hạ Tưởng, nặng nề mà gật gật đầu. Em nhớ rồi. Vì Tiêu Ngũ, em sẽ thay đổi tất cả những tật xấu. Hạ Tưởng hài lòng rồi, nâng ly rượu lên. Nào, mọi người nâng ly. Lam Miệt nâng ly rượu lên, vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Không ngờ anh ra oai thật làm cho người ta phải hết hồn. Phương Cách hí nặng tình sâu mà nói. Mọi người đều không hiểu anh Hạ, anh ấy bình thường dễ nói chuyện, nhưng ai trêu chọc anh ấy cũng có bản lĩnh khiến người khác phải khó nói chuyện. Còn nữa,
anh ấy đối với bạn bè thì không chê vào đâu được, đồng thời, đối với người đẹp cũng đặc biệt chiếu cố. Lam Miệt nhìn Tào Thù Lê, rồi giơ tay véo Phương Cách một cái. Anh thật là, cẩn thận không thì em thu dọn anh luôn đấy. Phương Cách không hề gì mà nói. Những cách em thu dọn anh đã dùng hết rồi, anh quen rồi nên chẳng còn thấy sợ. Nàng dâu nhiều năm thành mẹ chồng, đàn ông nhiều năm thành Phật, anh bây giờ đã tới cảnh giới bất động như Tùng rồi. Mọi người cười ầm lên, bầu không khí mới trở nên nhẹ nhàng hơn. Tào Thù Lê nhân lúc mọi người không chú ý, không hài lòng mà hỏi Hạ Tưởng. Hôm nay anh sao thế, có đáng để nói nghiêm trọng như vậy không? Anh xem dọa Mỹ Mỹ đến muốn khóc rồi. Không chỉ Tào Thù Lê, tất cả mọi người đều không hiểu tại sao Hạ Tưởng lại đặc biệt nghiêm khắc với Mỹ Mỹ như thế, một chút cũng không nể nang. Hạ Tưởng không thể nói thật, cũng không muốn gạt người, bèn nói. Tôi cũng chỉ vì muốn hai người họ có thể bình an vô sự mà ở bên nhau. Tào Thù Lê tin tưởng mà nói với Hạ Tưởng một câu. Mỹ Mỹ quả thực là rất xinh đẹp, nếu cô ấy mặc chiếc áo gió màu đỏ lên phố, ngoảnh đầu lại nhìn là 100% tuyệt vời. Hạ Tưởng ngạc nhiên, trực giác của phụ nữ quả thực là đáng kinh người. Tào Thù Lê cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng mặc áo gió màu đỏ của Mỹ Mỹ, nhưng lại một lời nói trúng thiên cơ, vì Phượng Mỹ Mỹ chính là mặc áo gió màu đỏ vô cùng bắt mắt, mới bị Tống Đức Đạo để ý. Nhưng sự việc từ một góc độ khác mà nói, sự kiện ở Giao Trì là sự không may mắn của Tống Đức Đạo, là phúc lớn của Phượng Mỹ Mỹ. Cho dù như thế nào, buổi gặp gỡ tối nay xem như cả khách và chủ đều rất vui vẻ, cũng để Hạ Tưởng nhìn thấy cái mặt rất hung hãn của Lam Miệt, Phương Cách ở trước mặt cô ấy, không có một chút lực phản kháng nào. Quả nhiên là có bệnh có thuốc chữa, Phương Cách ngay từ đầu nhìn thấy sự tuyệt vời của Lam Miệt, sau đó theo đuổi mạnh mẽ, kết quả sau khi đã vướng tay, trái lại rơi vào cạm bẫy của sự dịu dàng. Phụ nữ ban đầu thì bị động, về sau lại chủ động. Đàn ông thì hoàn toàn ngược lại, kỳ thực tính ra thì đàn ông vẫn là chịu thiệt. Nghĩ thế nào thì đều cảm thấy phụ nữ là một cao thủ lão vọng buông cần, nén được bực dọc, đợi cho cánh đàn ông sau khi người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà tự chui đầu vào lưới, mới phát hiện ra đã bị sự dịu dàng của phụ nữ trói chặt, làm thế nào cũng không thể trốn thoát. Hạ Tưởng liếc nhìn cô bé bên cạnh một cái, thấy bộ dạng hạnh phúc của cô đang ngả sát bên cạnh hắn, trong lòng xúc động mà than thở một tiếng, nhìn xem, bản thân cũng chẳng phải đã rơi vào lưới tình của cô bé, bị trói chặt vào giữa tấm lưới. Mấy ngày sau, Hạ Tưởng dựa theo giao ước, đã đến thành phố Dương Quang của Thành Đạt Tài, cùng trao đổi trực tiếp với Thành Đạt Tài. Thành phố Dương Quang trải qua một thời gian khẩn trương thi công, bây giờ khởi đầu đã có quy mô, phóng tầm mắt ra nhìn, san sát một vùng, rất có hương vị của một tòa thành lũy. Nhưng xét cho cùng diện tích quy hoạch không lớn, hơn nữa vì nguyên nhân vị trí địa lý và viễn cảnh quy hoạch, còn cách sản nghiệp bất động sản trong suy nghĩ của Thành Đạt Tài một khoảng cách không nhỏ. Hạ Tưởng đứng bên phải Thành Đạt Tài, híp mắt nhìn bản đồ quy hoạch của Dương Quang Thành, cười nói. Đối với người khác mà nói, thành phố Dương Quang có lẽ là ước muốn cuối cùng, đối với chủ tịch thành mà nói, chẳng qua là hình thức ban đầu mà thôi, mãi mãi không thể thực hiện được kế hoạch lớn trong lòng. Thành phố Dương Quang nằm ở phía đông, có lẽ cũng vừa khéo tương xứng với suy nghĩ trong mắt của chủ tịch thành, mặt trời mọc ở hướng đông, nhưng đang là vào lúc ban trưa, thì mặt trời mọc lên giữa bầu trời cao. Cho nên chỉ có thể nói thành phố Dương Quang chỉ là nơi bắt đầu mộng tưởng. Thành Đạt Tài như thoáng chút suy nghĩ mà cười. Tiểu Hạ, cậu đến tìm tôi khẳng định không phải là để phục kích tôi rồi, có chuyện cứ nói thẳng, giữa hai chúng ta cũng xem như có chút ăn ý, để tôi đoán xem, cậu có phải lại có suy tưởng viễn cảnh gì nữa phải không? Hạ Tưởng liền cùng Thành Đạt Tài đến văn phòng làm việc của ông ta, mở bản đồ thành phố Yến ra, tay Hạ Tưởng để vào giữa huyện Thường Sơn và vùng phía bắc của thành phố Yến, nắm chặt nắm tay nói. Một vùng đất lớn như nắm tay. Nếu như để chủ tịch thành tận tình đưa bút vào xây dựng bản kế hoạch trong lòng, không biết chủ tịch thành sẽ có sự quyết đoán lớn đến thế nào. Thành Đạt Tài không nói gì, nhìn kỹ nơi mà Hạ Tưởng đánh dấu, ngây ra mà nhìn hồi lâu, bỗng nhiên vẻ mặt trang trọng mà nói. Nếu như đơn độc ở nơi này mà phát triển bất động sản, sẽ không có triển vọng gì lớn. Hạ Tưởng cười, lại dùng tay vẽ một vòng tròn ven sông Hạ Mã vây quanh thành phố Yến, nói. Sông Hạ Mã toàn bộ tháo nước, mở rộng thành hàng trăm mét đường sông, chủ tịch thành có suy nghĩ gì? Thành Đạt Tài có nghe qua đề nghị sông Hạ Mã phải tu sửa thành hệ thống thủy lợi bao quanh thành phố,
nhưng trong thành phố vẫn chưa cụ thể hóa chắc chắn tạo thành đề mục thảo luận ở hội nghị, ông ta nhíu nhíu mày, từ từ lắc đầu. Cho dù nói giao giới giữa huyện Thường Sơn và khu vực phía bắc thành phố là ngọn nguồn của sông Hạ Mã, nhưng nơi đây đồng ruộng quá nhiều, dòng người không vượng, trừ phi xây dựng biệt thự, nếu không nơi ở bình thường không có triển vọng gì tốt. Xây dựng biệt thự, trước mắt không phù hợp với khái niệm lý tính của tôi. Hạ Tường gật đầu. Tôi kỳ thực tôi cũng là có ý xin Chủ tịch Thành ra tay, xây dựng lên một khu biệt thự có ý nghĩa chân chính cho thành phố Yến. Từ 2 năm trước, Cao Kiến Viễn đã đầu tư xây dựng lên khu biệt thự Tây Sơn, kỳ thứ nhất của ngay lúc đó bán cũng khá, về sau đến kỳ thứ hai lại ế toàn bộ, do đó cũng làm cho gã ta thảm bại. Nguyên nhân có rất nhiều, điểm chính yếu nhất không phải thành phố Yến không có đủ thị trường biệt thự xa hoa, mà là biệt thự Tây Sơn tuy đáng đồng tiền để mua, nhưng suy cho cùng môi trường sống lại kém một chút, phương tiện đồng bộ xung quanh lại quá ít, trong đó cũng có một nguyên tố rất mấu chốt, chính là dân tình quá kém. Người có tiền sẵn lòng sống ở biệt thự, nhưng không sẵn lòng sống ở biệt thự mà có cảm giác là một vùng hoang vu hoang dã. Thành Đạt Tài từng nói dòng người không vượng, cũng là đã nhạy bén phát hiện điểm này. Cho nên lời của Hạ Tưởng vừa nói ra, Thành Đạt Tài đã biết được hắn vẫn còn đoạn sau, liền nhìn thẳng vào hai mắt của Hạ Tưởng, tràn đầy hưng phấn mà nói. Đừng chơi trò ú tìm, tôi biết cậu có chuẩn bị sẵn mới đến, nói kỹ ra nghe xem nào. Hạ Tưởng giơ tay lấy một chiếc bút chì, vẽ lên trên bản đồ một nơi to lớn bằng bàn tay, rồi lại đánh dấu vài vị trí quan trọng, sau đó mới viết 3 chữ thật to, quận Hạ Mã. Chương 513, lời hứa ngàn vàng. Quận ủy và ủy ban nhân dân quận xây dựng ở đâu, cũng không quan trọng, quan trọng là mấy nơi này nếu như xây lên 2 khu biệt thự, 3 khu nhà cao tầng sang trọng, phía bắc cách sông Hạ Mã khá xa, phía nam cách trung tâm triển lãm quy hoạch của quận mới không quá vài trăm mét. Nếu như Chủ tịch Thành lấy được mấy địa điểm kể trên, tin rằng khái niệm lý tính về sản nghiệp bất động sản sẽ ở bên sông Hạ Mã biến giấc mộng trở thành hiện thực. Hạ Tưởng hùng hồn, mạnh mẽ nói. Ngoài biệt thự và khu nhà ở cao tầng sang trọng, trên khoảng đất trống khoảng 100-200 mét từ ngoài khu biệt thự đến bên sông, có thể xây dựng thành bãi biển tư nhân. Đương nhiên, tiếp tục về hướng Tây vẫn còn đồng ruộng rộng lớn có thể mua với giá rẻ, cho dù là xây dựng trường đua ngựa hay là sân golf đều rẻ hơn 10 lần so với trong thành phố. Vấn đề là, không đến 5-7 năm, quận Hạ Mã sẽ trở thành một khu trung tâm mới nổi lên, thư giãn, du lịch, nhà ở dương quang, lúc đó nhân khí trong thời gian ngắn sẽ lên cao gấp 10 lần. Nhân khí nâng lên 10 phần, thì vào lúc đó tất nhiên giá trị nhà ở cũng tăng lên gấp bội. Quận mới một khi được thành lập, ắt phải tiến hành thu hút đầu tư với quy mô lớn, cho dù là có rất nhiều công ty tham gia vào, thì vẫn là tập đoàn Đạt Tài tự đầu tư xây dựng hội trường khổng lồ, dựa vào chính sách giúp đỡ của 2 cấp tỉnh thành khi quận mới thành lập, dựa vào thực lực hùng hậu của tập đoàn Đạt Tài, lại có thêm ý tưởng mưu lược tài ba về sản nghiệp bất động sản của Chủ tịch Thành, trên bản đồ xây dựng bờ sông Hạ Mã. Có thể chứa được hơn 10 khu thành phố Dương Quang. Hạ Tưởng một mạch nói xong, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài mặt không chút thay đổi. Chỉ nhìn chăm chăm vào nơi to lớn bằng bàn tay trên bản đồ, cứ như thế qua vài phút, ông ta mới giống như mới tỉnh mộng, còn không tin mà hỏi một câu. Khởi công xây dựng hệ thống thủy lợi hoàn thành có khả năng được thực hiện vào thời gian sắp tới, trang bị một quận mới, việc liên quan đến tranh chấp và xung đột lợi ích quá nhiều, chỉ riêng luận chứng và quy hoạch cũng phải mất gần 1 năm, nói không chừng còn có thể lên đến 5-7 năm, sự việc trên mặt chính trị, ý tưởng luôn luôn tốt đẹp, nhưng khi vào thực tế, lại gặp muôn vàn khó khăn. Tiểu Hạ, cậu vẽ cho tôi một cái bánh có nhân to lớn, như người, nhưng chỉ mong muốn mà không thể thành. Tôi chỉ hỏi Chủ tịch Thành một câu, nếu khả thi, ông có thể đưa ra bao nhiêu? Hạ Tưởng không so thông minh nhiều ít với Thành Đạt Tài, càng không so đo tầm nhìn có xa hơn Thành Đạt Tài, hắn chỉ biết một đạo lý, việc thành bởi người làm. Tất cả sự tình cuối cùng cũng rơi trên bản thân con người, rất nhiều sự tình sở dĩ kéo dài chậm trễ, hoàn toàn đều do nhân tố con người. Mà hắn có lý do thúc đẩy quận mới nhanh chóng đưa vào lịch làm việc, là vì hắn đã tinh tường nhìn thấy 2 điểm mấu chốt. Một là thành phố Yến. Trần Phong thì không cần phải nói, trên chính trị tương đối đi vào giữa tuyến đường, nhưng cũng có quyết đoán hơn một số bí thư khác, cũng tình nguyện trong thời gian nhậm chức để lại một bút tích dày đặc. Hồ Tăng Chu thì cấp thiết hy vọng mượn gió đông điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, làm một trận lớn, đặt nền tảng để ông tiến tới trước một bước. Hồ Tăng Chu nền móng không vững,
Trong Sở không có thế lực hậu đài, ông so với bất cứ kẻ nào đều có khát vọng tạo được một chiến tích thật lớn để chứng minh năng lực bản thân. Trang bị quận mới, là một kỳ ngộ trước nay chưa từng có, ông tuyệt đối không bỏ qua. Hai là Tỉnh Yến, thái độ của Diệp Thạch Sinh đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp từ ứng phó tiêu cực đến đẩy mạnh tích cực, với ý niệm làm quan thì tạo phúc cũng là cái mãnh liệt trước nay chưa từng có. Hơn nữa sau khi Tỉnh Yến trải qua hỗn loạn và áp lực lớn của thời kỳ Cao Thành Tùng, người kế nhiệm muốn để lại tiếng tăm, cũng cần phải làm những đại sự và thật sự đủ để cho nhân dân ghi nhớ. Chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp trong cảm nhận của dân chúng, khá là qua loa mà không có khái niệm cụ thể, nhưng nếu hệ thống thủy lợi bao quanh thành phố được xây dựng và quận mới được trang bị, đưa Tỉnh Yến từ một thành tỉnh xếp gần cuối, dần dần nâng cao thứ bậc, tạo nên sức ảnh hưởng lớn trong nước, có được sự cảm kích và hoài niệm đối với Diệp Thạch Sinh trong sự đồng cảm và tự hào của nhân dân thành phố Yến, có thể thông qua phỏng đoán là biết. Diệp Thạch Sinh tất nhiên sẽ tận lực mà ủng hộ việc thành lập quận mới. Phạm Duệ Hằng cũng không có lý do nào để phản đối, hơn nữa sau khi ông ta nhận chức bí thư, quận mới cũng là lúc hình thành quy mô thành quả ban đầu, có thể ngồi mắt ăn bát vàng đưa tới tay một chiến tích, cho dù ông ta và Diệp Thạch Sinh chính kiến bất hòa, cũng sẽ không ngăn cản việc thành lập quận mới, huống hồ chi hiện tại hai người họ đang có rất nhiều điểm lợi ích giống nhau. Hạ Tưởng liền tinh tường mà nhận ra, quận mới thành lập chỉ là vấn đề sớm muộn, bây giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Gió đông chính là lời hứa ngàn vàng của Thành Đạt Tài. Mặc dù hắn có thể mang đến rất nhiều nguồn đầu tư, chẳng hạn như Tiếu gia ít nhất cũng có 500-600 triệu, như bất động sản Giang Sơn có 200-300 triệu, như tập đoàn Viễn Cảnh có trên dưới 2 tỷ, tập đoàn Tề thì cũng có thể có 200-300 triệu, tiếp tục thêm vào một số quan hệ ít gần gũi khác, cộng lại phải có đến 200-300 triệu cũng không thành vấn đề, tổng số cũng phải trên dưới 3 tỷ rưỡi, nhưng một là quá lẻ tẻ, hai là không đủ sức thuyết phục. Cũng không bằng một lời nói nặng ngàn cân của Thành Đạt Tài, càng có thể cho Trần Phong và những người khác một sự tin tưởng cực lớn. Thành Đạt Tài nhìn khuôn mặt Hạ Tưởng với vẻ chắc chắn, vừa bán tín bán nghi đưa ánh mắt nhìn lên bản đồ, hơi trầm tư, nói. Muốn hoàn thành những hạng mục nêu trên, ít nhất cũng phải từ 10 đến 15 tỷ, để thực sự hoàn thành dự án trong suy nghĩ của tôi, giữa 3 năm, đầu tư sẽ không ít hơn 20 tỷ. Tại Tỉnh Yến, giai đoạn hiện tại cũng chỉ có Thành Đạt Tài mới quyết đoán như thế và mới có khẩu khí như thế. Hạ Tưởng cuối cùng cũng vui vẻ mà cười. Có được lời hứa hẹn nặng ngàn vàng của Chủ tịch Thành, tôi có thể đảm bảo với ông, chỉ cần ông đưa ra quyết định đầu tư như trên, thành lập quận mới vào năm tới là có thể thông qua phê duyệt của hai cấp tỉnh thành, mà địa điểm mà tôi vừa khoanh lại, có thể hoàn toàn thuộc về tập đoàn Đạt Tài. Thành Đạt Tài chậm chậm lộ ra nét cười. Tôi có chút hiểu rõ ý của cậu rồi, khẳng định những ý tưởng mà cậu đề ra, nhưng tiền đề mà thành phố đưa lên chương trình thảo luận ở hội nghị là, cần phải chấp thuận đầu tư với con số lớn, vì thế cậu đến để thuyết phục tôi đưa ra quyết định đầu tư, đúng không? Bị Thành Đạt Tài nhìn thấu thiên cơ, Hạ Tưởng cũng không giấu giếm, dứt khoát nói ra tình hình thực tế. Chủ tịch Thành nói rất đúng, hôm nay tôi đến với mục đích đầu tiên là muốn đánh động đến Chủ tịch Thành. Muốn mời Chủ tịch Thành đem hạng mục sản nghiệp bất động sản của tập đoàn Đạt Tài với ý nghĩa chân chính, đặt ở tỉnh Yến, đặt trong quận mới của thành phố Yến, để tập đoàn Đạt Tài một bước bay vút lên, cùng với bước khởi đầu của quận mới của thành phố Yến, cùng nhau phát triển lớn mạnh. Thành Đạt Tài khoát tay, vẻ mặt không hài lòng nói. Không cần nói thêm nữa, tôi đã rõ toàn bộ sự việc, đề nghị của cậu tôi tạm thời chưa thể nhận, cần phải thận trọng suy xét. Giống như bị quật cho một vố. Hạ Tưởng lập tức sợ ngây người. Tại sao, vốn là một việc tốt đôi bên cùng có lợi, Chủ tịch Thành tại sao lại từ chối? Không vì sao cả, đầu tư có nguy hiểm quá lớn, tạm thời gác lại. Thành Đạt Tài rất không kiên nhẫn mà phất tay. Nguyên nhân cụ thể cậu có thể tự suy nghĩ, nghĩ thông rồi thì gọi điện cho tôi. Không ngờ lại xuống lệnh đuổi khách, Hạ Tưởng không khỏi xấu hổ, cũng rất bồn chồn và khó hiểu, rõ ràng là nói rất tốt. Như thế nào mà chớp mắt đã đổi mặt. Nhưng Thành Đạt Tài đã tiễn khách, hắn cũng không thể ì ra không đi, chỉ đành cáo biệt Thành Đạt Tài, lái xe ra về, trên đường cũng không ngừng suy nghĩ nguyên nhân mà Thành Đạt Tài biến đổi sắc mặt. Thực sự là một sự việc đều có lợi với hai bên, hơn nữa hắn cũng đưa ra lời cam kết trịnh trọng, đảm bảo Thành Đạt Tài sẽ lấy được đất xây dựng tốt nhất và chính sách ưu đãi nhất, tại sao Thành Đạt Tài không chút động tĩnh. Hắn cũng không có khả năng nhìn lầm Thành Đạt Tài. Vào thời đại tiếp theo,
thành đạt tài vững vàng không lay chuyển mà thúc đẩy khái niệm lý tính về sản nghiệp bất động sản của ông ta, vì thế còn không ngại xa xôi đến tỉnh ngoài, đầu tư vào một khoản lớn đến 60 tỷ. Hiện nay có một cơ hội tốt như thế bày ra trước mắt, ông ta không thể bỏ qua. Nhưng tại sao ông ta bất ngờ nói ra những lời đầu tư nguy hiểm quá lớn? Thành đạt tài cả đời thích chơi trò mạo hiểm, chưa từng sợ nguy hiểm lớn, hơn nữa có lúc ngoan cố khiến người ta không dám tin ông ta là một kỳ tài thương mại, vì lý tưởng trong lòng, ông ta đã đưa ra những quyết định đầu tư vượt quá thường quy. Mà trên thực tế, đầu tư vào quận mới nguy hiểm không lớn, có sự ủng hộ của hai cấp tỉnh thành, quận mới của thành phố Yến cũng không phải là ảo tưởng viễn vông, vô cùng có khả năng trở thành một điểm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Lời của Thành Đạt Tài, có ý khác. Thành phố Dương Quang của Thành Đạt Tài nằm ở phía đông, Hạ Tưởng sống ở Kiều Tây, hắn đi về hướng tây đường Duyên Nam Hoàn, khi đi đến cầu Nam Hoàn, dừng xe bên đường, đứng trên cầu nhìn toàn bộ thành phố Yến. Cầu Nam Hoàn được xây dựng vắt qua đường sắt, cao khoảng 15 mét, đứng trên cầu, gần như toàn bộ thành phố Yến được thu gọn trong tầm mắt. Bên dưới chân, là mạng lưới đường sắt chằng chịt và những tàu hàng dừng sát nhau, có nhiều những đường sắt không dùng tới đã bị rỉ sắt, hơn nữa cỏ dại mọc tùm. Còn có những thùng xe bỏ đi đổ sang một bên, bên trên còn có thể mơ hồ nhìn thấy chữ Đông Phương Hồng, đã loang lổ mọt rỉ, xa thêm một chút, là trạm dịch vụ vận chuyển hàng hóa của thành phố Yến. Rất nhiều công nhân đang tụ tập nói chuyện với nhau, hút thuốc kém chất lượng, uống nước bằng bình sứ, cho dù là mùa đông, nhưng mọi người hình như đều không cảm thấy giá rét, tiếng cười nói rất lớn, từ xa xa vọng lại, có một cảm giác không thật. Hạ Tưởng liền cảm thấy có một sự nặng nề khó hiểu. Thành phố Yến là một thành phố trẻ, nhưng nơi vận chuyển hàng hóa ở phía dưới cầu Nam Hoàn, lại cho người ta thấy một kiểu cũ xưa, cái vị không khí mục nát. Dường như là một người già với vẻ trầm lắng âm u. Cỏ dại khô vàng, những chiếc xe chở hàng cũ kỹ bỏ đi, đường sắt bỏ hoang, những công nhân bảo quản đường sắt ăn không ngồi rồi, phòng trực ban thấp bé, thậm chí trên tường còn có khẩu hiệu của thời kỳ đại cách mạng văn hóa vẫn chưa bị bong, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy một không khí ngột ngạt khó thở phà vào mặt. Lại nhìn lên giữa bầu trời mù mịt ở phía xa, có một bầy chim bồ câu bay qua, tiếng bồ câu bay dần dần. Vì bầu trời của thành phố Yến những ngày mùa đông cũng không sáng tỏ, tăng thêm một cảnh vật hơi có sức sống. Phía xa xa có những ông khói chụp chiếc mũ khói đen kịt mọc lên san sát, còn có mấy tòa nhà cao tầng đang xây dựng, nếu như còn nhìn tít về phía tây, có lẽ còn có thể xuyên qua bầu không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, mơ hồ mà nhìn thấy dãy Thái Hành Sơn giống như rồng nằm. Hạ Tưởng liền xúc cảm mà than thở, thành phố Yến trẻ tuổi, bây giờ nhìn giống như một cụ già đã già nua chân chậm mắt mờ. Bước đi lảo đảo, dừng lại không đi tiếp, công nghiệp nặng của thành phố cũng không phát đạt, lại có sự ô nhiễm nghiêm trọng không tương xứng. Thành phố tuy đã tiến lên bằng hành trang gọn nhẹ, nhưng lại không hiện ra sức sống đáng có. Là một trong những tỉnh thành trẻ tuổi nhất, lại không phát huy được ưu thế mà tuổi trẻ mang lại. Đồng thời là một tỉnh thành gần với thủ đô nhất, nhưng lại không vì ưu thế địa lý của chính mình, mà tạo ra những hình thức phát triển không giống bình thường. Thành phố Yến quả thực như lời bên ngoài từng nói, là một thành phố đau thương bị lãng quên. Mọi thứ của mọi thứ, bắt nguồn từ tính cách bảo thủ và lạc hậu của con người thành phố Yến. Con người thành phố Yến tự thấy đủ là sẽ thỏa lòng, lại thêm tính cách không nóng không lạnh, lại không có chí tiến thủ quá lớn. Thành phố Yến từ năm 1968 trở thành tỉnh Yến đến nay, vẫn luôn theo nhịp bước đi lên, không nhanh không chậm, vừa để không kéo chân sau của nhân dân cả nước, lại tuyệt đối không làm con chim đầu đàn. Từ trước đến giờ đều không có tiếng tăm gì mà theo sát hướng gió của thủ đô, chính sách thì lệch lạc, kinh tế thì đi xuống, từ đầu đến cuối tuân theo suy nghĩ an phận thủ thường, an phận giữa Bắc Kinh và Thiên Tân, giống như một chú mèo con ngoan hiền được chăm sóc bên cạnh hai chú hổ lớn Bắc Kinh và Thiên Tân, chưa từng đi tranh giành cái gì, càng chưa từng gây chuyện nọ chuyện kia, chỉ biết im lặng mà thuận theo. Kỳ thực vùng đất Yến Triệu, từ trước tới giờ đã có nhiều bài ca bi tráng hùng hồn. Như Kinh Kha ám sát Tần, cũng có nhiều mưu sĩ tài hoa hơn người, ví dụ như Mao Toại với, Tam Thốn Chi Thiệt, Cường Vu Bách Vạn Chi Sư, ba tấc lưỡi mạnh hơn hàng triệu quân lính. Càng có những nhân vật thét ra lửa, như Lưu Bị, Trương Phi và Triệu Vân, cùng với rất nhiều những nhân vật anh hùng nổi danh khắp thiên hạ, còn có di sản văn hóa lịch sử lâu đời, ví dụ như tứ đại sĩ tộc Thôi, Lô, Trịnh, Vương ở thời Đường, trong đó có hai đại sĩ tộc đều xuất từ tỉnh Yến. Tỉnh Yến chưa bao giờ thiếu di sản văn hóa và nền móng lịch sử, cũng không thiếu những cơ sở để trở thành tỉnh hùng mạnh,
Trên thực tế, là thiếu tinh thần hăm hở đi lên không phải tỉnh Yến, là thành phố Yến, là vài thập niên trước vẫn là một thị trấn nhỏ không có di sản của thành phố Yến. Không có gánh nặng lịch sử kỳ thực cũng là một chuyện tốt, có thể tiến lên bằng hành trang gọn nhẹ. Chẳng qua bởi vì hàng loạt nguyên nhân do con người tạo ra, toàn tỉnh Yến tràn ngập một trào lưu tư tưởng an phận thủ thường, thành phố Yến còn hơn như vậy. Hình như sau khi từ một thị trấn trở thành tỉnh thị, đã mất đi mục tiêu và động lực, người thành phố Yến tự mình cảm thấy tốt bụng, tự coi mình là người tỉnh thị, chí ít trong lòng tự có ý thức cho mình có chỗ hơn người khác. Lại có thêm tụ hội sức lực của toàn tỉnh xây dựng thành phố Yến, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, thành phố Yến đã vượt lên hẳn so với những thành thị khác mà tỉnh Yến vốn có, cho dù là diện tích hay là giá trị sản lượng đều vọt lên dẫn đầu, bởi vậy, con người thành phố Yến mất đi cảm xúc mạnh để cầu tiến. Cũng vậy, hai thành phố cách thành phố Yến gần nhất, một là thủ đô, hai là Thiên Tân, so với thành phố Yến mà nói sự chênh lệch quá lớn không có khả năng để vượt qua. Không còn mục tiêu chính là không còn động lực tiếp tục phấn đấu, thành phố Yến dựa theo quán tính vốn có, đi bộ coi như đi xe mà tiến lên. Con người thành phố Yến không lười biếng, cũng không thiếu nhân tài, cái thiếu chính là động lực để phấn đấu đi lên, một mục tiêu chung và ngắn hạn có thể thông qua nỗ lực là có thể đạt được, hoặc là nói, đã thiếu một cơ chế cạnh tranh tương ứng với sự phát triển kinh tế trước mắt. Xét đến cùng, nguyên nhân người nhiều việc ít không phải vì con người không được, là chế độ không tốt, là thể chế không tốt. Chỉ có người dám làm trước thiên hạ, lấy ra đầy đủ dũng khí và quyết tâm, phá vỡ nhiều thể chế lạc hậu, để cho rất nhiều người lao động đã rất nỗ lực nhưng không có báo đáp có được thu nhập thích đáng từ lòng hăng hái. Hạ Tường tin tưởng, những công nhân ngồi phơi nắng bên cạnh những thùng xe bỏ đi, đều sẽ đua nhau mà ra sức làm việc, chứ không giống như bây giờ, hi hi ha ha mà nói chuyện phiếm. Làm và không làm giống nhau, con người đều có tính trơ, khẳng định đều không làm. Chỉ cần có một cơ chế công bằng, người có tài thì vất vả, người vất vả thì gặt hái nhiều, khẳng định sẽ thu được hiệu quả hoàn toàn khác. Mà sự việc do con người làm ra, nếu để Hạ Tưởng làm chủ quản một lần, hắn không dám nói có thể có được sự thành đạt lớn như thế nào, có thể tạo ra những chí ến tích nhiều cỡ nào, chí ít phải ở dưới tiền để bảo đảm công bằng, trong phạm vi quyền hạn của hắn. Chế định ra cơ chế cạnh tranh người có tài thì vất vả, người vất vả thì gặt hái nhiều, bảo đảm sự công chính cơ bản nhất, mới có thể làm theo nghị định chính phủ. Mới có thể hoàn thành ý tưởng của bản kế hoạch trong tâm trí. Hạ Tưởng một khi nghĩ tới, tức khắc đột nhiên thông suốt, hiểu rõ chỗ lo lắng của Thành Đạt Tài. Hắn lập tức gọi điện cho Thành Đạt Tài, hưng phấn nói. Chủ tịch Thành, có một điểm mong ông yên tâm, nếu như ông đưa ra quyết định đầu tư vào quận mới. Tôi sẽ hết sức quan tâm, chú ý đến từng phần đầu tư của ông, không để cho bất kỳ ai gây bất kỳ trở ngại nào đối với việc xây dựng hạng mục của Đạt Tài. Thành Đạt Tài cảm thấy hài lòng mà cười. Tập đoàn Đạt Tài chưa bao giờ sợ những chướng ngại do con người tạo ra, chỉ sợ đầu tư ký lên chỗ không phải của con người. Tôi đưa ra quyết định đầu tư, một là xem nó có phù hợp với đường lối phát triển của tập đoàn hay không, hai là phải xem đối tượng hợp tác có phải là cán bộ thật tâm làm việc hay không. Chỉ có quận mới ở dưới sự chủ đạo của cậu, tập đoàn mới đưa ra quyết định đầu tư vào 100 triệu. Hạ Tưởng, quận mới có triển vọng thật, nhưng nếu không có một người chủ quản có năng lực, tập đoàn cũng sẽ không đầu tư. Bỏ điện thoại xuống, trong lòng Hạ Tưởng bỗng dấy lên một ngọn lửa hừng hực. Lời của Thành Đạt Tài là sự khẳng định rất lớn đối với hắn, cũng vô cùng tín nhiệm hắn. Thành Đạt Tài đem 100 triệu của tập đoàn Đạt Tài đi đầu tư với điều kiện tiên quyết là hắn có phải là chủ quản quận mới hay không, có thể nói là một hậu lễ nặng trình trịch. Cho dù nói ra Hạ Tưởng cũng cho rằng hắn sẽ nhận chức bí thư quận ủy đầu tiên của quận mới, hẳn là vấn đề không lớn, cho dù là trong thành phố hay trong tỉnh, cho dù là có lực cản, dưới thành tích của hắn và sự thúc đẩy của mọi người, sẽ không có sự trì hoãn quá lớn. Hóa ra vấn đề Thành Đạt Tài lo lắng là hắn có thể chủ quản quận mới hay không. Làm hắn một phen lo sợ chuyện không đâu. Nhưng Thành Đạt Tài hình như nhận định Hạ Tưởng chủ quản quận mới sẽ có trắc trở, bổ sung nói. Tôi sẽ nhắc chuyện này với Bí Thư Diệp, đầu tư 100 triệu của tập đoàn Đạt Tài sẽ hợp tác với sự chủ quản của cậu, vạn nhất xuất hiện tình hình ngoài ý muốn, cậu không thể như nguyện vọng mà chủ quản quận mới, việc đầu tư của tập đoàn Đạt Tài sẽ tạm hoãn, thậm chí là hủy bỏ. Hạ Tưởng để giữ vững niềm tin của Thành Đạt Tài, nói. Có thể chủ quản quận mới, thực hiện giấc mộng bức tranh Giang Sơn trong lòng tôi đã làm phần lớn công tác tiền kỳ. Chủ tịch Thành, tôi tin tưởng cục thế trước mắt, thuộc
Thuận Lợn tiến vào quận mới làm chủ quản, hẳn là sẽ không xuất hiện điều bất trắc nào. Thành Đạt Tài vào lúc này lại có thái độ cẩn thận lạc quan. Mọi việc đều phải suy nghĩ trước một bước mới được, tôi có một loại cảm giác, sau khi quận mới thành lập, cạnh tranh về vị trí mới có thể đặc biệt sôi nổi. Hạ Tưởng tuy luôn luôn tỏ ra khá bình tĩnh, rất ít có khi lạc quan mù quáng. Nhưng hắn đối với việc có thể làm chủ quận mới, vẫn là lạc quan quá mức rồi. Điều hắn không ngờ tới là, cuộc chiến tranh đoạt vị trí còn thảm thiết hơn những gì Thành Đạt Tài từng nói, mà hắn, lần đầu tiên trong đời cũng gặp phải sự thăng chức vô cùng hiểm nguy. Nói chuyện điện thoại xong với Thành Đạt Tài, ngày hôm sau, Hạ Tưởng đích thân chạy đến tỉnh ủy một chuyến, đem những lời của Thành Đạt Tài thuật lại cho Trần Phong, đương nhiên, đã bớt đi yêu cầu của Thành Đạt Tài là muốn đem việc hợp tác đầu tư móc nối với việc hắn làm chủ quản quận mới. Đang có quan hệ tốt với Trần Phong, cũng không thể trước mặt mà nói ra những lời hàm xúc có ý tứ uy hiếp, khuôn phép trên quan trường, vẫn phải luôn luôn tuân thủ. Trần Phong nghe xong mừng rỡ, lập tức tổ chức hội nghị ban thường vụ thành ủy tiến hành thảo luận, có được sự hứa hẹn đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, gần như có thể đảm bảo quy mô 3 năm xây dựng quận mới, trong hội nghị ban thường vụ không có tiếng phản đối. Phó Tiên Phong và Đàm Long không những ủng hộ mạnh mẽ, còn hết lòng khen ngợi tán thưởng Hạ Tưởng. Khen ngợi Hạ Tưởng là một cán bộ tốt hết lòng vì nước vì dân, là một hạt giống đáng được chăm sóc, nuôi dưỡng. Thái độ ý vị sâu xa của hai người, khiến cho Lý Đinh Sơn không khỏi nhìn thêm họ vài cái, không biết hai người họ rốt cuộc là đang có ý định gì. Cuối cùng hội nghị ban thường vụ thành ủy nhất trí đưa ra nghị quyết, hệ thống thủy lợi bao quanh thành phố và quận mới đầu năm sau chính thức khởi công xây dựng, hai hạng mục lớn hình thành báo cáo, đệ trình lên tỉnh ủy phê duyệt. Chương 514, giữ được và mất. Trung tuần tháng 12, Diệp Thạch Sinh chủ trì tổ chức hội nghị thường vụ tỉnh ủy, trải qua cuộc thảo luận rất sôi nổi, nhất trí thông qua nghị quyết, phê chuẩn đề nghị liên quan đến việc khởi công xây dựng thủy hệ bao quanh thành phố và mở thêm quận mới của thành phố Yến đệ trình, việc làm mở rộng chính sách điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, đem hai hạng mục lớn của thành phố Yến coi như là trọng điểm của tỉnh Yến mang đến trọng điểm giúp đỡ là chính sách và vốn. Từ đó, chính thức kéo màn mở đầu bước đi lên của thành phố Yến. Không lâu, thành phố Yến mời chuyên gia đến từ thủ đô cùng với nước ngoài, hướng vào quận Hạ Mã gạch dưới thành phố Yến đã chính thức chỉ thị vì quận mới vì quận Hạ Mã, hoàn toàn chọn dùng đề cử của Hạ Tưởng gạch dưới tiến hành thiết kế và quy hoạch trên toàn diện, phấn đấu nhằm làm quận Hạ Mã trở thành tổng hợp công năng hoàn hảo, các phương tiện hạng mục hoàn thiện, một quận mới hoàn mỹ thoải mái nhất cả về nơi sinh sống và làm việc. Nhận lời mời của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến, Hạ Tưởng cũng tham gia một số quy hoạch của quận Hạ Mã. Cùng lúc đó, công việc kêu gọi đầu tư vào các hạng mục của thủy hệ bao quanh thành phố và quận Hạ Mã cũng đang tiến hành hừng hực như lửa. Trải qua một loạt đấu thầu và mời thầu, cuối cùng tập đoàn Viễn Cảnh cũng trổ hết tài năng, trở thành nhà đầu tư phát triển thủy hệ bao quanh thành phố. Qua Tết Nguyên đán 2003, Ủy ban Nhân dân thành phố Yến đã xác định tập đoàn Đạt Tài, tập đoàn Viễn Cảnh, Bất động sản Giang Sơn, tập đoàn Tề Thị, công ty Sơn Thủy, bất động sản Cát Thành và bất động sản Thiên An, VV, làm nhóm nhà đầu tư đầu tiên gia nhập vào quận mới, mỗi cá thể đều đã tự xác nhận được hạng mục đầu tư. Có thể nói tốc độ triển khai công tác kêu gọi thu hút đầu tư là sự mau lẹ trước nay chưa từng có. Vì quận Hạ Mã vẫn chưa chính thức thành lập quận ủy và ủy ban nhân dân quận, nên tạm thời do Phó Chủ tịch Cao Hải chủ trì công tác kêu gọi thu hút đầu tư của quận Hạ Mã. Về việc thành lập quận ủy và ủy ban nhân dân quận, thành ủy quyết định, qua Tết Nguyên đán sẽ chính thức đưa ra thảo luận. Kỳ thực từ sớm khi trong thành phố quyết định thành lập quận Hạ Mã, rất nhiều người nghe tin đều lập tức hành động, nghe ngóng biên chế và tổ thành của quận Hạ Mã. Thành phố Yến làm thành phố phó tỉnh, khu trực thuộc thành phố là biên chế cấp phó sở. Thành phố Yến và tỉnh Yến không thiếu chính là một số lớn cán bộ cấp phòng, bỗng nhiên có một cơ hội tốt cực lớn bày ra trước mắt. Có ai không có những dao động trong lòng? Nếu không có thì không phải là người trong quan trường, mà là kẻ ngốc. Vô số người hao tốn tâm tư khắp nơi nghe ngóng nội tình, không những một số lớn cán bộ cấp phòng tự nhận có đủ tư cách đi lại khắp nơi, đến cả một số cán bộ cấp phó tỉnh đang không hài lòng với vị trí hiện tại, cũng lay động tâm tư, muốn xê dịch vị trí, cũng tới tấp sử dụng bản lĩnh nhà nghề, cầu xin nhờ và người khác, đều muốn ở trong quận ủy và ủy ban nhân dân quận, mong có được chức quan nho nhỏ. Thậm chí đến cả một số cán bộ cấp phó phòng, tự biết không thể vào trong hội nghị thường vụ,
cũng muốn làm một phó chủ tịch quận hoặc là một người đứng đầu trong một bộ phận quan trọng. Tóm lại chỉ cần miễn cưỡng với tới được người có thâm niên, bất kể là hao tốn bao nhiêu tâm tư, cân nhắc nên tặng quà cho lãnh đạo nào, tặng bao nhiêu thì phù hợp, v.v.v, đều tổn hao tâm trí nặng. Nhưng dù có tổn hại tâm trí cũng phải đi tranh đi cướp, cơ hội rất hiếm có, đột nhiên có nhiều ra vô số vị trí cấp phó phòng, cấp phòng và cấp phó sở, nếu là trước đây, là những việc không dám tưởng tượng. Dù sao vị trí trong thành phố và trong tỉnh có hạn, người lại quá nhiều, đánh vỡ đầu cũng không đoạt được một chỗ. Hiện tại thì khác, Vô Cớ lại thừa ra một cơ chế của quận, một cái bánh ngọt to như thế, đương nhiên phải cướp đến đầu rơi máu chảy. Hơn nữa sau khi quận Hạ Mã thành lập, không những chính sách của thành phố Yến siêu vẹo, còn có sự giúp đỡ về vốn của tỉnh Yến, trên cơ bản chỉ cần vào hội nghị thường vụ của quận Hạ Mã, là tương đương với nhặt được một chính tích dày cộp. Quả thực là một đại sự tốt từ trên trời rớt xuống, chỉ cần có thể vào, thì sẽ được phân tới nơi. Lợi ích trước mặt, ai ai cũng có phần, cần thiết phải cướp, không trách móc không cướp, cướp được hay không được thì sẽ nói tiếp. Nhưng không cướp, thì mãi mãi không có cơ hội. Vì thế thành phố Yến thậm chí là toàn tỉnh Yến hễ có quan hệ với cán bộ có cấp bậc tương ứng, đều có vô số những ý tưởng không an phận. Tất cả mọi người đều biết, thành phố Yến đưa ra quyết định qua Tết Nguyên đán tiếp tục thảo luận nhân sự, không còn nghi ngờ là một nước cờ hay, chính là muốn cho mọi người có thời gian để hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán. Thậm chí có người còn ác ý mà đoán rằng, tốt rồi, Tết Nguyên đán này, lại có không ít người đón Tết vô cùng phong phú vô cùng giàu có rồi, nhận quà cũng nhận đến rút gân tay. Có một ý tưởng khác so với rất nhiều cán bộ đang trăm phương nghìn kế chuẩn bị tặng quà, làm một người khởi xướng như Hạ Tưởng, lại một chút cũng không rối ren. Sau khi nghỉ Tết Nguyên đán, hắn chỉ gọi điện thoại cho Trần Phong và Hồ Tăng Chu, cùng với một số người quen thuộc khác trong thành ủy, trước tiên là để chúc Tết, sau đó nói vài câu chuyện nhẹ nhàng, đến nhắc tới thôi cũng không nhắc tới vấn đề nhân sự quan trọng của quận Hạ Mã. Bởi vì Hạ Tưởng biết, từ thời khắc hắn thúc đẩy việc thành lập quận Hạ Mã, hắn đã có đủ phân lượng trong mắt Trần Phong và Hồ Tăng Chu rồi, đồng thời, đã treo một chiếc móc ở trong lòng của Diệp Thạch Sinh. Hắn cũng hiểu rõ tính nết của Trần Phong và Hồ Tăng Chu, không phải là cán bộ đặc biệt ham của, tính nguyên tắc rất mạnh, biết được việc nào nên làm việc nào không nên làm. Hơn nữa cấp bậc của họ tới bây giờ, trọng danh tiếng trọng tiền đồ hơn trọng của cải. Diệp Thạch Sinh thì càng không cần phải nói rồi, ông ta cho dù là bí thư tỉnh ủy, nhưng vấn đề nhân sự của quận Hạ Mã là trong quyền hạn của thành ủy, ông ta không trực tiếp nhúng tay vào thành phố Yến, rất dễ gây ra sự phản cảm của Trần Phong. Hơn nữa nói đến cùng chỉ là một khu trực thuộc thành phố thuộc cấp phó sở, cũng không đáng để ông ta lo lắng. Hạ Tưởng còn biết, để trốn tránh một số ân tình không cần thiết, Diệp Thạch Sinh đã quyết định lên thủ đô ăn Tết. Còn sự việc ở các mặt khác, Hạ Tưởng càng không cần phải quan tâm, những chỗ cần gọi điện hắn đã gọi đến, cần tặng một chút tấm lòng cũng đã tặng, nên dự định êm đềm mà đón một cái Tết vui vẻ, bởi vì hắn biết, năm mới năm sau, trong nhà sẽ nhiều hơn một nhân khẩu. Khẳng định sẽ vô cùng ầm ĩ. Đáng tiếc, sự việc lại không được như Hạ Tưởng mong muốn, trước tiên là cha mẹ vì trọng điểm giữ gìn cho Tào Thù Lê, muốn họ không trở về thị trấn Đan Thành, mà lên thành phố Yến ăn Tết. Kỳ thực Hạ Tưởng hiểu rõ ràng là ăn Tết, nhưng trên thực tế là thăm Tào Thù Lê, thực tế hơn chút nữa, là cha mẹ nóng lòng có cháu, muốn thăm cháu trai hay cháu gái tương lai, lệnh của cha mẹ không thể không tuân theo, Hạ Tưởng chỉ biết nghe lời. Thứ hai là, phu nhân Tào Vĩnh Quốc vốn đã hứa là sẽ ở nhà 2 ngày, trong lúc vô ý mà nhắc tới chuyện Tào Thù Lê có thai, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê vốn đã thương lượng với nhau tạm thời chưa báo với phu nhân Tào Vĩnh Quốc, dự định qua Tết sẽ nói, để tránh bớt rối ren cho mọi người, kết quả là khi cô bé nói chuyện điện thoại với Vương Vu Phân đã bị một Vương Vu Phân dày dạn kinh nghiệm nghe ra gạch dưới, họ cũng chỉ quyết định về thành phố Đan 1 ngày. Sau đó phải ở nhà trên thành phố Yến 3 ngày. Được rồi. Hạ Tưởng bi thương mà nghĩ, Tết âm lịch năm nay, khẳng định sẽ không được yên tĩnh. Hắn còn dự định cùng cô bé bay một chuyến về Hải Nam, trở về quê cũ du lịch một lần, sau đó tìm một nơi yên tĩnh mà ở lại vài ngày. Đương nhiên, trong sự tính toán một chiều của hắn, còn phải lên thủ đô ở 2 ngày, cùng hợp mặt với con trai, chỉ đáng tiếc là, những vấn đề mới của cha mẹ hai bên phát sinh đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn bị nhỡ hết rồi. Nhân sinh trên đời. Hiếu thuận với cha mẹ là chuyện quan trọng đầu tiên. Cái gọi là hiếu thuận, chính là thuận theo, Hạ Tưởng đã tiếp nhận sự sắp đặt của cha mẹ, bắt đầu bắt tay chuẩn bị mua sắm hàng Tết. Hắn lười đi mua sắm,
lại không muốn Tào Thù Lê phải động chân tay, liền sai Tào Thù Quân đi mua. Tào Thù Quân có được sự bảo đảm về tiền tiêu vặt của Hạ Tưởng, đã cùng với bạn gái của y là Mộng Thủy Giao cùng nhau hứng thú mà đi. Tào Thù Lê rất không hài lòng với một số phương pháp làm việc của Hạ Tưởng, bởi vì Hạ Tưởng chỉ cần giơ tay là đưa cho Tào Thù Quân 5.000, mà cô đã dặn những đồ cần mua nhiều lắm chỉ hết 3.000, chính là nói Tào Thù Quân chỉ cần dùng thời gian nửa ngày đã kiếm được 2.000. Cô bé liền trách Hạ Tưởng quá chiều Tào Thù Quân rồi. Hạ Tưởng vô cùng hiểu hoàn cảnh khó khăn trước mắt của Tào Thù Quân, nói. Thù Quân bây giờ đang trong thời gian yêu đương, tuy không thể chiều nó tiêu tiền phung phí, nhưng cũng phải để nó ít nhiều có chút tiền, đàn ông có tiền mới có niềm hăng say. Nói rồi, lại nghĩ đến Mộng Thủy Giao hoạt bát thích cười, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mộng Thủy Giao là bạn gái thứ mấy của Tào Thù Quân nhỉ? Anh thấy cô bé cũng không tồi, cẩn thận, hoạt bát, lại có giáo dục, tốt hơn nhiều so với những cô bạn trước đó của nó. Cách nhìn của nó trước đây thật sự là rất kém, tìm những cô bạn đều nhìn thấy thân phận công tử bí thư thành ủy của nó, đều muốn ngồi mắt ăn bát vàng. Biết người biết mặt không biết lòng, Mộng Thủy Giao có tốt thật như anh nói không? Em thấy chưa chắc, cô bé không hoàn toàn tán thành với cách nhìn của Hạ Tưởng. Em thấy cô ta quá cẩn thận rồi, anh cũng biết. Càng là những cô gái cẩn thận, càng có tâm địa, Thù Quân không có tâm cơ gì, không rơi vào cái cạm bẫy dịu dàng mới tốt. Đúng đấy, anh phải nhắc nhở nó một chút, không để nó dẫm lên bước chân của anh. Hạ Tưởng nghiêm trang nói. Được chấm ans, ý của anh là ban đầu do em dụ dỗ anh trước phải không? Anh có giỏi thì nói lại lần nữa em xem nào. Cô bé rất dễ thương mà xông vào Hạ Tưởng nói. Hạ Tưởng với vẻ mặt bình tĩnh xua xua tay. Lời hay không nói hai lần. Anh, thấy em không xử lý anh. Cô bé làm thế muốn đánh, Hạ Tưởng liền lấy đệm tựa lưng ra đỡ. Cốc cốc, thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Đã là 28 tháng chạp rồi, có thể là ai chứ? Hạ Tưởng liền đi mở cửa, cánh cửa mở ra, có hai ba người đàn ông vạm vỡ không quen biết đứng trước cửa, ai ai cũng mang vẻ mặt gay gắt, vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền hỏi. Xin hỏi, anh là Hạ Tưởng phải không? Hạ Tưởng sửng sốt, người nào mà khí thế như vậy? Nói chuyện cứng đanh đanh, hơn nữa thái độ rất cứng nhắc. Cho dù có chút không hài lòng, hắn vẫn gật đầu nói. Là tôi đây, xin hỏi các anh có chuyện gì quan trọng sao? Mấy người nghe thấy liền thay đổi nét mặt, ai ai cũng vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nói. Xin chào anh Hạ Tưởng, chúng tôi nhận sự ủy thác của một người đến tặng quà Tết cho anh. Nói chuyện giống như trò ảo thuật. Mấy người quay người và nhấc một cái thùng ở phía sau lên, không nói một lời mà mang vào trong cửa. Hạ Tưởng vẫn chưa hỏi rõ là chuyện gì, mấy người đã rất nhanh nhẹn mà đặt đồ xuống, để lại một tấm phiếu rồi đi luôn. Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, món quà này đưa tới, lúc đầu khiến người ta giật mình, sau đó khiến người ta kinh ngạc, ai lại có sáng ý như thế. Trên tấm phiếu có ghi mấy chữ? Món hàng Tết nho nhỏ không bằng kính ý, lão tặc. Biệt hiệu của Phùng Húc Quang là lão tặc. Hạ Tưởng bật cười khanh khách, Phùng Húc Quang sao mà còn muốn làm cái trò đột nhiên tập kích như thế này, còn mang đến sáng kiến tốc độ người đi tặng quà bắt ép, chỉ có gã ta. Cười cười, Hạ Tưởng liền gọi điện cho Phùng Húc Quang, cười mắng vài câu. Khiến Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng nhất là, tuy quan hệ hiện tại giữa hắn và Mã Vạn Trinh không nóng không lạnh, nhưng tình cảm giữa hắn và Phùng Húc Quang một chút cũng không bị ảnh hưởng. Kiểm lại một chút món hàng Tết mà Phùng Húc Quang gửi tới, thứ nên có đều có, không nên có cũng có, vội vàng gọi điện cho Tào Thù Quân, bảo y không phải mua thêm đồ gì nữa, nếu không ăn không hết sẽ rất lãng phí. Điện thoại của Hạ Tưởng cũng vừa hợp với ý của Tào Thù Quân, hắn từ chối thì đã bất nhã liền đem toàn bộ 5.000 cho đi. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, thân là anh rể, sự quan tâm của hắn đối với Tào Thù Quân quả thực là không đủ, cũng rất ít khi cho y tiền tiêu vặt. Coi như tiền mừng tuổi năm mới là được rồi. Khiến Hạ Tưởng không thể ngờ tới đó là, món quà Tết của Phùng Húc Quang đã mở ra một sự khởi đầu tốt, hắn vừa nói với Tào Thù Lê vài câu, đã bắt đầu có người nườm nượp không ngớt mà đến biếu quà. Đầu tiên là Trung Nghĩa Bình. Trung Nghĩa Bình bởi vì sự đề cử mạnh mẽ của Hạ Tưởng, mới tới được huyện An nhận chức bí thư đảng ủy xã, ủy viên thường vụ, có thể nói một bước mở ra cánh cổng lớn của con đường làm quan chân chính. Sự cảm kích của gã đối với Hạ Tưởng khắc ghi bên trong, không dám phơi bày, vừa được nghỉ Tết đã biếu quà chúc Tết Hạ Tưởng.
Quà biếu của Trung Nghĩa Bình là hai chai rượu ngon và hai cây thuốc ngon, còn có 20.000 tiền mặt. Hạ Tưởng nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của gã, cười nói. Sau này ông còn nghĩ tặng tiền cho tôi, thì đừng có bước vào cửa nhà tôi nữa nhé. Tôi giúp đỡ ông, là vì nghĩ ông là người có thể làm được việc, chỉ cần dùng tâm làm việc, không cần phải nghĩ báo đáp tôi cái gì, tôi nhìn thấy bằng mắt là vui rồi. Trung Nghĩa Bình xấu hổ mà cầm tiền lại, ái ngại nói. Tôi cũng nghĩ không ra làm thế nào để bày tỏ được sự biết ơn của tôi cũng biết anh không thiếu tiền cũng không phải người ham của .sau này xin hãy xem hành động của tôi. Tiến bước Trung Nghĩa Bình, ba người Lý Hồng Giang và Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ cùng xuất hiện. Giữa ba người họ và Hạ Tưởng thì quen thuộc hơn, cũng tùy ý không ít, đều mang đến những quả biếu thường ngày. Lý Hồng Giang và Tôn Hiện Vĩ lại có một quả biếu quý trọng khác, đem tới một cái tên rất hay tặng cho cháu bé tương lai. Hạ Tưởng từ chối không được, lại cũng không thể quá cứng nhắc mà cự tuyệt hai người họ, chỉ đành cố gắng gượng mà nhận lấy. Cũng may cũng không phải là món quà đặc biệt đắt tiền gì, cũng không xem là làm tổn hại đến tình cảm bạn bè. Tôn Hiện Vĩ thấy Hạ Tưởng nhận quà, liền vui mừng. Anh nhận là khiến tôi yên lòng rồi, biết bước tiếp theo sẽ cố gắng mưu lợi cho bất động sản Giang Sơn, đương nhiên, vẫn còn bất động sản Thiên An của tôi. Lý Hồng Giang cũng nói. Lãnh đạo cũng đừng quên chuyện của tôi nhé, cũng vừa lúc Tết đến, gặp các lãnh đạo lớn thì nói giúp, thời gian tôi ở công ty xây dựng số 2 cũng không ngắn nữa rồi, kinh nghiệm cũng có nhiều, hì hì. Hóa ra Lý Hồng Giang không yên tâm chuyện gã lên làm tổng giám đốc ở công ty xây dựng số 2, Hạ Tưởng liền cười. Không cần gấp gáp, có nhiều sự việc phải nước chảy thành sông mới không đột ngột dâng cao, tôi sẽ bớt thời gian mà nói chuyện với Chủ tịch tỉnh Tống. Tống Triều Độ phân công quản lý ủy ban xây dựng tỉnh. Lý Hồng Giang lập tức vui vẻ ra mặt. Tôi biết, không phải sợ lãnh đạo ngày thường bận việc, một chút chuyện nhỏ của tôi quay đầu là có thể quên phải không? Ý trong lời ngoài của Lý Hồng Giang không còn tùy ý như trước đây nữa rồi, hơn nữa một lãnh đạo hai lãnh đạo gọi thật là thân thiết. Người ngoài là người ngoài, người trong nhà là người trong nhà, chuyện của các anh tôi đều để ở trong lòng, chạy không thoát được. Hạ Tưởng một là không thích làm ra vẻ, hai là cho dù chức vụ có cao tới đâu, cũng cần phải ở đoàn thể và thân tín của mình, trước mặt người trong nhà, không cần phải nói những lời giấu giếm, nếu không làm người sẽ quá mệt rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cuối cùng Lý Hồng Giang và Tôn Hiện Vĩ đều rất hài lòng mà ra về. Nhìn thời gian, đã là 11 giờ trưa rồi, được, cả buổi sáng không được yên tĩnh, cô bé liền cười Hạ Tưởng. Anh mới là một cán bộ cỡ nào, mà càng ngày càng có giọng quan thế, em sắp không nhận ra anh rồi. Hạ Tưởng liền ôm chặt lấy eo của cô, để tay đặt lên bụng dưới mềm mại của cô, nói. Em không nhận ra, người ở trong này nhận ra là được. Hai người đang lúc vui đùa, liền nghe thấy có người gọi cửa, Hạ Tưởng bất đắc dĩ, vừa đứng dậy vừa nói. Tết năm sau, được nghỉ là chúng ta sẽ đi du lịch, xem còn có ai đến biếu quà. Vừa mở cửa liền ngây người ra, một con gấu bông lớn đứng trước cửa. Quần tuyết nhung, áo tuyết nhung, còn có giày tuyết nhung, một chú gấu bông đồ chơi biết đi, cách ăn mặc của Tống Nhất Phàm đã hoàn toàn có thể gọi là gấu bông rồi. Nhưng nếu thật sự là Hạ Tưởng đánh giá, thì bộ dạng gấu bông của Tống Nhất Phàm ngược lại rất đáng yêu. Tống Nhất Phàm vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền vội vàng hỏi. Anh Hạ, nhanh nói xem, bộ y phục này có đẹp không? Cha nói quá xấu. Em nghĩ em và cha có chút khác biệt, anh đứng trên lập trường khách quan công chính, phát biểu một chút về cách nhìn của anh đi. Tống Triều Độ đứng sau Tống Nhất Phàm, cười không nói. Hạ Tưởng liền quan sát Tống Nhất Phàm một lượt từ trên xuống dưới, bình phẩm từ chân tơ kẽ tóc mà nói. Cũng được, có sáng kiến, nhưng chỉ là quá khác biệt thôi, đối với nhiều người mà nói, cần phải có một quá trình tiếp nhận. Tống Nhất Phàm phấn chấn, rất nhanh nhảy vào trong cửa. Xông về phía Tào Thù Lê mà la lên. Chị dâu, chị xem em có giống chú gấu bông không? Tống Nhất Phàm hỏi Tào Thù Lê thì hỏi đúng chỗ rồi, bởi vì Tào Thù Lê thích búp bê gấu bông nhất, cô ấy giống như một đứa trẻ, kéo tay Tống Nhất Phàm mà cười không ngừng. Hạ Tưởng không để ý tới sự ầm ĩ của hai người họ, mời Tống Triều Độ vào thư phòng, trước tiên nói một chút về chuyện ở quận Hạ Mã. Tống Triều Độ cũng biết ý tưởng thực sự của Hạ Tưởng. Cũng tán thành hắn đi quận Hạ Mã. Nên làm một số việc cụ thể rồi,
công việc của tổ lãnh đạo sau này cũng không có tính sáng tạo quá lớn, khó khăn tiền kỳ đã bị cậu khắc phục rồi. Quận Hạ Mã là một cơ hội tốt, nếu biết lợi dụng, làm một khóa bí thư, 30 tuổi thăng lên giám đốc sở không thành vấn đề. Dừng lại một chút, ông lại cảm xúc mà nói. Tiểu Hạ, bước chân của con rất chắc chắn, còn cứng cáp hơn nhiều so với chú trước đây. Khi chú còn trẻ đã trải qua hai lần đề bạt đặc cách, nhưng sau khi lên đến phó tỉnh, lại yên lặng mất 2 năm. Một mất một còn, cũng khiến chú thu hoạch không ít. Đối với lý lịch của Tống Triều Độ, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ một ít, biết được ông ta từng trải qua từ cấp phòng đến sự đề bạt đặc cách lên trưởng phòng. Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, trong nước quả thực có không ít lượt đề bạt đặc cách, cũng không xem là quá bất ngờ. Tống Triều Độ mỉm cười, lại nói. Đề bạt đặc cách đôi khi cũng không phải là chuyện tốt, đường vẫn phải từng bước cẩn thận mà đi, chờ sau khi con nhận chức phó giám đốc sở, ngồi trên vị trí cấp sở nhất định phải rèn luyện vài năm, đừng vội thăng chức lên phó tỉnh. Cấp sở rất quan trọng, phải bồi dưỡng được cái nhìn đại cục, nâng cao trình độ lý luận của bản thân, lên đến cấp phó tỉnh, mới có được nền móng ổn định. Hạ Tưởng biết Tống Triều Độ đang truyền dạy cho hắn cái đạo làm quan, nên từng chút một ghi tạc trong lòng. Cứ nói, Tống Triều Độ vừa chuyển đề tài, đột nhiên nói ra một tin tức khiến Hạ Tưởng vô cùng khiếp sợ. Cục thế trong tỉnh, năm sau có thể có chút biến đổi. Đoan Đài phải điều đi, đến tỉnh Tây nhận chức chủ tịch tỉnh. Chủ tịch tỉnh tỉnh Tây, Hạ Tưởng lấy làm kinh hãi. Điều khiến Hạ Tưởng giật mình không phải là sự lên chức của Hình Đoan Đài, mà là vị trí chủ tịch tỉnh tỉnh Tây không dễ làm. Bây giờ vẫn chưa thi hành hỏi trách nhiệm, từ năm sau trở đi. Ở trong nước sẽ dần dần thực hiện rộng rãi việc hỏi trách nhiệm. Mà tỉnh Tây là một tỉnh lớn về sản xuất than, sau đó vài năm, tai nạn mỏ xảy ra không ngừng, liên tiếp có vô số chủ tịch thành phố tự nhận lỗi từ chức, sau lần tai nạn mỏ cỡ lớn làm kinh động toàn quốc, chủ tịch tỉnh tỉnh Tây lúc bấy giờ cũng không thể không tự nhận lỗi từ chức, trở thành một trong những cán bộ cấp cao nhất tự nhận lỗi từ chức ở trong nước từ trước tới nay. Chương 515, lựa chọn lưỡng nan. Hình Đoan Đài đi tới tỉnh Tây đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh, quả thật là một bước tiến lớn, vụ án Chu Kỷ Nguyên đã mang tới cho lý lịch của ông một chiến tích lớn, nên được Ủy ban Kỷ luật Trung ương thông báo khen ngợi. Lên tới chủ tịch tỉnh chủ quản một phương là chuyện tốt, nhưng không cẩn thận sẽ bị tai nạn hầm mỏ xuất hiện liên tiếp làm liên lụy, dù không bởi vậy mà vứt bỏ tiền đồ, cũng sẽ bị mất điểm rất lớn về chính trị. Căn cứ mối quan hệ từ trước tới giờ vẫn khá tốt với Hình Đoan Đài, Hạ Tưởng do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói, tỉnh Tây là tỉnh mạnh về sản xuất than, nhưng tai nạn mỏ thường xuyên. Ở trước kia không có thì phong tỏa tin tức được, nhưng hiện tại truyền bá càng ngày càng phát đạt, một khi có việc thì trong một đêm thiên hạ đều biết. Sau khi Bí Thư Hình làm chủ tịch tỉnh, nếu có thể mạnh mẽ chỉnh đốn việc sản xuất an toàn của mỏ than, cũng là chuyện tốt lợi quốc lợi dân. Tống Triều Độ nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, gật đầu nói. Cậu trẻ tuổi hơn chúng tôi. Đối với những sự kiện mới nổi tiếp thu cũng nhanh hơn, về sau thực sự sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Hạ Tưởng gật đầu, khẳng định nói. Căn cứ vào dự đoán từ ngoài nước, sẽ trở thành một trong 4 phương tiện truyền thông lớn sau TV, radio và báo chí, có tính nhanh chóng và tính truyền bá không gì sánh kịp. Theo ý cháu, ở phương diện thông dụng của, trong nước đã đi lên hàng đầu của thế giới, về sau theo từng bước thông dụng và phổ biến rộng rãi của máy tính. Người dùng trong nước sẽ tăng trưởng mạnh. Chủ tịch Tống có thể theo việc người sử dụng di động tăng trưởng rất nhanh, sẽ có được một kết luận tương đồng. Giọng nói từ bên ngoài của Tống Nhất Phàm vang lên. Con đã nói, cha rất lạc hậu, anh Hạ và con mới là cùng loại. Con bây giờ lên mạng hàng ngày, xem tin tức cũng xem ở trên mạng. Hừ, con dám nói bộ quần áo gấu bông của con là khó coi, thực không có khả năng quan sát mà. Tống Triều Độ lắc đầu mỉm cười. Con cái càng lớn càng khó quản, con bé này, càng ngày càng không ra thể thống gì cả, toàn làm trái ngược với chú. Mẹ nó trước Tết không về, qua Tết mới về được, hiện tại chú thành người cha chuyên chức, ha ha. Sau khi cười xong, Tống Triều Độ lại nói. Gần đây lão sử thân thể không tốt lắm, cháu bất thời giờ đến thăm một chút. Hạ Tưởng đồng ý, hắn quả thật đã một thời gian không có đi thăm hỏi lão sử rồi. Người già tuổi cao, mùa đông rất dễ sinh bệnh. Lại nghĩ tới vấn đề người kế nhiệm sau khi Hình Đoan Đài đi. Liền hỏi Tống Triều Độ. Bí thư Ủy ban Kỷ luật mới nhậm chức không biết sẽ từ nơi nào điều đến. Vẫn chưa quyết định, lúc nói là phải từ thủ đô xuống,
lúc nói là phải từ miền Nam điều đến, dù sao ý của thủ đô không muốn để bạt ngay tại chỗ. Tống Triều Độ không hề gì mà cười cười, xua tay nói. Việc đi hay ở của Đoan Đài, đối với thế cục trong tỉnh ảnh hưởng không lớn, điều chú lo lắng chính là sự thay đổi thế cục trong thành phố. Hạ Tưởng giật mình không ít. Thành phố Yến sẽ có thay đổi gì? Chú cũng vừa mới nghe được tin tức, khả năng Ủy ban Kỷ luật Trung ương có ý điều Tần Thác Phu vào thủ đô. Hạ Tưởng lại chấn động. Bí thư Tần đi Ủy ban Kỷ luật Trung ương, có thể có vị trí tốt nào chứ? Đột nhiên phải điều động hai cấp bí thư Ủy ban Kỷ luật của thành phố Yến và tỉnh Yến, là bất mãn hay là vừa lòng với công tác phản hủ của thành phố Yến và tỉnh Yến? Bất mãn, hình Đoan Đài và Tần Thác Phu rõ ràng là thăng lên một bước. Vừa lòng, đồng thời điều động hai cấp bí thư Ủy ban Kỷ luật, khó tránh khỏi việc sẽ làm cho người ta có quá nhiều ý tưởng và những suy đoán không tốt. Thế cục của tỉnh Yến trầm lặng không quá một năm, lại gia tăng lên một ít biến số. Tống Triều Độ cũng ít nhiều có chút lo lắng. Phỏng chừng hai cấp bí thư Ủy ban Kỷ luật của tỉnh thành, Ủy ban Kỷ luật Trung ương đều có thể nhúng tay và điều người đến. Đại án tham ô liên phát ở tỉnh Yến, khả năng đối với hệ thống Ủy ban Kỷ luật của tỉnh Yến, bên trên cũng không yên tâm. Quyết định sách lược của bên trên, không thể nói cho tỉnh Yến cái dụng ý thực thụ, chính là muốn lưu cho bên dưới không gian tưởng tượng, tài năng biểu hiện ra bằng sự thăng bằng ở mặt trên. Sau khi trầm mặc một chút, Hạ Tưởng thừa cơ nói ra chuyện của Lý Hồng Giang. Tống Triều Độ nghe xong, chỉ gật gật đầu, không nói gì, hiển nhiên trong lòng hiểu rõ. Chức phụ là một thành viên của công ty xây dựng thuộc hệ thống Ủy ban xây dựng, đối với Tống Triều Độ thân là Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy mà nói, chỉ là chuyện một cuộc điện thoại. Thảo luận xong về thế cục trước mắt, Tào Thù Lê tiến vào hỏi buổi trưa ăn cơm ở đâu, Tống Triều Độ hơi trầm ngâm, nói. Đi ra ngoài ăn, đã lâu không cùng nhau tụ tập rồi. Hạ Tưởng tâm huyết dâng trào, đột nhiên đề nghị. Không bằng gọi điện thoại hỏi lão sử, nếu thích hợp, chúng ta mời lão sử đến ngồi cùng, như thế nào hả? Tống Triều Độ gật đầu đồng ý. Cháu gọi điện thoại đi, ở trước mặt lão sử, thể diện của cháu nhiều hơn chú. Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại, vài phút sau buông điện thoại xuống, kích động nói. Lão sử mời chúng ta trực tiếp đến nhà. Hai nhà là 5 người, vừa khéo ngồi đủ một chiếc xe. Đi đến thẳng nhà lão sử. Trên đường, Tống Nhất Phàm bỗng nhiên nhớ tới lão cổ, liền hỏi Hạ Tưởng. Lão cổ mùa đông luôn luôn ở tại thủ đô, Hạ Tưởng vốn định năm mới bất thời giờ đến thăm ông ấy một chút, vừa nghĩ tới Tết năm nay có quá nhiều việc, liền tạm thời bỏ đi ý định đấy, dù sao qua Tết sẽ phải lên thủ đô ở một thời gian, đến lúc đó có thời gian tụ tập cùng lão cổ. Cổ Ngọc cũng về tới thủ đô, lúc đi rất vội vàng, Hạ Tưởng vốn định tiễn cô, cũng không kịp. Vừa lúc Tống Nhất Phàm hỏi, hắn liền nói thêm vài câu. Tống Nhất Phàm nghe nói Hạ Tưởng sang năm muốn đi thủ đô một thời gian, liền vô cùng hâm mộ nói. Làm một người đàn ông đã kết hôn lại hưởng thụ đãi ngộ như người chưa kết hôn, anh Hạ, anh thật sự là quá hạnh phúc rồi. Hạ Tưởng không khỏi đổ mồ hôi, bây giờ học sinh cấp 3 cũng quá lợi hại, chẳng những cái gì đều biết, đến cái gì đều dám nói, thật sự là trưởng thành sớm đến sợ cả người. Hắn không khỏi trừng mắt liếc nhìn Tống Nhất Phàm một cái, hung hăng nói. Không nên nói lung tung, con nít, em thì biết cái gì? Cái gì mà con nít, em đã là người trưởng thành rồi, còn nói em biết cái gì? Em cái gì mà không biết? Tống Nhất Phàm không phục mà đáp. Em còn biết hoa hồng trắng hoa hồng đỏ, em còn biết đàn ông loại 1 ra ngoại có da, đàn ông loại 2 ra ngoại có hoa, đàn ông loại 3 tan ca về nhà, đàn ông loại 4 tan ca không có nhà. Tống Triều Độ giận dữ nói. Nói bậy bạ gì đó. Tống Nhất Phàm tủi thân. Ba tức giận cái gì chứ? Xã hội hiện thực chính là như thế, con chẳng qua nói thật mà thôi, cũng không phải nói ngoa. Một câu nói làm Tống Triều Độ cứng họng, Tào Thù Lê liền vội hòa giải. Nhất Phàm, đừng học con trai nói bậy, con gái chúng ta phải có nguyên tắc của mình. Phải nói đàn ông hư hỏng loại 1 bên ngoài nhà có nhà, đàn ông hư hỏng loại 2 bên ngoài nhà có hoa. Đàn ông tốt loại 1, tan ca về nhà. Nói chuyện, còn có ý mà như vô ý liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng vốn còn định muốn nói thêm điều gì, liền vội vàng ngậm miệng, tập trung mà lái xe. Tới nhà lão sử, Sử Khiết nhiệt tình mà đi ra nghênh đón. Cách ăn mặc giống gấu bông của Tống Nhất Phàm làm Sử Khiết cứ nhìn nhìn, vừa tò mò lại cảm thấy thú vị.
Lý Đình Sơn cũng vui cười hớn hở mà đứng ở cửa chờ mọi người. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy lão sử đang ngồi ở phòng khách đọc báo, bên cạnh có một cậu bé 13-14 tuổi, vừa trắng vừa gầy, gương mặt cực kỳ giống Lý Đình Sơn, không cần phải nói, chính là Lý Cương con trai của Lý Đình Sơn. Lý Cương ít nói lại xấu hổ, thấy mọi người đi vào, chỉ có ngẩng đầu mỉm cười, lại vùi đầu đọc sách. Vừa đọc được mấy trang sách, dường như mới chú ý tới bộ dạng của Tống Nhất Phàm, không tự chủ được lại ngẩng đầu nhìn Tống Nhất Phàm vài lần, trong đôi mắt hiện lên một chút hào quang. Tống Nhất Phàm lại không thèm nhìn tới Lý Cương dù là một cái, lại có hứng thú với cây gậy trống trong tay lão sử, cầm lấy xem mãi không thôi. Lão sử đối với Tống Triều Độ không nóng không lạnh, còn với Tống Nhất Phàm lại vô cùng yêu thích, không phiền mà trả lời những vấn đề trăm hình ngàn vẻ của Tống Nhất Phàm. Nhìn một già một trẻ vui vẻ với nhau, Lý Đình Sơn cũng cười. Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé. Lão sử không muốn ra ngoài ăn cơm, cứ để cho sử khiết xuống bếp là được rồi. Ba người đi ra sân sau. Mùa đông, trong sân cũng không có cảnh trí gì, ngoại trừ khô héo suy sụp, chỉ có mấy bồn hoa tươi ở bên trong nhà còn nở được tươi đẹp, thời tiết rất lạnh, ngay cả cây sồi xanh cũng vì giá lạnh mà mất đi sắc thái. Cũng may ba người không có ai là có ý thưởng thức cảnh tao nhã, cũng không thèm để ý đến những cây cỏ khô bên dưới chân, mà chỉ nói về thế cục trước mắt và bước tiếp theo của Hạ Tường. Tiểu Hạ đảm nhiệm chức bí thư quận Hạ Mã là vấn đề không lớn, tôi và bí thư Trần cũng đã nói về chuyện này, đến lúc đó cho dù có đám người của Phó Tiên Phong phản đối, nhưng có sự đề cử của ban tổ chức cán bộ, có bí thư và chủ tịch thành phố gật đầu đồng ý, hội nghị thường vụ cũng có thể buộc phải thông qua. Lý Đình Sơn vô cùng kỳ vọng một ngày Hạ Tường có thể nắm chính quyền một vùng. Khó đấy, nói chung là phải thấy được ngày cất đầu lên hết khổ của Tiểu Hạ, xem như là một chuyện vui. Chính thức lên phó sở, là tương đương với một bước quan trọng. Làm đủ một khóa trên vị trí bí thư, sau khi đã đủ về quá trình công tác, sẽ tiếp tục thăng lên chính sở. Về sau Tiểu Hạ có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Lý Đình Sơn ít nhiều có chút xúc động. Ông chưa từng ngồi trên vị trí ở phó sở, đề bạt đặc cách tuy rằng không tồi, nhưng ông về sau muốn lên phó tỉnh, sẽ vô cùng gian nan, đến lúc đó khẳng định sẽ có người nói việc ông chưa trải qua phó sở, nói ông quá trình công tác không đủ, bước chân không vững chắc, v.v. Con đường tốt nhất của Lý Đình Sơn là sau khi làm một khóa chủ tịch thành phố, tiếp đó thêm một khóa bí thư, mới có thể chạm đến cánh cửa phó tỉnh. Ông tuy rằng không trải qua phó sở, nhưng khẳng định phải ở vị trí chính sở làm vài năm mới có sức thuyết phục. Tiểu Hạ muốn bắt vị trí bí thư quận ủy, tuy rằng người ủng hộ không ít, nhưng cũng không hề ít lực cản, không thể lơi là. Tống Triều Độ với thái độ cẩn thận lạc quan. Dù sao thời gian cậu ấy ở cấp chính phòng không quá dài, hơn nữa chưa trải qua kinh nghiệm làm chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy, sẽ bị người khác lấy ra mà kiếm chuyện. Tuy nhiên đây cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ sau khi nhận chức cũng không thể dễ lạc quan. Quận Hạ Mã là quận mới, rất nhiều người chỉ nhìn đến cái dễ dàng ra chính tích, nhưng không có ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, chính là càng dễ dàng xảy ra sai lầm. Hạ Tưởng hiểu những ý chỉ trong lời nói của Tống Triều Độ, hắn kỳ thật cũng nghĩ tới đủ loại vấn đề chưa được của quận Hạ Mã, ví dụ như bắt đầu thành lập quận mới, sự tình hỗn độn rất nhiều, cực kỳ phức tạp, còn có vấn đề trị an cũng rất nổi bật. Bởi vì bộ kết hợp thành phố nông thôn, đột nhiên kết hợp vào quận thành phố, còn có thể đề cập đến một loạt vấn đề sửa đổi hộ khẩu. Vấn đề đang tranh cãi khác như là tranh chấp chuyển dỡ, vấn đề bố trí lại của nông dân, v.v., có thể nói là một cuộn gai rối. Ngai vàng bí thư quận Hạ Mã, không dễ ngồi như vậy, cũng không thể ngồi yên ổn. Là quận mới, tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm khắp nơi, cũng tất nhiên sẽ là trọng điểm chú ý của tỉnh thành, thậm chí ngay cả thủ đô cũng sẽ lưu ý. Làm tốt, là sự ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao, chính sách tốt. Làm không tốt, là năng lực cá nhân của ông không được, có chính sách tốt và tài chính lớn, cũng không khống chế được cục diện, thì sự mất điểm trên mặt chính trị sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên nói, thành công, sẽ có một phần chiến tích nặng trịch, nhưng chưa chắc sẽ được đánh giá cao, bởi vì có quá nhiều sự ủng hộ về chính sách và tài chính. Không thành công, không đề cập tới đối thủ sẽ công kích ông ta. Chính là người xem trọng ông ta, chỉ sợ cũng sẽ vì vậy mà xem nhẹ ông ta. Quận Hạ Mã là một khối đá thử vàng, liên quan đến cánh cửa của con đường làm quan về sau có thể chân chính mở ra hay không. Có khả năng chủ trì tốt công tác quận Hạ Mã, không thể nghi ngờ sẽ viết một loạt những thứ quan trọng lên lý lịch,
mặc định sẽ là cơ sở để về sau lên cấp sở và tỉnh bộ. Nếu không thể, trên cơ bản sẽ tương đương với cửa lớn của cấp tỉnh bộ đã đóng lại. Càng là những nơi có thể có được những chính thích lớn, càng là con dao hai lưỡi, chính cái gọi là thành cũng do Tiêu Hà bại cũng do Tiêu Hà, Tống Triều Độ lo lắng không phải không có lý, hơn nữa kinh nghiệm đấu tranh chính trị của ông so với Lý Đinh Sơn phong phú hơn nhiều. Những hỗn loạn trên mặt trị an còn dễ giải quyết, nhưng nếu có sự kiện quần thể đột phát, vạn nhất có xung đột với quy mô lớn, một khi xảy ra sai lầm, chính là khuyết điểm quá lớn, cũng không thể phớt lờ. Cấp trên có thành công cũng chưa hẳn được khen ngợi, còn cấp trên phạm sai lầm khẳng định sẽ bị phê bình nghiêm khắc. Quận Hạ Mã là một mặt gương, liên quan đến bộ mặt của thành phố Yến và tỉnh Yến, nói không chừng rất nhiều tỉnh thành huynh đệ đều đang nhìn chằm chằm vào tình hình xây dựng quận mới của thành phố Yến. Đều muốn ở giữa rút ra kinh nghiệm, nếu thành công, bọn họ sẽ coi là một kinh nghiệm quý giá để học tập. Nếu thất bại, bọn họ sẽ coi là tài liệu giảng dạy phản diện để tránh. Nếu ai khiến quận Hạ Mã trở thành chuyện cười của thành phố Yến và tỉnh Yến, chính là tội nhân của thành phố Yến và tỉnh Yến, kẻ đó sẽ bị thành phố Yến và tỉnh Yến quét sạch tiền đồ chính trị. Hạ Tường cũng liền chân thành nói. Cháu cũng nghĩ tới rất nhiều phương diện bất lợi, mấy việc có lợi tất có hại, chỉ cần là lãnh đạo cấp trên bổ nhiệm cháu làm chủ trì quận Hạ Mã, cũng chỉ có cẩn trọng luôn luôn cần cù mà thôi, không dám có chút lơi là. Tống Triều Độ và Lý Đinh Sơn cùng nhau gật đầu. Chính trị chính là ích lợi, hơn nữa cho tới bây giờ đều là lợi ích của số ít người, cán bộ, chính là ở giữa số ít người được lợi và đa số người được lợi, tìm kiếm điểm cân bằng. Con đường làm quan, chính là như xiếc đi dây, như đi trên miếng băng mỏng, vừa phải làm cho lãnh đạo cấp trên vừa lòng, vừa phải làm cho dân chúng được lợi ích thực tế, quả thật không dễ. Đang khi nói chuyện, ba người trở lại trong phòng, Tống Chiêu Độ tràn đầy cảm xúc nói. Đợi khi Đinh Sơn xuống đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố thì sẽ hiểu được, có đôi khi giữ cái khiến cho lãnh đạo cấp trên vừa lòng và khiến dân chúng có được lợi ích thực tế, chính là một lựa chọn lưỡng nan. Rất nhiều người đều từng có lý tưởng hào hùng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, đều bị mắc ở mặt là vì quan hay vì dân, tiểu hạ, chú dám nói, cháu về sau cũng sẽ gặp phải một lựa chọn lưỡng nan như thế. Hạ Tường cảm động vì ý tốt nhắc nhở của Tống Triều Độ. Trên quan trường châm ngôn thờ phụng chính là trước làm người, sau chức vị, thông tục mà nói, chính là trước làm người, sau làm việc. Nhưng có rất nhiều cán bộ, chỉ làm người không làm việc, lại càng không cần nói đến chuyện thật sự làm tốt việc. Hơn nữa hắn cũng dám khẳng định, ở việc làm cho lãnh đạo cấp trên vui vẻ hay là khiến dân chúng được lợi ích thực tế trước mặt, 80%, không, thậm chí có 90% cán bộ sẽ lựa chọn cái thứ nhất. Bởi vì chỉ khi lãnh đạo cấp trên có niềm vui, mới có thể thăng quan. Mà trên cơ bản tất cả những người tiến vào giới quan trường, đều đem chuyện lên chức coi là ý chính đầu tiên của việc làm quan. Dân chúng vừa lòng hay không hài lòng cũng không gây trở ngại đến việc lên chức, đây cũng là thói xấu lớn nhất của thể chế trong nước ở thời điểm hiện tại. Cán bộ chỉ quan tâm bên trên lại không quan tâm phía dưới, sẽ có thể toàn tâm toàn ý thật sự làm việc. Con người đều có thói hư tật xấu, cán bộ cũng là người, cũng khó tránh khỏi cái mặt ích kỷ. Cho nên không phải nói tăng cường xây dựng đạo đức cán bộ không có tác dụng, mà là đồng thời cùng với việc tăng mạnh xây dựng đạo đức, đầu tiên phải từ lỗ hổng trên thể chế quy phạm trên chế độ. Người, đúng là bởi vì tự mình có đạo đức ràng buộc, mới là khác biệt lớn nhất so với động vật. Nhưng mọi người khi đối mặt với ích lợi tuyệt đối, lòng tham thường thường sẽ chiến thắng đạo đức. Muốn từ đạo đức ràng buộc cán bộ tự ràng buộc mình, trên cơ bản là một chuyện cười. Bất kỳ mọi năng lực ràng buộc đạo đức đều không như tôn giáo, nhưng trong ba tôn giáo lớn, hai đại tôn giáo thường xuyên dựa vào danh nghĩa tự do và truyền giáo, phát động chiến tranh. Giết hại hàng loạt người khác sau khi chết còn có thể lên thiên đường. Trước tiên đem người khác thống trị rồi nói cho người khác, sự thống trị của họ mới là tự do. Nhìn chung những việc làm của Mỹ quốc thời hiện tại cùng với các cuộc thập tự chinh, bản thân chính là một loại châm biếm trần trùng trục. Chỉ tiếc. Rất nhiều người còn không tỉnh lại, cho rằng người Mỹ còn cao thượng hơn người các nước khác. Mỗi người sinh ra bình đẳng, ý của câu này là, ở trước sinh tử ai ai cũng đều bình đẳng, mà ở trước sự tham lam và ích kỷ, cũng là ai ai cũng đều giống nhau. Pháp luật là giới tuyến thấp nhất của đạo đức, chỉ có một chế độ công chính, mới có thể bảo đảm sự công bằng thực sự. Hạ Tường trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều. Lúc ăn cơm, đã trêu đùa một việc thú vị. Lý Cương muốn ngồi bên cạnh Tống Nhất Phàm không chịu,
cuối cùng phải trốn vào giữa Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, làm mọi người phá lên cười. Lý Cương so với Tống Nhất Phàm còn nhỏ hơn vài tuổi, lại có một bộ dạng yếu đuối đến mức gió thổi cũng ngã, Tống Nhất Phàm thích hắn mới là lạ. Nói chuyện Hạ Tưởng cũng mới biết, hai đứa lúc nhỏ còn thường chơi với nhau, tới khi lớn lên lại trở nên xa lánh. Chủ yếu là Tống Nhất Phàm cảm thấy Lý Cương là một cậu bé rất đáng ghét, mới mặc kệ nó. Tinh thần của lão sử cũng khá tốt, tuy nhiên dù sao tuổi cũng đã cao, người già yếu hơn một chút, nói chuyện cũng không còn hăng giống như trước đây nữa. Có lẽ nguyên nhân là tâm nguyện của ông ta đã hoàn thành gạch dưới Lý Đình Sơn và Sử Khiết phục hôn, cũng lên làm ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký, ân tình cuối cùng của ông ta cũng đã dùng xong, có thể cũng vì cảm thấy không còn chỗ dựa cuối cùng. Người sống trên đời, sống tất cả đều là tâm khí không còn nữa, tinh thần cũng phai nhạt. Hạ Tưởng cảm thấy rằng lão sử kỳ thật vẫn là người nhàn rỗi nhưng lòng thì không, nếu ông ta thực sự có thể bỏ hoàn toàn mà lui về, không quan tâm chính trị, cũng sẽ không già nhanh như vậy. Nói cho cùng, tinh thần cùng khí thế của ông trước kia, vẫn cảm thấy ông vẫn có đủ sức ảnh hưởng và quyền phát ngôn. Hiện tại đã không còn nữa, phút chốc đã không còn sự gắng sức ở trong lòng. Quyền lực, thật đúng là có ma lực rất lớn. Một khi thò tay vào, dù chết cũng không muốn buông ra. Đối với lão sử, Hạ Tưởng vẫn luôn cảm kích trong lòng, liền tận lực nói thêm vài câu chuyện cười để làm ông vui vẻ. Lời trong lời ngoài cũng để lộ ra những lời khuyên giải đại loại như bỏ qua, gạt bỏ, còn muốn mời lão sử đến viện điều dưỡng của công viên Sâm Lâm ở một thời gian, lĩnh hội một chút chỗ tốt của việc trong ồn ào giữ được cái thanh tĩnh. Lão sử nghe ra tâm ý của Hạ Tưởng, cảm động mà liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, trong lòng nghĩ tiểu Hạ thật đúng là một người có tâm, liền trả lời. Được, đợi qua Tết xuân ấm hoa nở, tôi cũng đến công viên Sâm Lâm cho khuây khỏa, nghe nói phong cảnh không tồi. Vâng, tại thành phố Yến có thể xem như là một chỗ tốt khó có được. Nếu lão sử có tâm, cháu có thể bảo bọn họ, để lão sử mở một mảnh bên trong đó, tự trồng ít hoa để chăm sóc. Hạ Tưởng cười tủm tỉm nói. Chương 516, mừng năm mới. Chủ ý này hay, vậy quyết định như thế nhé. Lão sử vui vẻ hơn, rồi lại nói. Tôi trước đây ở dưới quê trồng ruộng, thích vườn rau và nhà cỏ, đáng tiếc là khu vườn sau quá hẹp. Hơn nữa chất đất không tốt. Nếu như có một mảnh đất trong công viên Sâm Lâm để tôi chăm sóc, cũng là niềm vui lớn của một ông già như tôi rồi. Lý Đình Sơn và Sử Khiết vô cùng cảm kích mà hướng về phía Hạ Tưởng gật đầu, họ cũng đã sớm cảm thấy, phát giác thấy tinh thần của lão sử luôn luôn không mấy hào hứng, cũng đã từng nghĩ cách muốn làm cho lão sử vui vẻ hơn, nhưng đều không có hiệu quả. Không ngờ chỉ có mấy câu nói của Hạ Tưởng đã khiến ông vô cùng hứng thú. Hai người họ từ trong lòng hết sức cảm kích Hạ Tưởng. Người già, đều thích náo nhiệt, có mấy người bọn Hạ Tưởng đến ăn cơm, lại có thêm Tống Nhất Phàm và Tào Thù Lê nói chuyện mãi không ngừng, vẻ tươi cười của lão sử lúc nào cũng hiện lên trên khuôn mặt, cũng vui vẻ đến mức nói không ít chuyện. Tống Nhất Phàm cứ ríu rít, giống như một chú chim vui vẻ đùa nghịch. Mà Lý Cương thì ngồi nhét giữa Lý Đình Sơn và Sử Khiết, mỏi mắt trông chờ mà nhìn Tống Nhất Phàm, vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhưng lại không dám chủ động tiếp cận tới. Sau khi ăn xong, mấy người Hạ Tưởng cũng không ở lại lâu, rồi xin từ biệt. Ngày hôm sau, miền Nam có cha mẹ Hạ Tưởng và Hạ An, Hứa Ninh, miền Bắc có vợ chồng Tào Vĩnh Quốc, đều đồng loạt trở về thành phố Yến. Hạ Tưởng và Tào Thù Lê bận tíu tít, sau khi thu xếp ôn thỏa cho cha mẹ Hạ Tưởng, buổi trưa, mọi người cùng nhau ăn bữa tiệc gia đình. Giữa bàn tiệc, Vương Vũ Phân và Trương Lan không ngừng dặn dò Tào Thù Lê phải chú ý cái này phải chú ý cái kia, hai người dặn dò mãi không thôi, đừng nói là Tào Thù Lê, Hạ Tưởng cũng nghe đến nhức đầu. Càng khiến hắn buồn bực là, sau khi dặn dò xong Tào Thù Lê, hai người họ lại quay sang dặn dò Hạ Tưởng một số vấn đề cần chú ý, để Hạ Tưởng phải làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không được ăn bơ làm biếng, phải yêu thương bảo vệ Tào Thù Lê nhiều hơn, nói đến mức Hạ Tưởng không thấy phiền, chỉ không hài lòng mà nói. Được rồi, có một số chuyện mọi người chưa nghĩ đến, con đã nghĩ đến hết rồi. Còn một điểm, bây giờ Tào Thù Lê là vợ con, trên mặt pháp luật mà nói, con là người có quan hệ gần nhất với cô ấy, cho nên mọi sự chăm sóc đều là trách nhiệm của con, hơn nữa đó cũng là trách nhiệm mà con nên làm, mọi người không phải lo lắng đâu. Con từ trước tới giờ luôn là người cầu thả, mẹ không nói, con đâu có biết cách chăm sóc người khác. Trương Lan đầu tiên biểu thị ý kiến phản đối. Thù Lê là con gái của mẹ,
mẹ quan tâm nó còn hơn con đấy. Đàn ông lúc nào cũng nói những lời dễ nghe, trên thực tế thì làm việc không đâu vào đâu cả. Vương Vu Phân cũng không hài lòng với thái độ lướt qua điểm chính của Hạ Tường. Khụ, khụ. Tào Dũng Quốc ái ngại mà cười, trước mặt gia đình Thông gia, ông cũng không tiện nói gì. Hạ Thiên Thành cũng mang vẻ mặt cười ngây ngô, làm như không nghe thấy gì. Chỉ có Tào Thù Quân mang vẻ mặt đàng hoàng mà đứng dậy, thở hổn hển nói. Mẹ, con phát hiện ra mẹ là người lòng dạ hẹp hòi, chỉ thích phát biểu những lời lung tung. Anh rể là người tốt, mẹ đừng nói xấu anh ấy thế. Anh ấy đối với chị, đối với con rất tốt. Hừ, nói dễ nghe một chút, mẹ và cha đi thành phố bảo hưởng phúc, mọi chuyện trong nhà không phải anh rể chăm lo sao, mẹ đã lo toan được cái gì, trông nom được công việc gì. Bây giờ còn làm ra vẻ người tốt gì đó, chị cũng sẽ không nhận tấm lòng của mẹ đâu. Tất cả mọi người cố nén không dám cười. Hạ Tưởng nghĩ thầm, uy lực của 5.000 đồng không nhỏ, Tào Thù Quân bây giờ đã kiên định mà đứng trên lập trường của nó rồi. Vương Vu Phân vô cùng tức giận, giơ tay muốn đánh Tào Thù Quân. Có thứ con trai nào nói chuyện với mẹ như vậy không? Ít ở nhà không được dạy, xem mẹ có dám đánh con không? Tào Thù Lê giơ tay ngăn lại. Mẹ, Thù Quân đã lớn hơn trước đây nhiều rồi, bây giờ đã hiểu chuyện lại chịu khó, không gây chuyện, nó lớn rồi, mẹ cũng đừng đụng chút là đánh nó. Còn nữa, Hạ Tưởng đối với con rất tốt, cho dù là công việc có bận bao nhiêu, cũng rất ít khi ăn cơm bên ngoài, con thấy anh ấy còn chăm sóc gia đình hơn cha đấy. Vương Vu Phân bất đắc dĩ ngồi xuống. Đều nói con gái hướng ngoại, bây giờ thì sao, con trai cũng theo anh rể, người mẹ này không còn thân thiết gì nữa rồi. Tào Dũng Quốc bị con gái lấy ra so sánh, không hài lòng mà trừng mắt nhìn Tào Thù Lê một cái. Gả cho người khác rồi liền chê cha không tốt, con nói con, có phải là quá đáng lắm không? Tất cả mọi người đều phá lên cười. Hứa Ninh Thụy nhẹ Hạ An một cái, rồi nhỏ giọng nói. Nhìn xem quan hệ giữa anh trai và bố mẹ vợ rất tốt, anh không thể học hỏi anh ấy được sao? Hạ An mất bình tĩnh nói. Em không nói bố mẹ em có bao nhiêu thế lực. Còn nói anh được à? Họ vừa nhìn thấy mặt anh là muốn anh sắp xếp công việc cho người họ hàng này, giới thiệu công trình cho người họ hàng kia, đừng nói anh chỉ là thư ký chủ tịch thành phố, cho dù là chủ tịch thành phố cũng không làm hài lòng nổi những yêu cầu của họ. Anh trốn họ còn không kịp, còn nói gì tạo mối quan hệ tốt với họ chứ? Có phải em muốn chồng em không còn tiền đồ nữa phải không? Một câu nói lập tức khiến cho Hứa Ninh ngoan ngoãn hơn, cô than thở. Họ không phải là kiến thức hạn hẹp, chưa thấy qua cái gì là những khía cạnh khác của thế giới sao? Anh không quan tâm đến họ thì đã đành rồi, vẫn là tiền đồ của mình quan trọng hơn. Hơn nữa, cũng là vì họ nể mặt người thân thôi. Hạ An, hừ, một tiếng. Không phải vì họ đi khắp nơi mà khoe khoang rằng có con rể là thư ký chủ tịch thành phố, người khác ai chủ động mà đến cầu xin họ chứ? Hứa Ninh chỉ đành nhận thua. Được rồi, được rồi. Về sau em sẽ nói với cha mẹ là được rồi mà. Tào Thù Lê nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người họ, lén lút cười. Sau khi Hạ An đảm nhiệm thư ký chủ tịch thành phố, cũng thành thục hơn nhiều, toát ra giọng nói quan cách, trên khí thế cũng đã ngăn được Hứa Ninh. Sau bữa cơm, Tào Thù Lê đưa cánh phụ nữ đi dạo phố, Tào Thù Quân đi tìm bạn gái, còn lại ba người Hạ Tưởng, Tào Vĩnh Quốc và Hạ An ngồi nói chuyện, Hạ Thiên tuổi đã cao, không chịu được cơn buồn ngủ. Nên đã đi ngủ chưa? Bởi vì nguyên do cùng là nhóm đầu tiên làm thành phố thí điểm, Tào Vĩnh Quốc và Vương Thiếu Mẫn gần đây qua lại không ít, cũng quen thuộc hơn, cũng không còn lạ lẫm gì với Hạ An, nên làm cho người khác rất hứng thú mà hỏi về ý nghĩ phát triển hiện tại và về sau của thành phố Đan ở bước tiếp theo. Hạ An nói chuyện chín chắn hơn trước nhiều, khi nói chuyện luôn luôn dừng lại một chút, chọn những câu từ thích hợp, ý nghĩ nghĩ, rồi nói. Đúng rồi. Chủ tịch thành phố Vương hỏi thăm tới bác Tào, Tết ông ấy về quê rồi. Tình hình của thành phố Đan Thành hiện tại cũng không tồi, nhà máy rượu Tương Đài đã có một loạt những phổ biến rộng rãi, sản lượng đã thay đổi, bây giờ đơn hàng không ngừng, 3 tháng cuối năm nay, chỉ riêng lượng tiêu thụ của tỉnh Yến đã nhiều hơn so với lượng tiêu thụ của cả nước trong cả năm hồi năm ngoái. Theo sự đánh giá lạc quan, năm sau, giá trị sản lượng có triển vọng lên gấp 3 lần. Nửa năm đầu sẽ đạt được trình độ cao nhất trong lịch sử của nhà máy rượu Tương Đài, nửa năm sau sẽ xuất hiện tình trạng năng lực sản xuất không đủ, bây giờ đang xây dựng thêm nhà xưởng. Nói xong chuyện nhà máy rượu Tương Đài, Hạ An liếc nhìn Hạ Tưởng,
rồi cười. Cho dù là chủ tịch thành phố Vương, hay là toàn thể công nhân viên chức nhà máy rượu Tương Đài, đều nói anh của cháu là người có công lớn đối với họ. Năm nay tất cả công nhân viên chức của nhà máy rượu Tương Đài đón Tết, không chỉ được phát thêm một tháng lương, mà còn có cả tiền thưởng, là một chuyện chưa từng có trong dịp Tết của 10 năm trở lại đây, khiến cho nhà máy rượu Tương Đài rộn trong tiếng reo vui. Căn cứ vào những mong mỏi của Hạ Tưởng, nhà máy rượu Tương Đài trong nửa năm đầu năm sau sẽ xuất hiện vấn đề năng lực sản xuất không đủ, bởi vì hiệu ứng quảng cáo muốn thâm nhập vào lòng người là một quá trình tiến dần, thậm chí là trong dịp Tết việc quảng cáo không gián đoạn, sẽ đưa rượu Tương Đài đẩy lên một đỉnh cao. Cung văn hóa thành ngữ bây giờ đã hoàn thành công trình chủ thể, chiếm 1/3 toàn bộ số lượng công trình. Dự tính tháng 6 năm nay làm xong, tháng 8 có thể chính thức mở rộng đối ngoại. Từ thời kỳ Hoàng Kim về du lịch trong mùa thu đến nay, có thể tiếp nhận toàn bộ sự kiểm nghiệm của thị trường. Về các hạng mục khác, sự tiến triển cũng có thể coi là thuận lợi, sự đầu tư góp vốn của nhà máy sản xuất máy photocopy Quang Hàn, sự sát nhập của nhà máy Long và Miên Tư, tuy có sự không hài lòng của Miên Ngũ và sự gây rối của công nhân Miên Lục, nhưng trên cơ sở vẫn đang trong phạm vi có thể khống chế được. Dự định tiếp theo là Hạ An bình tĩnh như thường mà nói đến mười mấy phút, không có đoạn ngừng nghỉ nào, nét mặt cũng thản nhiên hơn so với tưởng tượng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng liền thầm khen ngợi, Hạ An cuối cùng cũng đã có một bước ngoặt đáng mừng, có thể nói là đang chính thức tiến vào cánh cửa quan trường, y đã bước đầu có được tố chất cơ bản của một cán bộ. Bây giờ Hạ An đã là trưởng phòng rồi, tin tưởng rằng sau khi Vương Thiếu Mẫn thuận lợi tiếp nhận chức bí thư thành ủy, y có thể đứng vào hàng ngũ cán bộ cấp phó cục trưởng. Sau đó Tào Vĩnh Quốc nói về vấn đề quận Hạ Mã mà ông quan tâm, cùng Hạ Tưởng bàn về cách nhìn của ông. Sau khi nói xong chuyện quận Hạ Mã, Tào Vĩnh Quốc lại nhắc đến thế cục của thành phố Bảo. Nhâm Khánh qua Tết cũng đã sắp về hưu rồi, tới tuổi rồi, nếu như tự phong muốn tiếp nhận chức chủ tịch thành phố, kinh nghiệm lý lịch chưa đủ. Tuy ông ta làm nên không ít thành tích, nhưng thời gian ông ta đến thành phố Bảo quá ngắn, vị trí phó giám đốc sở mới làm được một năm, bây giờ thăng lên giám đốc sở, khó có được sự phục tùng, phỏng chừng phải trì hoãn lại. Nhưng cũng không cần phải gấp gáp, phỏng chừng cha 2 năm nữa cũng có thể điều đi, tới lúc đó ông ta có thể thuận lợi mà làm chủ tịch thành phố. Tào Vĩnh Quốc bước tiếp theo đề cập tới chuyện chuyển ngang sang một thành phố khác đảm nhận chức bí thư, hay là điều lên tỉnh thăng lên cấp phó tỉnh, là một bước quan trọng. Hạ Tưởng không có quá nhiều ý tưởng, bởi vì sự lên chức của Tào Vĩnh Quốc đã vượt xa ra ngoài sức ảnh hưởng của hắn. Tào Vĩnh Quốc cũng không quá lo lắng, ha hả cười nói. Thế cục đang ở vào thời khắc biến đổi, đến lúc đó nói không chừng lại có những biến cố khác, bây giờ lo lắng cũng vô dụng, có lẽ cha sẽ điều đến một tỉnh khác cũng không chừng. Hạ Tưởng cũng cười. Nói không chừng cha lại được điều sang nhậm chức ở bộ và ủy ban của thủ đô, làm vài năm rồi ra, sẽ là tướng soái rồi. Tào Vĩnh Quốc xua tay. Không nói nữa, không nói nữa. Ha ha. Niềm vui được bộc lộ trong lời nói. Vài ngày sau, Hạ Tưởng không đi chúc Tết cùng Tào Vĩnh Quốc, mà cùng cha mẹ đi du ngoạn. Tào Thù Lê cũng cùng Hứa Ninh đi dạo khắp thị trường, mua sắm, chơi rất vui vẻ. Đêm giao thừa, đã xuất hiện một đêm tuyết lớn hiếm thấy, mọi người đều rất vui vẻ, nói là tuyết lành báo hiệu được mùa, năm sau nhất định sẽ có những tình cảnh tốt. Vì nguyên nhân tuyết rơi, sự qua lại giữa người và người cũng ít đi, mặc dù như thế, cũng không ít người đến nhà biếu quà, cho Hạ Tưởng cũng có, cho Tào Vĩnh Quốc cũng có, không phải đặc biệt đáng giá để mà từ chối, chỉ đành nhận lấy. Người trong quan trường, cho dù anh không cần, người khác biếu tặng cũng là một loại tình nghĩa, người trong nước rất chú trọng việc có đi có lại mới toại lòng nhau, không mở cửa tiếp người biếu quà, cũng không phải là cái đạo làm quan. Thời gian vài ngày, quà tặng đã xếp đầy phòng khách và nhà bếp, khiến Hứa Ninh vô cùng thèm muốn. Hạ Tưởng cũng không thích những thứ này, Tào Vĩnh Quốc cũng gặp nhiều rồi, cũng không mang về thành phố Bảo, hắn đem toàn bộ quà tặng biếu lại cha mẹ và Hạ An, để cho họ mang về nhà, dù sao bỏ đi cũng rất lãng phí. Hạ An không nói gì, còn Hứa Ninh lại vui mừng quá đỗi. Mấy ngày liền ở cùng với người thân trong nhà, không nói chuyện phiếm thì ngắm tuyết, đoàn viên mà đón một năm mới tốt lành, tâm trạng của Hạ Tưởng cũng khá tốt. Ngày mùng 3, Tào Vĩnh Quốc trở về thành phố Bảo, Hạ An, Hứa Ninh về thành phố Đan Thành trước, cha mẹ Hạ Tưởng mấy hôm nữa mới về, dự định ở lại ít hôm. Hạ Tưởng biết, họ không an tâm cho Tào Thù Lê. Không còn cách nào khác, vừa nghe sắp có cháu trai hay cháu gái,
Hạ Tưởng liền phát hiện ra vị trí của hắn trong mắt cha mẹ như xuống dốc không phanh, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Trong chớp mắt trong nhà lại trở nên vắng vẻ. Hạ Tưởng thì không vấn đề gì, chỉ lo Tào Thù Lê cảm thấy buồn tẻ, chưa kịp an ủi cô vài câu, cô đã rất kỳ dị mà cười, nói. Có một chuyện tốt em muốn nói với anh muốn nghe không? Còn vài ngày nghỉ nữa, cha mẹ và bọn mình sẽ rất nhàm chán, em muốn náo nhiệt chút, nên nghĩ ra một cách rất hay, anh đồng ý không? Cô tiếp tục tủm tỉm cười hỏi Hạ Tưởng, chẳng qua là nét cười của cô vừa thần bí lại kỳ quái, khiến Hạ Tưởng thấy không tự tin trong lòng, lại có chút cảm giác ghê rợn hãi hùng. Sốt cuộc là có chuyện gì? Đừng úp úp mở mở nữa, có gì thì nói thẳng đi. Anh cho em nói, em sẽ nói thật. Cô bé nghịch ngợm mà ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng, phụng trộm mà nhìn lên trên lầu cha mẹ đều đang ngủ chưa rồi. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Em muốn mời chị Liên lên thành phố Yên ăn Tết, cũng vừa khéo để mọi người họp mặt, lâu rồi em không gặp chị ấy, rất nhớ. Nói xong, trong đôi mắt cô bé tràn đầy niềm vui, cắn môi, vẻ mặt chờ mong nhìn Hạ Tưởng. Có chút đột nhiên, không chuẩn bị tâm lý, Hạ Tưởng liền cẩn thận quan sát cô bé. Xem cô có ý trêu chọc hắn, hay là thực lòng muốn gặp Liên Nhược Hạm, nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra ý nghĩ thực sự của cô, chỉ đành thế nào cũng được mà nói. Em quyết định là được rồi, nhưng... Nghĩ lại, tuyết rơi rất lớn, đường trơn khó đi, Liên Nhược Hạm mang theo con quá nguy hiểm, nên lại nói. Tuyết lớn đường trơn, không phải là quá nguy hiểm sao? Cô bé giơ tay gõ nhẹ lên đầu Hạ Tưởng, oán trách nói. Coi như anh có tâm. Biết quan tâm người khác, nhưng đường cao tốc sớm đã được lưu thông, từ thủ đô về đây cũng không xa, không sao đâu. Nhưng cũng thật là trùng hợp, còn nhớ lần trước anh lên thủ đô, cũng tuyết lớn đường trơn, hiện tại đón Tết cũng thế, anh nói xem, năm nay sao mà nhiều tuyết thế. Hạ Tưởng không nói gì, chỉ đành úp úp mở mở mà nói. Tối nay ăn gì? Tối nay làm cơm mời khách từ xa đến, ăn gì, để chị ấy quyết nhé. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi. Bọn em đã nói trước với nhau rồi à? Thế mà còn làm ra vẻ xin ý kiến của anh. Cô bé, hừ, một tiếng. Hừ, cho anh chút thể diện thôi, anh còn dám hung lên với em. Em đi mách mẹ, nói anh ăn hiếp em. Hạ Tưởng ghét nhất là lải nhải, vội không ngừng cầu xin tha thứ. Được, em định là được rồi, em sắp xếp là xong. Sau này chuyện giữa hai chúng ta... Đừng đụng tí là làm kinh động đến người lớn, biết chưa? Cô bé híp mắt cười khiến đôi mắt chỉ còn một đường thẳng. Biết rồi, bạn học Hạ Tưởng. Kỳ thực, trong lúc cô bé và Hạ Tưởng nói chuyện với nhau, mẹ con Liên Nhược Hạm cùng với vệ tân đã đi hết cao tốc, đang chạy về con đường tới Liên Cư. Liên Nhược Hạm khó khăn lắm mới xin được ông cụ cho đi, cô một là vì nhớ Hạ Tưởng, hai là cũng muốn về thăm Liên Cư, dù sao Liên Cư cũng là nơi mộng tưởng của cô. Là nơi cô gửi gắm tình yêu, ba là có chút nhớ Tào Thù Lê, muốn tâm sự cùng cô. Hơn nữa trong lòng cô cũng có chút đắc ý, vì cha mẹ của Hạ Tưởng cũng ở đấy. Sau khi đến Liên Cư thu xếp ổn thỏa, do vệ tân dẫn đám người giúp việc đi dọn dẹp sạch sẽ. Liên Cư luôn luôn có người trông nom, đồ dùng trong nhà vẫn bày đặt giống như trước khi cô đi, khiến Liên Nhược Hạm không khỏi xúc cảnh sinh tình. Một trận tuyết lớn khiến cho Liên Cư khoác lên một bộ trang phục màu trắng. Bể tắm đã đóng băng, một khối trắng toát. Từ xa nhìn lại, Liên Cư giống như tòa thành thời Trung Cổ, đứng sừng sững giữa trời đông tuyết phủ, rất có hương vị di thế mà độc lập chỉ đời sống tự mình siêu nhiên trong xã hội hiện thực. Ngô Liên Hạ ngồi xe suốt cả chặng đường, một chút cũng không thấy mệt, tinh thần của nó vẫn sôi nổi, vừa đến Liên Cư đã hưng phấn quá chừng, bi bô muốn được ra ngoài chơi. Liên Nhược Hạm bế nó ra ngoài, nó chưa biết nói, muốn đi đâu thì dùng tay chỉ. Làm cho Liên Nhược Phạm bị chỉ huy mà đi vòng quanh. Không lâu sau đã đi một vòng tròn quanh Liên Cư, thằng bé vẫn còn ý chưa muốn dừng lại, muốn chơi tiếp, Liên Nhược Hạm có chút mệt rồi, bất đắc dĩ mà mắng nó. Con thật giống cha con là tiểu oan gia, cha con là đại oan gia, cộng lại thành một đôi oan gia hại người. Thằng bé dường như nghe hiểu, miệng nín lại rất lâu. Đột nhiên không rõ ràng mà hét lên một câu có âm tiết giống như, cha ơi, lập tức khiến cho Liên Nhược Hạm ngây người. Cô ngơ ngác nhìn cậu bé rất lâu, nét tươi cười trên mặt vừa hạnh phúc vừa hài lòng, một lúc sau, trong đôi mắt ngấn lệ mơ hồ hiện lên, ghì sát con trai vào mặt mình, thì thào nói. Thật là một thằng bé đáng ghét, thời gian cha bên cạnh con rất ít,
từ đầu tiên con nói lại là gọi cha ơi, cha con mà nghe thấy, thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Hừ, không được nói với cha con, không thể để cha con quá đắc ý. Buổi tối, trong một phòng đắt tiền nhất trên tầng 3 của khách sạn lớn Yến Kinh, Hạ Tường, Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm và Vệ Tân, còn có Hạ Thiên Thành và Trương Lan, cùng với thằng nhóc tất cả có 7 người, vui sum họp một nhà. Tề Á Nam nghe được Hạ Tường đến, đã đích thân ra tiếp đón, còn cung kính hỏi thăm Hạ Thiên Thành và Trương Lan, và bảo nhân viên phục vụ, mang lên những món ăn nào ngon nhất, rượu ngon nhất và trà ngon nhất, trong tất cả những khách có mặt hôm nay, chỗ này là cung ứng ưu tiên nhất. Tề Á Nam chào hỏi xong, biết đây là sum họp gia đình nên ông ta không tiện quấy rầy, liền cáo từ rời đi. Ông vừa đi khỏi, Hạ Thiên Thành không hiểu mà hỏi. Con trai, nghe khẩu khí của ông ta vừa rồi, sao giống như là ăn cơm không mất tiền vậy? Có phải con đã ăn cơm bá vương của người ta rồi không? Hạ Tường dở khóc dở cười. Cha, ông ấy là bạn tốt của con giúp cho việc kinh doanh của ông ấy khá hơn. Ông ấy tặng con chiếc xe, tặng con căn hộ con không cần, ăn một bữa cơm của ông ấy, thì ông ấy mới yên lòng. Hạ Thiên Thành bây giờ mới yên tâm. Ăn cơm ân tình thì được, đừng ăn cơm bá vương. Tào Thù Lê còn chưa nói gì, Liên Nhược Hạm đã mở lời trước. Hạ Tường còn phải ăn cơm bá vương sao ạ? Chú không phải lo cho anh ấy quá thế, anh ấy bây giờ tuy không phải là cán bộ to gì, nhưng ngày ngày ăn cơm miễn phí thì luôn có người chủ động mời. Quan trọng là anh ấy có muốn ăn hay không. Từ khi gặp Liên Nhược Phi, Trương Lan cứ nhìn chằm chằm vào Ngô Liên Hạ không rời, nhưng đó là con trai nhà người ta, bà cũng không tiện mà mở miệng hỏi. Bây giờ có được cơ hội, vừa nghe Liên Nhược Hạm còn gọi họ là cô chú như trước đây, liền cảm thấy yên lòng, và hỏi. Là con trai hả, tên là gì, rất khôi ngô, cô rất thích bé trai, để cô ngắm một chút, được không? Liên Nhược Hạm thản nhiên như không mà nói. Tên là Ngô Liên Hạ, cô muốn bế thì hãy bế cháu đi ạ, đó là phúc của cháu. Cháu không sợ người lạ, nghịch ngợm lắm. Trong lúc nói, có ý mà như vô ý nhìn Hạ Tường một cái. Chương 517, bỏ cũ lấy mới. Hạ Tường chỉ cảm thấy lạnh ở sau gáy, lại thấy cô bé như cười mà không phải cười nhìn hắn. Trong lòng bỗng hiện lên một suy nghĩ, lẽ nào hai người họ đang cùng nhau trêu chọc hắn? Có thể. Nhìn hai người họ vừa gặp nhau đã chẳng có gì là xa lạ, tương phản, dường như còn có chút hàm xúc là cùng chung mối thù, hai người còn kéo tay vừa nói vừa cười rất lâu, khiến cho Hạ Tường nói thầm trong lòng, phụ nữ lợi hại quá rồi, làm sao mà họ gặp nhau lại giống như người vô can vậy. Càng khiến cho Hạ Tường cảm thấy cả người không được tự nhiên đó là, mẹ hắn ôm Ngô Liên Hạ mà vui sướng khôn cùng, không ngừng khen nó rất xinh, lớn lên khẳng định là một nhân tài. Còn nhớ miệng mà hỏi cha của con trai của Liên Nhược Hạm. Tim của Hạ Tường đập không ngừng, lòng nghĩ hôm nay xem ra không có tiệc vui rồi, quả nhiên bị cô bé liên kết với Liên Nhược Hạm đùa giỡn hắn. Liên Nhược Hạm chỉ thuận miệng nói. Cha của bé không sống cùng mẹ con cháu, không nhắc đến anh ta nữa. Nếu cô cảm thấy thằng bé không tồi, thì cứ xem như là cháu trai của mình là được rồi ạ. Trương Lan không nén được niềm vui. Tốt, tốt, lại đây. Để bà ôm một cái nào. Liên Nhược Hạm giống như cố ý khiêu khích mà nhìn Hạ Tường một cái, rồi nói. Hay là cho nó gọi cô là bà nội thì dễ nghe hơn ạ. Một câu nói khiến cho Trương Lan hồ nghi mà nhìn Hạ Tường một cái, Hạ Tường vội vàng đem Tào Thù Lê ra làm lá chắn. Cô bé Lê, em nói xem sau khi con trai mình ra đời, thì sẽ đặt tên nó là gì thì hay nhỉ. Làm thế nào anh biết nó chắc chắn là con trai, nếu là con gái. Có phải là anh sẽ không thích phải không? Cô bé không cảm kích, cố ý ép buộc Hạ Tường. Hạ Thiên Thành ở bên cạnh nhìn Ngô Liên Hạ một lát. Bỗng nhiên ruột để ngoài ra mà nói một câu. Khuôn mặt của thằng bé này quả thật là có chút giống với Hạ Tường, gọi bà là bà nội cũng được, lại đây, ông nội bế tí nào. Hạ Tường cảm thấy trên đầu mình đang chảy mồ hôi hột, vội vàng gọi phục vụ đưa thức ăn lên, để che giấu những hồi hộp và bất an trong lòng. Vệ Tân nhìn rõ sự lúng túng của Hạ Tường, nhỏ giọng nói với hắn. Chuyện lạ, tại sao không dám đối mặt với sự thật? Này, thực ra cũng đâu có gì, cho dù là các cụ biết chuyện, cũng chỉ sẽ vui mừng thôi. Hạ Tường không hài lòng trừng mắt nhìn Vệ Tân. Đừng có phá đám thế, đi gọi thức ăn lên đi. Vệ Tân mỉm cười, thong thả bước đi. Trương Lan vừa nghe Hạ Thiên Thành nói một câu, ánh mắt liền tỉ mỉ quan sát Ngô Liên Hạ.
càng nhìn càng cảm thấy giống Hạ Tường, không khỏi nở nụ cười. Thật là có duyên với tôi, rất giống cậu cả nhà mình, càng nhìn càng giống, quả thực là giống hệt nó lúc nhỏ, chỉ là trắng hơn nó một chút, mặt mũi tinh tế hơn. Lại đây, bảo bối, để ông nội được bế cháu nào. Ngô Liên Hạ cũng không đơn giản, một chút cũng không thấy lạ lắm, mở to đôi mắt đen tròn long lanh, hiếu kỳ mà nhìn từng người bế nó, còn a, như muốn nói gì, giơ bàn tay nhỏ xíu, vuốt râu của Hạ Thiên Thành, làm cho Hạ Thiên Thành ha ha cười mãi không thôi, yêu mến đến quá chừng. Hạ Tường không hài lòng nói nhỏ với Tào Thù Lê. Anh phát hiện là đã mắc lừa em, có phải em cố ý khiến anh phải khó xử không hả? Anh có gì mà phải khó xử, còn không biết xấu hổ mà nói nữa, hừ. Cô bé nhỏ giọng nói, trong chớp mắt đôi mắt đỏ áo lên. Người phải khó xử phải mất mặt là em, anh chỉ biết nói phét, chỉ biết khoe khoang mà thôi. Em không phải vì muốn cha mẹ vui mừng, hoàn toàn thiện chí, làm sao có thể bỏ qua những sai lầm của anh được. Em việc gì phải thế này? Giết người không giao là hiệu quả nhất, Hạ Tường không còn cách nào với cô, vội khuyên giải an ủi. Anh biết em là người vợ tốt nhất trên thế gian này, anh không muốn để cha mẹ nhận ra điều gì, chẳng phải vì không muốn em tủi thân sao? Em phải hiểu cho lòng anh cũng chỉ có ý tốt thôi. Tủi thân em cũng đã nhận đủ rồi, tự mình chịu đựng, cũng không trách anh, không trách chị Liên, tự mình tìm lấy sự cân bằng cho mình, anh cũng chẳng ra sao cả, còn trách em, còn nói đạo lý với em sao? Cô bé lại cười, nước mắt như chảy ngược vào trong. Hạ Tưởng phục cô, nói khóc là khóc, nói cười là cười, khiến hắn không thể thích ứng kịp, cười nói. Được rồi, sau này anh sẽ đối tốt với em gấp nhiều lần hơn, được chưa nào? Nhưng về sau còn có những chuyện như thế này, em phải thương lượng với anh trước, để anh còn chuẩn bị tâm lý nghe không? Không à, khi anh làm việc cũng đâu có cho em chuẩn bị tâm lý, em còn phải trả lại. Cô bé miệng cứng rắn, kỳ thực đã nhân nhượng rồi. Ngô Liên Hạ bị mọi người bế một vòng, cuối cùng quay trở lại vòng tay của Liên Nhược Hạm. Nó hình như còn chưa vừa ý, cái đầu nhỏ cứ ngoái bên nọ ngoái bên kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Hạ Tưởng, ngẩn ra mà nhìn Hạ Tưởng một lúc, bỗng nhiên cười khanh khách, chủ động giơ đôi tay nhỏ xíu mụ mẫm hướng về phía Hạ Tưởng. Trái tim Hạ Tưởng như vỡ tan, cũng không quan tâm tới những người có mặt ở đấy, giơ tay bế Ngô Liên Hạ, nói. Nào, để, chú ôm cái nào. Trong lúc thuận miệng, suýt nữa nói thành để cha ôm. Ngô Liên Hạ có quan hệ gần nhất với Hạ Tưởng, thân thiết mà dùng đôi tay ôm lấy cổ Hạ Tưởng, vui mừng, còn nhún nhún trong lòng Hạ Tưởng, trêu đùa khiến cho mọi người đều cười rộ lên. Tào Thu Lê cảm thấy Hạ Tưởng hình như không có chút ngại ngùng, cười nói. Cha thằng bé đã không có phúc có được cậu con trai ngoan như thế, thằng bé lại thân thiết với Hạ Tưởng như vậy, chỉ bằng để em làm mẹ nuôi. Nhận Hạ Tưởng làm cha nuôi cũng tốt, chị thấy sao, chị Liên? Liên Nhược Hạ mặt mày hớn hở. Nhận em làm mẹ nuôi không vấn đề, nhận anh ấy làm cha nuôi thì không hay lắm. Làm gì có đạo lý chủ động làm con trai người khác, phải để anh ấy chủ động đề xuất mới được. Hạ Tưởng bị hai người một hỏi một đáp ép cho không còn đường lui, hơn nữa thực ra cô bé cũng đã tính toán chu toàn, cũng là để phục bút đoạn văn trước gài ý cho đoạn văn sau, về sau. Cho dù sau này khi Ngô Liên Hạ lớn lên, đã gọi quen cha nó rồi cũng không sao, vì ở trước mặt cha mẹ nhận là cha nuôi rồi, sau này cũng không phải giải thích với họ nữa. Hạ Tưởng đành thuận nước đẩy thuyền, cười nói. Vô cớ được có thêm một cậu con nuôi ngoan như vậy, anh vui mừng còn không kịp, được, nếu như mẹ nó không phản đối, anh sẽ nhận cậu con nuôi này. Lại đây, con trai, gọi cha nuôi, hừ, chỉ bằng gọi trực tiếp là cha là được rồi. Ngô Liên Hạ giống như nghe hiểu được, giơ bàn tay nhỏ sờ sờ lên miệng Hạ Tưởng, miệng còn a, gọi không ngừng. Hạ Thiên Thành và Trương Lan nhìn nhau, đều vô cùng vui mừng mà nở nụ cười. Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Vệ Tân nhìn Hạ Tưởng một cái, đầy thâm ý mà cười. Hạ Tưởng và con trai cũng nhìn nhau, hai cha con ngây ngô mỉm cười. Vì nguyên nhân là Ngô Liên Hạ. Vợ chồng Hạ Thiên Thành vốn định mùng năm sẽ trở về nhà, nhưng hiện tại quá thích cậu nhóc, nên muốn ở thêm một ngày nữa mới về. Ngày mùng 7, Hạ Tưởng đi cùng Liên Nhược Hạm và con trai. Trải qua mấy ngày gần nhau, cậu nhóc càng ngày càng thích Hạ Tưởng, chỉ cần có Hạ Tưởng, cậu bé luôn luôn dán lấy cha mình,
khiến Liên Nhược Hạm có chút ghen tị vì quan hệ cha con giữa họ quá tốt rồi. Mùng 8 chính thức đi làm, cũng không có việc gì quá quan trọng. Liên Nhược Hạm vốn muốn ở lại đến rằm tháng giêng mới đi, nhưng ông cụ rất nhớ và sốt ruột Ngô Liên Hạ, thúc giục liên hồi, bất đắc dĩ, ngày mùng 10 Liên Nhược Hạm đã phải quay về thủ đô. Trước khi đi, cô nói với Hạ Tưởng. Bây giờ anh đã hài lòng rồi chứ, chí ít về mặt ngoài cũng đã lấy được sự quan tâm của cha mẹ. Bây giờ có lẽ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này, có sự rộng lượng của em, lại có sự dịu dàng của cô bé Lê, sao anh lại tốt số thế? Nếu như cô bé Lê lại sinh thêm cho anh một cậu con trai nữa, chắc anh đắc ý đến chết luôn. Nhưng có một điểm, cho dù là con trai hay con gái, anh nhất định không được bên trọng bên khinh, nhất định phải nhớ rằng, em đã sinh cho anh một đứa con trai đầu tiên. Hạ Tưởng với vẻ mặt thâm trầm nói. Quỳnh quỳnh bạch thỏ, đông tẩu tây cố, y bất như tân, nhân bất như cố, tạm dịch, thỏ trắng lẻ loi, đi đông ngóng tây. Quần áo mới là tốt. Còn tình yêu chỉ có người cũ mà thôi. Liên Nhược Hạm vừa lòng mà mỉm cười, thưởng cho Hạ Tưởng một nụ hôn. Tết âm lịch qua đi, cũng đã là trung tuần tháng 2 rồi, không ngoài những dự kiến của Hạ Tưởng, đi làm chưa được vài ngày, Thương Điệu Hàm quyết định điều động công tác của Bộ Ngoại thương đã phát đến tỉnh ủy tỉnh Yến. Khác với lần Thương Điệu Hàm đầu tiên đã có những phản ứng rất mạnh mẽ là, trước tiên là thôi hướng xem xong sau đó trực tiếp trả lời. Đồng ý. Đệ đơn thỉnh thị bí thư Diệp xem qua. Diệp Thạch Sinh xem xong, không chút do dự mà phê duyệt lên trên. Đồng ý. Bởi vậy, đã quyết định vận mệnh Hạ Tưởng nửa tháng sau sẽ lên thủ đô. Tin tức truyền đến tổ lãnh đạo, mọi người đều khó hiểu Hạ Tưởng tại sao phải đi Bộ Ngoại thương một thời gian, không chỉ có Bành Mộng Phàm và An Giật Hưng không hiểu, đến cả Phương Cách và Cổ Ngọc, không rõ Hạ Tưởng căn cứ vào gì để suy xét, hà tất phải rời tổ lãnh đạo đã quen đường thuộc lối. Hà tất phải đến một môi trường lạ lẫm để làm việc. Đặc biệt là Cổ Ngọc, thể hiện sự vô cùng không hài lòng với cách làm của Hạ Tưởng. Lãnh đạo, sao không thương lượng với em một chút, đã quyết định đi Bộ Ngoại thương. Liền đó nhận ra câu hỏi của cô có chút không ổn, liền quanh co một lúc rồi nói. Ý em nói là, em vốn nghĩ muốn ở bên cạnh lãnh đạo học hỏi thêm chút ít, còn chưa làm được gì, hà tất phải đi thủ đô làm gì chứ. Hạ Tưởng cũng không tiện giải thích nhiều, hắn cũng biết Cổ Ngọc có ý muốn ở bên cạnh hắn, muốn dựa vào dịp điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, muốn theo hắn học thêm một chút phương pháp trong quan trường và thương trường. Ngoài ra, có lẽ còn có những tâm ý khác của lão Cổ mà không có cách nào để biết được. Chẳng qua chỉ là điều tạm đi một thời gian, coi như đáp lại một nhân tình của Bộ trưởng Dịch. Dù sao khi anh mới điều đến tỉnh ủy, Bộ trưởng Dịch đã gửi hai lần Thương Điệu Hàm anh đều không đi. Dù sao đi nữa cũng phải có lời giải thích với ông ấy mới được. Còn một điểm nữa, Bộ Ngoại thương muốn sáp nhập thành Bộ Thương mại, anh được dịp thì qua đó giúp một thời gian. Cổ Ngọc không hài lòng mà bĩu môi. Em sẽ nói với ông nội, để ông chuyển em lên thủ đô là xong chứ gì. Anh không ở tỉnh Yến, em còn ở tổ lãnh đạo làm gì chứ. Đừng hồ đồ như thế. Hạ Tưởng cười, hắn biết Cổ Ngọc chẳng để ý gì đến công việc của tổ lãnh đạo. Càng không hứng thú với chuyện trong quan trường, nhưng trước mắt những công tác của cô cũng ở vị trí cao, làm cũng không tồi, dễ dàng vứt bỏ cũng rất đáng tiếc. Anh muộn nhất là nửa năm, nhiều nhất 3 tháng sẽ quay lại tỉnh Yến. Em muốn điều lên thủ đô, lẽ nào đợi khi anh quay về tỉnh Yến, em cũng về theo sao? Dựa vào phỏng đoán của Hạ Tưởng, trong khoảng 3 tháng đến nửa năm, Chủ tịch quận và Bí thư quận Hạ Mã, cùng với các tổ thành bộ máy Ủy ban Nhân dân, Ban thường vụ khác, VV, đều sẽ được hạ màn. Muộn nhất là vào những tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân quận và quận ủy quận Hạ Mã sẽ chính thức lên nhậm chức. Giai đoạn hiện nay, thành phố Yến vẫn phải do Cao Hải quản lý tất cả công việc của quận Hạ Mã, chủ yếu vẫn là lấy việc quy hoạch và chiêu thương thu hút đầu tư làm chủ, còn một loạt vấn đề công trình tiền kỳ, đất đai, cái khác không nói, chỉ ít cũng phải đợi cho khu nhà quận ủy Ủy ban Nhân dân quận xây xong, mới chính thức đưa vào làm việc. Sở dĩ phải mất thời gian hòa hoãn là 3 tháng đến nửa năm, thực ra vẫn là thế lực khắp nơi có một quá trình đánh giá và thỏa hiệp. Hơn nữa việc thành lập quận mới là một đại sự, không thể qua loa, thời gian dài một chút mới có thể hiện rõ mức quan trọng của Ủy ban Nhân dân hai cấp tỉnh thành, những việc trên quan trường, chính là chú trọng một quá trình. Cổ Ngọc giận dỗi nói. Đúng vậy, anh đi đâu em theo đấy. Hạ Tưởng không cảm thấy buồn cười. Em không còn ít tuổi nữa.
đừng lúc nào cũng cáu kỉnh như đứa trẻ thế. Cổ Ngọc tức giận thở hổn hển bỏ đi. Em đi nói với ông nội, để ông thay em sắp xếp. Hạ Tường cũng có thể hiểu được tâm ý của Cổ Ngọc, ở thành phố Yến cô không có một ai thân thích, có chút ý muốn xem mình là người thân. Mình mà đi, cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy một mình cô đơn không có ý nghĩa. Ngồi trong phòng làm việc của mình suy nghĩ một số việc, Hạ Tường đem những việc sau khi đi thủ đô sắp xếp thống nhất làm một. Thực ra hắn biết, đến Bộ Thương mại sau khi được thành lập mà giúp đỡ cũng chỉ là một cái cớ, mục đích chính vẫn là dựa vào việc ứng cử viên hết sức kịch liệt của lãnh đạo đảng chính quan trọng nhất của quận Hạ Mã, dứt ra, lộ ra thái độ cách biệt lánh xa không dính dáng. Đợi đến thời điểm đã được xác định, trực tiếp từ Bộ Thương mại sang quận Hạ Mã nhậm chức, sẽ khiến cho người ta có một ảo giác là đổ bộ đường không từ thủ đô. Những việc trên mặt chính trị, chính là phải thật thật giả giả, để cho người khác không nắm rõ được chi tiết mới là tốt nhất. Đồng thời, vì nguyên nhân bản thân hắn ở thủ đô, đối với những mưa gió của thành phố Yến cũng có thể làm tới mức lánh xa không dính dáng, có thể giảm bớt ánh mắt chú ý của người khác. Nếu không bởi vì vấn đề ứng cử viên bị người ta công kích hoặc là cho vào lửa đốt, cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng, cho dù hắn có ở thành phố Yến hay không, cái chức bí thư quận ủy quận Hạ Mã, trong lòng Trần Phong và Hồ Tăng Chu đã sớm có ứng cử viên rồi, người khác muốn tranh, chỉ có thể tranh các chức vụ khác. Đương nhiên, đi làm việc một thời gian ở Bộ Thương mại cũng là một khối của cải khó kiếm được, cũng có thể tăng thêm cho hắn không ít điểm về chính trị. Chí ít, trên lý lịch đối ngoại, có thể viết thêm một số lý lịch kinh nghiệm ở Bộ Thương mại. Còn một điểm khiến hắn vô cùng muốn đến thủ đô trong thời gian 3 tháng đến nửa năm đó là, hắn có thể nhân cơ hội này nhanh chóng hoàn thành học nghiệp, nếu như có thể, có lẽ có thể khiến cho Cốc lão ít nhiều dơ cao đánh khẽ, để hắn khi đảm nhiệm chức vụ mới sẽ dệt hoa trên gấm mà ban phát cho hắn cái bằng tốt nghiệp. Tuy rằng lão Cốc rất có nguyên tắc, nhưng vì chiếu cố đến một học sinh đặc biệt như hắn, cũng nên thỏa đáng mà khoan dung đối đãi. Những bản tính như ý của Hạ Tưởng còn bao gồm cả mẹ con Liên Nhược Hạm trong đó. Ở thủ đô, vừa khéo có thể ở cùng mẹ con họ nhiều hơn. Tâm lý riêng, hắn cũng có tính toán sẽ cùng Tiếu Giai nhiều hơn. Tiếu Giai cũng là người con gái không thể thiếu trong cuộc đời hắn, hơn nữa bước tiếp theo trong kế hoạch lớn của quận Hạ Mã, tài chính hùng hậu của Tiếu Giai, cuối cùng cũng đã đến thời điểm phải sử dụng tới. Có nhiều chỗ thuận lợi như thế, Hạ Tưởng hiển nhiên phải nỗ lực thúc đẩy hành trình lên Bộ Thương mại. Hơn nữa hắn cũng muốn thừa cơ mà tìm hiểu thêm về Dịch Hướng Sư, Dịch Hướng Sư cho dù là cách làm người hay làm quan, cũng có không ít chỗ đáng để hắn phải học hỏi. Còn nữa, vùng đất thủ đô Ngọa Hổ Tàng Long, cho dù là cùng với Ngô Tài Giang, hay là Phó Gia, đều có thể qua lại nhiều hơn, không có chỗ hại. Một khi đứng vào danh sách cấp phó giám đốc sở, tiếp tục đi lên, sẽ bắt đầu nhờ đến rất nhiều lực lượng. Nhìn về lâu dài, muốn thăng lên phó tỉnh thì cần thiết phải có người trung ương. Hạ Tưởng mọi việc đều thích nghĩ đến lâu dài một chút, lo trước tính sau. Đang lúc trầm tư, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, vừa nhìn thấy số điện thoại của ban tổ chức cán bộ, Hạ Tưởng liền biết, khẳng định là điện thoại của Mai Thăng Bình. Quả nhiên là Mai Thăng Bình nghe tin Hạ Tưởng phải tới Bộ Thương mại, cố ý gọi đến để hỏi han chi tiết tình hình. Hạ Tưởng cũng không có ý giấu giếm, đem tất cả những bộ phận quan trọng trong suy nghĩ của hắn tóm tắt nói với Mai Thăng Bình. Mai Thăng Bình cũng tỏ vẻ tán thành. Cũng được. Đi thêm một thời gian cũng xem như thêm một phần kinh nghiệm, tuy có chút vội vã, nhưng vẫn còn hơn không. Nhưng tổng thể mà nói, tôi vô cùng tán thưởng cậu, Tiểu Hạ, cậu làm việc rất vững, hơn nữa còn nghĩ đến rất lâu dài, có lúc khi mọi việc đã qua đi nghĩ đến cách làm lúc đó của cậu, mới phát hiện ra thật sự rất cao minh. Cậu, quả thực là một nhân tài. Hiếm thấy Mai Thăng Bình khen hắn như thế, Hạ Tưởng liền vội khiêm tốn nói. Bộ trưởng Mai quá khen rồi. Thực ra so với ông, tôi còn thua kém nhiều lắm, mãi mãi không làm được sự bình tĩnh và không màng danh lợi của ông. Ha ha! Mai Thăng Bình thoải mái cười lớn. Cậu cũng đừng quá khen tôi, có một ngày cậu có thể đến vị trí của tôi, khẳng định sẽ làm tốt hơn tôi. Được rồi, không nói nữa, còn phải đi họp. Đợi khi nào cậu lên thủ đô, chúng ta sẽ có cơ hội tụ họp ở đấy. Mai Thăng Bình nói tắt là tắt máy. Hạ Tưởng vốn đang muốn hỏi tình hình của Mai Hiểu Lâm, cũng không kịp mở miệng. Mai Hiểu Lâm đã thay số điện thoại, không nói cho hắn biết. Có hai lần Hạ Tưởng gọi điện đến đơn vị của cô, nhưng cô không có ở đó. Hạ Tưởng thấy dầu dĩ trong lòng,
cũng không biết tại sao Mai Hiểu Lâm lại trốn tránh hắn. Tống Triều Độ cũng không cần phải một mình báo cáo, vào dịp Tết đã giải thích rõ rồi. Đối với Diệp Thạch Sinh trước Tết cũng đã báo trước chuyện đi bộ thương mại, gần đây chỉ có không đi lại nhiều với Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng liền gọi điện cho Trương Chất Tân, hỏi Chủ tịch tỉnh Phạm có thời gian rỗi không, hắn muốn đi báo cáo tình hình công việc. Thay bằng cán bộ cấp cục khác gọi điện đến muốn báo cáo công tác với Chủ tịch tỉnh, Trương Chất Tân đừng nói là sẽ thay hắn truyền đạt lại, không phê bình mấy câu là tốt rồi. Chủ tịch tỉnh trăm công nghìn việc, đâu ra chuyện sẽ thảo luận công việc đại sự gì đó với một trưởng phòng chứ. Nhưng Hạ Tưởng gọi điện đến, Trương Chất Tân không dám có chút chậm trễ, lập tức xin chỉ thị của Phạm Duệ Hằng. Đúng như suy nghĩ của Trương Chất Tân, Chủ tịch tỉnh Phạm bỏ qua các công việc trong tay, cho Hạ Tưởng qua ngay lập tức. Trương Chất Tân thân là người gần nhất với Phạm Duệ Hằng, nhưng tận mắt thấy quá trình đến gần nhanh chóng của Hạ Tưởng với Phạm Duệ Hằng. Nói thật, ông còn có chút ghen tị với Hạ Tưởng. Ngay từ đầu Chủ tịch huyện Phạm không chỉ mang thái độ thăm dò, xem Hạ Tưởng lựa chọn như thế nào. Không ngờ Hạ Tưởng đã lợi dụng hoàn toàn quan hệ của Nghiêm Thị và Phạm Tranh, vô cùng khéo léo mà phá vỡ phòng tuyến Phạm Duệ Hằng không dễ dàng tin tưởng người khác, làm cho quan hệ giữa hắn và Phạm Duệ Hằng ngày càng gần gũi. Trương Chất Tân cũng thông minh mà ý thức ra Hạ Tưởng nhận được nhiều sự coi trọng của Phạm Duệ Hằng, một là vì quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phạm Duệ Hằng rất tâm đầu ý hợp, hai là Hạ Tưởng là tấm đệm giữa Chủ tịch tỉnh Phạm và Bí thư Diệp, là cầu nối giữa Bí thư và Chủ tịch tỉnh. Chính vì mấu chốt là Hạ Tưởng tồn tại, mới khiến cho Chủ tịch tỉnh và Bí thư của tỉnh Yến, lập trường nhất trí trước nay chưa từng có, và mâu thuẫn và xung đột được hạ xuống mức thấp nhất. Hạ Tưởng thật bản lĩnh, quả thực không phải là một nhân vật đơn giản, Trương Chất Tân đưa ra kết luận với Hạ Tưởng là, không thể làm bạn thì kính mà chẳng dám gần, nhất thiết không thể đối đầu với hắn, thôi hướng vài lần muốn hắn vào chỗ chết nhưng đều không được, còn khiến hắn vặn ngã Cổ Nhân Kiệt và Chu Kỷ Nguyên, do đó có thể thấy. Không thể làm bạn với hắn, kính mà chẳng dám gần mới là thượng sách. Chờ Hạ Tưởng gõ cửa, Trương Chất Tân liền nhiệt tình ra đón tiếp, mặt mày hớn hở nói. Đồng chí Hạ Tưởng đến rồi, Chủ tịch tỉnh đang đợi cậu, xin mời. Hạ Tưởng đã nhìn ra gì đó từ nét mặt tươi cười của Trương Chất Tân, cũng mang nét cười nói. Thư ký Trương vất vả rồi, lần trước nói chuyện cùng Phạm Tranh đã nhắc đến ông, Phạm Tranh nói, ông thân thiết giống như anh hai của anh ấy vậy. Trương Chất Tân nghe được ngụ ý của Hạ Tưởng, hiểu ý mà cười. Trước khi Phạm Tranh chưa lên thủ đô mưu cầu học vấn, tôi và anh ấy cũng thường gặp nhau, bây giờ tiếp xúc với anh ấy cũng ít. Nếu anh ấy xem tôi là anh hai, ý tứ cũng là muốn tôi mời cơm rồi. Ha ha! Hạ Tưởng gật đầu. Tôi nhất định sẽ chuyển lời tới anh ấy. Sau vài câu nói, Trương Chất Tân vui mừng mà gõ cửa phòng làm việc của Phạm Duệ Hằng cho Hạ Tưởng. Phạm Duệ Hằng thấy Hạ Tưởng đi vào, bỏ tài liệu trên tay xuống, gật gật đầu. Ngồi đi, Tiểu Hạ, có phải là muốn nói chuyện đi thủ đô không? Hạ Tưởng thấy Phạm Duệ Hằng đoán được ý đồ của hắn, cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Vâng, tôi chính là đến để báo cáo tình hình trước khi đi thủ đô, cùng với sắp xếp công tác của tổ lãnh đạo sau khi tôi đi. Trọng điểm của Hạ Tưởng là làm báo cáo lên Phạm Duệ Hằng sự sắp xếp và công tác trọng điểm của tổ lãnh đạo. Phạm Duệ Hằng không có thái độ gì với việc Hạ Tưởng đi thủ đô, nhưng đối với việc sau khi Hạ Tưởng trở về có hy vọng sẽ đến chủ trì công tác ở quận Hạ Mã, lại rất không tán thành. Xuất phát từ góc độ suy xét của cá nhân ông, có Hạ Tưởng ở tỉnh ủy, quan hệ giữa ông và Diệp Thạch Sinh sẽ duy trì sự cân bằng mầu nhiệm. Điều ông lo lắng chính là sau khi Hạ Tưởng rời đi, giữa ông và Diệp Thạch Sinh sẽ không còn tấm đệm và sự ràng buộc, một khi ở vấn đề lớn có sự khác nhau, không có một người ở giữa để điều hòa. Có khả năng sẽ tạo nên cục diện đối lập. Nếu bí thư và chủ tịch tỉnh đứng sóng đôi với nhau, được lợi chính là lực lượng phái trung gian. Đặc biệt là đám người của Thôi Hướng, khẳng định sẽ có những dị động. Chẳng qua theo góc độ suy xét về tiền đồ của cá nhân Hạ Tưởng, để suy xét về tương lai của quận Hạ Mã, Hạ Tưởng lại được khẳng định là ứng cử viên sáng giá chủ trì công tác, Phạm Duệ Hằng cho dù không vui vẻ lắm, cũng vì quan hệ riêng rất tốt giữa ông và Hạ Tưởng. Cùng với tình bạn thân thiết giữa Phạm Tranh và Hạ Tưởng, ông cũng sẽ không ra mặt ngăn trở. Tổng hợp các suy xét lại, xuất phát từ sự quý trọng đối với Hạ Tưởng, Phạm Duệ Hằng nghiêm chỉnh mà tỏ thái độ. Đi bộ thương mại cũng coi như là một chuyện tốt, đồng thời trong thời gian ở thủ đô, cũng có thể mau chóng mà hoàn thành học nghiệp, nếu có thể nhận được bằng trong những tháng cuối năm, đối với bước tiếp theo thay đổi vị trí của cậu vô cùng có lợi.
Hạ Tường cũng hiểu rõ, biểu thái của Phạm Duệ Hằng đã biểu lộ thái độ ủng hộ. Trước khi hắn đến trong lòng còn không yên, lo lắng Phạm Duệ Hằng sẽ đưa ra kiến nghị muốn hắn tiếp tục ở lại tỉnh ủy, không nghĩ Phạm Duệ Hằng còn xuất phát từ đại cục, đối với bước tiếp theo của hắn cũng đã gật đầu biểu thị đồng ý, xem như là giải quyết xong băn khoăn cuối cùng cho hắn. Sự tán thành của Phạm Duệ Hằng, biểu thị bên trong tỉnh ủy, sẽ không có thêm những lực cản lớn khác. Nói cách khác, tỉnh ủy cho đi đã không còn là vấn đề duy nhất là, chính là những biến số bên trên hội nghị thường vụ trong thành ủy. Nhưng đã có sự gật đầu của Trần Phong, Hồ Tăng Chu và Phương Tiến Giang, Hạ Tưởng cũng không phải vô cùng lo lắng thành phố Yến sẽ xuất hiện những biến cố ngoài ý muốn, Phó Tiên Phong có mạnh hơn, cũng không mạnh bằng sự liên kết của Trần Phong và Hồ Tăng Chu. Hắn có lý do để tin tưởng, thế cục của thành phố Yến cũng sẽ dựa theo nhịp bước tiến lên trong sự phỏng đoán của hắn. Chỉ chớp mắt, ngày Hạ Tưởng rời khỏi tỉnh Yến cũng đã đến, ngày mai tuy đã gần trong tay, nhưng cũng có những biến số không thể nói trước. Chương 518, ở Bắc Kinh. Tháng 3, hội nghị trung ương kết thúc, nhân sự trung ương lại một lần nữa được sắp xếp, Hà Thần Đông thuận lợi lên làm thủ tướng, là người đứng đầu Quốc vụ viện. Một cuộc cải tổ về cơ cấu các bộ, ủy ban trung ương trong Quốc vụ viện cũng chính thức được bắt đầu. Việc điều chỉnh chủ yếu là liên quan đến các bộ và các ủy ban có tương quan như sau, đầu tiên là cải cách thể chế để tăng mạnh việc quản lý tài sản quốc hữu của nhà nước, thành lập ủy ban quản lý và giám sát tài sản công và kiểm toán nhà nước, đồng thời hoàn thiện các chính sách vĩ mô để điều tiết khống chế hệ thống. Thứ hai là cải tổ lại ủy ban chính sách nhà nước nhằm phù hợp với tình hình và xu thế phát triển của quốc gia, chính thức thành lập ủy ban phát triển và cải cách nhà nước. Thứ ba là kiện toàn thể chế giám sát tài chính nhà nước, thiết lập ủy ban giám sát và quản lý ngân hàng. Thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh cải cách trong thể chế quản lý, tổ chức lại bộ thương mại. Thứ năm là tăng cường các hệ thống thể chế để giám sát việc an toàn thực phẩm và an toàn sinh sản, thành lập cục quản lý và giám sát quốc gia về dược phẩm, đưa ủy ban quản lý kinh tế mậu dịch nhà nước và cục quản lý và giám sát an toàn sản xuất trở thành cơ cấu nằm trực tiếp trong Quốc vụ viện. Thứ sáu là đổi tên Ủy ban Quản lý về sinh sản thành Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình để quản lý dân số cả nước. Thứ bảy là giải tán Ủy ban Kinh tế Mậu dịch Quốc gia và Bộ Hợp tác Kinh tế Mậu dịch Đối ngoại. Như vậy, Ủy ban Kinh tế Thương mại Quốc gia, Bộ Ngoại thương mà người ta quen thuộc đã trở thành lịch sử. Căn cứ vào phương án cải cách cơ cấu của Quốc vụ viện, ngoại trừ văn phòng Quốc vụ viện ra thì Quốc vụ viện cũng có thêm một số ủy ban quan trọng khác trực thuộc. Sau khi Hà Thần Đông trở thành người đứng đầu Quốc vụ viện thì phát súng đầu tiên mà ông ta nổ là vào cải cách cơ cấu, đồng thời qua việc này cũng biểu thị một hướng gió mới trong chính trị của đất nước, biểu thị tư tưởng của vị lãnh đạo cầm quyền mới, đất nước tạm thời bước vào một thời kỳ tương đối ổn định, vững vàng. Tháng 3 ở Bắc Kinh thì thời tiết xuân hơi se lạnh, về vị trí địa lý thì Bắc Kinh cách thành phố Yến không đến 300 km, nhưng mùa đông ở đây lại lạnh hơn chút ít so với thành phố Yến. Hơn nữa lại thường xuyên có bão cát. Trong những năm gần đây tình trạng đất màu bị rửa trôi, xói mòn, đất đai càng ngày càng hoang hóa, điều này được thể hiện trong việc số lần bão cát trong mùa xuân tại Bắc Kinh tăng lên một cách rõ ràng, chẳng những vậy mà xu thế càng ngày lại càng lớn. Mới tháng 3 mà Hạ Tưởng đã cảm thấy trong gió xuân đã có đầy cát bụi, những hạt cát này sau khi đập vào trong mắt rồi bám dính vào trên người làm cho ai nấy cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Mà gió cát ở Bắc Kinh lại rất mạnh. Cát văng vào mặt rất đau, cảm giác giống như bị dao cắt, khó có thể chịu được. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới việc con người tàn phá bừa bãi các cây cối dẫn đến việc các thảo nguyên bị sa mạc hóa một cách nghiêm trọng, đất màu bị trôi hết hình thành ra các vùng sa mạc mới, càng ngày càng mở rộng tiến sát đến Bắc Kinh. Mà thành phố gần Bắc Kinh nhất chính là thành phố Chương Trình, thành phố này gần như là nằm giữa vùng sa mạc, hàng năm cấp cho Bắc Kinh lượng cát hơn triệu tấn. Trước mắt, sa mạc đã tiến vào đến các huyện của tỉnh Yến, chỉ còn cách Bắc Kinh khoảng 18 km. Làn khí hậu ôn thuận tại Bắc Kinh đã biến mất, thay thế vào đó chính là các cơn bão cát tàn phá một cách bừa bãi, chính điều này làm cho Bắc Kinh ngày càng rét lạnh và bụi bặm. Tất cả các việc này đều có nguyên nhân từ sự khai thác quá độ và tham lam của con người. Bởi vậy, về sau nhà nước mới bắt đầu đề xướng một cách mạnh mẽ kế hoạch khôi phục lại việc trồng cây chống hoang hóa đất đai một cách có lộ trình và bước đi cụ thể. Thế mà cũng phải mất hơn 5 năm mới khiến các vùng đất vừa bị sa mạc hóa hồi phục lại phần nào số diện tích đất bị sa mạc hóa. Mà năm đó việc hô hào khai khuẩn núi hoang, chặt cây phá rừng kiến tạo đồn điền,
trang trại không những không mang lại lợi ích thiết thực mà thậm chí còn đi ngược với quy luật của sự phát triển, đây đúng là một sự mỉa mai. Thời điểm trước, có những thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế một cách mất lý trí, cố gắng xây dựng, khai thác mạnh mẽ các khoáng sản, tài nguyên. Với kế hoạch là tạo một bước nhảy vọt lớn cho đất nước, ý chí tập thể là một loại dụ dỗ làm cho mọi người trở nên cuồng nhiệt. Tình hình trong nước đã từng trải qua một thời kỳ đau buồn như vậy. Hạ Tưởng thở khẽ một hơi, cười một cách bất đắc dĩ, hắn cảm thấy rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều, đúng là hơi lẩn thẩn. Chẳng lẽ chỉ vì đang ở Bắc Kinh mà tự nhiên lại mình suy nghĩ tới việc lớn trong thiên hạ? Hắn không khỏi lắc lắc đầu, một cá nhân trong guồng xe lịch sử, cho dù có tạo được tác dụng thì cũng hữu hạn, xét cho đến cùng phải là sự cố gắng của dân tộc. Tại trụ sở Bộ Thương mại mới có rất đông người, ai nấy cũng cầm trong tay công hàm tuyên chuyển công tác và thư giới thiệu để thực hiện các thủ tục. Bây giờ đã là buổi trưa, Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi cũng không làm kinh động đến ai, lái xe đi thẳng đến gặp Tiếu Giai. Tiếu Giai đã sớm biết rằng Hạ Tưởng sẽ phải ở lại Bắc Kinh một khoảng thời gian nên rất mừng rỡ. Sau khi cô nhận được điện thoại của Hạ Tưởng lập tức cô rũ bỏ hết mọi các công việc, chuyên tâm ở nhà để chuẩn bị, sắp xếp tiếp đón Hạ Tưởng. Ngoài ra, cô còn tự mình chuẩn bị một bữa tiệc với rất nhiều món ăn. Tiếu Giai và Hạ Tưởng đã có một quy tắc ngầm với nhau. Đó là khi không có việc quan trọng thì không bao giờ cô chủ động gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, chỉ yên lặng chờ đợi điện thoại của Hạ Tưởng gọi tới. Cô không muốn làm nhiễu loạn cuộc sống và công việc của Hạ Tưởng, chỉ thầm đảm nhiệm vai trò của một người phụ nữ không bao giờ lộ diện, đứng đằng sau lo lắng cho hắn. Cô cũng hiểu rất rõ một chuyện rằng có những việc muốn ước cầu cũng không đạt được, chỉ cần cô toát ra một ý tưởng không an phận thì có lẽ Hạ Tưởng sẽ trở nên cách xa cô hơn. Tiếu Giai một mình đã xông xáo trong cuộc sống nhiều năm, đã sớm tiếp xúc, từng trải nhiều với đủ loại dạng người trong chốn thương trường. Rất nhiều người có địa vị muốn cô theo y hoặc có những người dùng các thủ đoạn để lôi kéo cô. Nhưng cô cho rằng mình thà mất hết chứ không thể để nhuốm bẩn thân thể mình. Dù gì mà nói thì Hạ Tưởng cũng có ba người phụ nữ, tuy nhiên trong cảm nhận của cô thì Hạ Tưởng cũng không phải chỉ đơn thuần chiếm hữu những người này, mà có thể còn có người khác nữa. Hạ Tưởng đối với các cô gái khác như thế nào thì cô không hiểu hết được, nhưng cô biết rằng trước mặt cô thì Hạ Tưởng là rất chân thành và hoàn toàn đáng giá tin cậy. Tiếu Giai cũng từ từ tiếp nhận sự thực rằng cô là một trong ba người phụ nữ của Hạ Tưởng. Một người đàn ông ưu tú, có tài sản hàng trăm triệu tệ, có quyền lực trong tay thì đương nhiên bên người bao giờ cũng có rất nhiều cô gái vờn ở xung quanh. Thế giới này chưa bao giờ là công bình, từ xưa tới giờ chưa bao giờ đàn ông và đàn bà được sự bình đẳng. Tuy rằng khẩu hiệu nam nữ bình đẳng được hô rất nhiều năm, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng đây chỉ là một câu khẩu hiệu để tự lừa mình mà thôi. Tâm nguyện lớn nhất của Tiếu Giai chính là sẽ sinh một đứa con với Hạ Tưởng, không, là thỉnh cầu để Hạ Tưởng cho cô một em bé để đến lúc tuổi già thì cô có thể dựa vào, mà giữa cô và Hạ Tưởng cũng có sự ràng buộc tình cảm vĩnh viễn gắn bó với nhau. Cho dù về sau này Hạ Tưởng không còn để ý tới cô nữa thì cô còn có con nhỏ ở cùng với nhau. Dù sao hai người cũng đã từng đã có quãng thời gian kỷ niệm đẹp đẽ. Tiếu Giai nghĩ ngợi vẩn vơ, đang lúc tâm trạng đang bay tít ở phương nào thì vừa lúc Hạ Tưởng đến. Cô vội vàng lau nước mắt trên đôi mắt của mình, thay đổi thành một bộ mặt tươi cười đầy nóng bỏng chạy ra tiếp đón. Ở trong lòng ngực Tiếu Giai, Hạ Tưởng ngủ rất ngon lành, giống như một đứa trẻ con vậy. Hắn chỉ giải thích đơn giản với Tiếu Giai một chút về tình hình để cô mau chóng tập trung nguồn tài chính. Sao cho trong vòng 2 tháng quay về thành phố Yến mở một đại lý phân phối, trong thời gian ngắn nhất để triển khai hoạt động. Bởi vì sắp tới sẽ đem triển khai việc quy hoạch quận Hạ Mã, lúc này rất cần vận dụng nguồn tài chính và tài năng buôn bán của cô. Tiếu Giai vui vẻ đáp ứng, cô chỉ cần biết Hạ Tưởng luôn nhớ tới cô, luôn ở trong lòng hắn là được. Hạ Tưởng nghỉ trưa một lát, buổi chiều còn có việc phải đi làm. Vì thế, cô ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn hắn chìm vào giấc ngủ bình yên. Buổi chiều Hạ Tưởng lên Bộ Thương mại, hắn được sắp xếp đến vụ hợp tác kinh tế đối ngoại để làm việc. Trên thực tế thì Bộ Thương mại mới thành lập nên cũng không nhiều người để ý và biết tới Hạ Tưởng, vì thế càng ít người giao cho hắn nhiệm vụ quan trọng gì. Do đó, nhân cơ hội này Hạ Tưởng liền nhanh tay nhanh chân xử lý tốt các việc được giao rồi sau đó gọi điện thoại cho Cốc Lão. Đối với việc Hạ Tưởng công tác tại Bắc Kinh thì Cốc Lão cực kỳ hoan nghênh. Ông liên tiếp giao một loạt các bài tập để hắn làm và yêu cầu Hạ Tưởng phải nhanh chóng hoàn thành. Đối với đề xuất của Hạ Tưởng là muốn làm sao để nhanh chóng lấy được bằng tốt nghiệp thì Cốc Lão từ chối cho ý kiến,
chỉ không ngừng thúc giục Hạ Tưởng hoàn thành các bài tập rồi sau này sẽ nói sau. Các bài tập Cốc Lão giao là một số bài luận về các phạm trù về thực trạng nền kinh tế. Do có cuộc chiến với Trình Hy học mà phương diện tri thức lý luận của Hạ Tưởng được đề cao không ít, bởi vì thường xuyên phải tra cứu tài liệu nên các bài tập của Cốc Lão giao buộc hắn phải hoàn thành thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn, xem như là may mắn ở trong họa có phúc. Nếu công việc ở Bộ Thương mại nhẹ nhàng, không ai làm phiền hắn thì hắn sẽ tận dụng khoảng thời gian này để học tập. Lúc viết luận văn thì Hạ Tưởng mới phát hiện ra là cần phải tra cứu một số văn kiện và tư liệu tham khảo, khiến hắn có niềm vui bất ngờ chính là việc hắn không nghĩ đến các tài liệu, văn kiện này lại có thể lấy được ở ngay tại Bộ Thương mại, đúng thực lúc cần đến lại chẳng mất chút sức lực nào. Đến lúc này Hạ Tưởng xem như hiểu rõ ý tưởng, mục đích chân chính của Ngô Tài Giang và Dịch Hướng Sư khi tạm thời điều động hắn tới Bộ Thương mại. Hai người này toàn là cáo đã thành tinh, mượn danh nghĩa điều động tạm thời hắn nhưng thật ra là để hắn đến Bắc Kinh để học tập. Hơn nữa, ở đây hắn lại vừa có thêm một đoạn kinh nghiệm trong lý lịch đã công tác tại Bộ Thương mại và lại vừa nhân cơ hội hoàn thành việc học tập, có thể nói là một công hai việc. Đúng là Hạ Tưởng rất cảm kích với tâm tư của Ngô Tài Giang và Dịch Hướng Sư. Hắn cũng có thể đoán được đây là dụng tâm giúp đỡ của Ngô Tài Giang, xem ra ông ta rất coi trọng việc Hạ Tưởng đã thuyết phục được Liên Nhược Hạm. Biết đâu được, đôi lúc ông ta còn có suy nghĩ muốn bồi dưỡng hắn trở thành người trong dòng chính của Ngô gia. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng tranh thủ thời gian tới gặp Liên Nhược Hạm, chơi đùa với con rồi người một nhà ăn bữa tối cùng nhau. Hạ Tưởng hưởng thụ hạnh phúc của gia đình, tâm tình vô cùng thoải mái và thư giãn. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra đứa nhỏ càng lúc càng quấn quýt với hắn, mà hắn cũng không muốn rời xa đứa con của mình. Những ngày ở Bắc Kinh đầy tự do và nhàn nhã, mỗi ngày đều đi làm đến lúc tan tầm mới về, nhưng trên thực tế thì toàn bộ thời gian trên hắn đều dùng để nghiên cứu hoàn thành bài vở, luận văn mà Cốc Lão giao cho. Cuộc sống của hắn cứ trôi qua như vậy, đến tận hơn nửa tháng sau mới thấy mặt của Dịch Hướng Sư. Dịch Hướng Sư thuận lợi nhậm chức bộ trưởng đầu tiên của Bộ Thương mại, từ lúc đó tới nay thì công việc vô cùng bận rộn. Hạ Tưởng đến công tác ở đây thì ông ta đã sớm biết, chẳng qua là chưa tranh thủ được thời gian để gặp mặt Hạ Tưởng mà thôi. Dịch Hướng Sư và Hạ Tưởng gặp nhau tại văn phòng mới của ông ta, hai người sau khi gặp mặt hàn huyên một hồi rồi Dịch Hướng Sư hỏi thăm Hạ Tưởng có cảm thấy thích ứng với công tác tại Bộ Thương mại hay không? Cuộc sống có gì khó khăn không? Ông ta hỏi rất nhiều, chỉ duy nhất là không đề cập tới chuyện giữa Hạ Tưởng và Cốc Lão mà thôi. Cuộc nói chuyện với Dịch Hướng Sư cực kỳ ngắn, được mấy phút sau đã có người tới để báo cáo công tác. Hạ Tưởng mượn cơ hội cáo từ, Dịch Hướng Sư cũng không níu kéo. Chỉ dặn dò Hạ Tưởng phải lợi dụng để sử dụng thời gian hợp lý, đây là cơ hội quý giá hiếm có được. Ngụ ý không cần nói ra, điều này làm Hạ Tưởng rất cảm kích. Lại nửa tháng nữa trôi qua, lúc này hắn mới nhận được điện thoại của Ngô Tài Giang. Đầu tiên là Ngô Tài Giang ân cần hỏi thăm về tình hình gần đây của Hạ Tưởng, sau đó liền chuyển đề tài. Ông ta nói, tối nay ngồi với nhau một chút đi, đợt này thời tiết hơi lạnh, tới nhà hàng Đông Lai ăn lẩu cho ấm áp. Đối với Ngô Tài Giang thì Hạ Tưởng có cảm giác khá phức tạp nhưng về tổng thể mà nói thì đúng là hắn có sự tôn kính đối với ông ta trong tận đáy lòng, vì thế hắn lập tức đồng ý. Sau khi tan tầm, Hạ Tưởng lái ô tô đi đến nhà hàng Đông Lai, khoảng 30 phút sau thì Ngô Tài Giang cũng xuất hiện. Ông ta không đến một mình mà còn dẫn theo một người khoảng tầm 33 tuổi. Người trẻ tuổi này khi gặp Hạ Tưởng thì chỉ gật khẽ đầu một cái, trong mắt có một sự lạnh lùng và hờ hững. Hạ Tưởng nhìn ra ra thế người này không tồi, cử chỉ nho nhã lễ độ, nhưng từ trong xương tủy có một cỗ ngạo khí, hiển nhiên là có xuất thân không tầm thường. Tuy nhiên nhìn biểu hiện và lời nói của y thì có vẻ có cấp bậc không quá cao. Quả nhiên, Ngô Tài Giang giới thiệu. Hạ Tưởng, lại đây tôi giới thiệu một chút. Đây là Tạ Nguyên Thanh, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Nghiên cứu của Trung ương Đoàn. Nguyên Thanh, vị này chính là Hạ Tưởng. Trưởng phòng của tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản xuất tỉnh Yến. Tạ Nguyên Thanh chủ động giơ tay ra bắt, y nhẹ nhàng nắm chặt tay Hạ Tưởng rồi nói giọng thản nhiên. Ừ, nghe bí thư Ngô nói qua đại danh của cậu, không nghĩ tới cậu còn trẻ tuổi như vậy. Nghe nói cậu 27 tuổi đã được đề bạt lên trưởng phòng. Xem ra việc thăng cấp bậc ở địa phương thì cũng dễ dàng hơn một chút. Lần này tôi sẽ đi xuống cơ sở, không biết chừng sẽ có lúc cộng tác với trưởng phòng Hạ. Đến lúc đó nhờ cậu chiếu cố cho tôi nhiều hơn. Hạ Tưởng không kìm nổi nụ cười, ai cũng bảo thủ đô thì là nơi dễ dàng thăng quan tiến chức nhất,
chỉ riêng Tạ Nguyên Thanh thì lại bảo tại địa phương dễ dàng thăng quan hơn. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của y, lại có quen biết với Ngô Tài Giang vậy mà hiện tại mới là một phó cục trưởng. Chắc người này đang có suy nghĩ muốn xuống cơ sở rèn luyện một khoảng thời gian, tối thiểu sau đó sẽ phải thăng lên nửa cấp thì lúc đó sẽ quay trở lại Bắc Kinh. Nếu mà việc lên chức dễ dàng như lời y nói thì tốt rồi, tại Bắc Kinh thì toàn các quan chức có cấp bậc cao, một cấp bậc cấp cục không tính là gì. Nhưng thử xuống huyện mà xem, cấp cục trưởng chính là bí thư hoặc chủ tịch huyện, toàn bộ huyện thì có mấy người có cấp cục. Hạ Tưởng không trả lời câu nói của Tạ Nguyên Thanh mà nói với Ngô Tài Giang. Bão cát ở Bắc Kinh càng ngày càng nghiêm trọng, nếu ai đi chủ quản Nội Mông thì nhất định khống chế một cách nghiêm khắc. Nếu không như vậy, chẳng bao lâu nữa thì phía Bắc của Bắc Kinh sẽ trở thành sa mạc. Ngô Tài Giang hơi kinh hãi, sa mạc hóa thảo nguyên là vấn đề nghiêm trọng, hiện tại cũng đã có rất nhiều nghiên cứu chú ý đến vấn đề này. Hạ Tưởng đúng là có tầm mắt rất cao, vừa tới Bắc Kinh đã phát giác ra việc bất thường, không thể không phủ nhận đây là một người tuổi trẻ nhưng có ánh mắt đại cục. Ông ta liền gật đầu nói, có lẽ không bao lâu nữa thì các cơ quan ban, ngành sẽ ban hành các chính sách có liên quan đến việc này. Tạ Nguyên Thanh thể hiện phong cách rất tây, nhún nhún vai rồi nói. Trưởng phòng Hạ nói chuyện hơi giật gân quá, làm kinh sợ mọi người. Tôi thấy không khí Bắc Kinh cũng rất tốt, làm gì có bão cát. Tôi sống ở thành phố Yến đã mười mấy năm, cũng đã trải qua mười mấy mùa xuân. Tôi vẫn thấy cát trong gió xuân của thành phố Yến đã là lớn, không nghĩ năm nay tới Bắc Kinh thì mới phát hiện ra cát trong gió xuân của Bắc Kinh phải mạnh hơn gấp đôi thành phố Yến. Tôi cũng đã trải qua việc này nên mới phát biểu như vậy, nếu cục phó Tạ sống ở vùng đất khác một đoạn thời gian thì sẽ nhận thấy được điều này. Hạ Tưởng không cho là đúng mà cười cười đáp trả lại, chỉ có những điều tự mình trải nghiệm qua thì mới có sức thuyết phục. Tạ Nguyên Thanh hơi đỏ mặt. Trưởng phòng Hạ có ý châm chọc tôi chưa bao giờ rời khỏi Bắc Kinh. Đâu có, cục phó Tạ làm gì phải nghĩ nhiều đến vậy. Lạc đề rồi, hôm nay tới đây là để ôn chuyện với bí thư Ngô cơ mà. Khi nói chuyện, Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Ngô Tài Giang một cái rồi lại hỏi. Bí thư Ngô có chỉ thị tinh thần nào không ạ? Ngô Tài Giang đánh mắt cho Hạ Tưởng một cái rồi nói. Ngồi xuống đi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Sau khi ngồi xuống, Ngô Tài Giang châm một điếu thuốc rồi nói một cách chậm gì gì. Ba của Nguyên Thanh và tôi quan hệ rất tốt, ông ấy bất hạnh bị bệnh nặng và đã qua đời vào mấy năm trước. Ông ta phó thác cho tôi chiếu cố Nguyên Thanh, là con trai của cố nhân, vì thế nên tôi cũng nên phải chiếu cố. Nghe nói thành phố Yến đang chuẩn bị thành lập quận Hạ Mã, tôi đang định sắp xếp Nguyên Thanh xuống đó đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch quận. Phó chủ tịch quận Hạ Mã có cấp bậc là cục trưởng. Tạ Nguyên Thanh nếu được như vậy xem như là đã được thăng một cấp bậc. Tuy nhiên, Hạ Tưởng đối với năng lực của Tạ Nguyên Thanh thì cũng không xem trọng lắm, ít nhất là ở cách đối nhân xử thế của y còn chưa hợp với tiêu chuẩn, có thể nói là ngạo mạn có thừa mà bình tĩnh thì không đủ. Vừa rồi lời nói của Ngô Tài Giang cũng ám chỉ rằng đây là ông ta bị bất đắc dĩ. Ông ta là bị người khác ủy thác, làm việc cũng phải có tình, vì thế cũng không còn biện pháp nào. Hạ Tưởng cũng nhìn ra rằng chắc chắn Tạ Nguyên Thanh cũng xuất thân từ nhà quan lại, tuy nhiên có lẽ gia đạo sa sút, vì thế đến bây giờ cũng chưa được đề bạt lên chức quan cao. Chính có lẽ điều này làm cho Tạ Nguyên Thanh trong thời điểm hiện tại cũng đang ở trạng thái xấu hổ nửa vời. Ngô Tài Giang nói với mình về việc quận Hạ Mã, chẳng lẽ là muốn mình ra tay giúp Tạ Nguyên Thanh xuống đó? Không thể được, hắn bây giờ đang còn âm thầm cạnh tranh chức bí thư quận ủy. Về cơ bản là không có thêm sức lực đủ để thu xếp cho người khác, thành ủy thành phố Yến cũng không phải là nơi do gia đình mình mở ra. Hạ Tưởng liền bất động thanh sắc liếc mắt về phía Ngô Tài Giang một cái, dường như không có việc gì liên quan đến mình rồi nói.